Chào tất cả anh chị, hôm nay em lên nhé, xin được công cực kỳ đẻ luôn mấy chị nha. Em chào chị và... Trúc Phương nha, cảm ơn chị Trúc Phương nhiều luôn. Giá vàng hôm nay là 3.760.000 nha anh chị, 3.760. Anh chị chốt đơn em mà qua bên Trang Hải chốt lên nhầm em nha. Và em sẽ lên giới thiệu sản đang đeo hết luôn. Em đang đeo là một cái loại đeo bông tai để đẩy mấy chị yêu của em nha, hình tròn phương tắm. Bông này mình có thể mình đeo đối tiệc này hoặc là mình đeo thường xuyên vẫn được. Bông tai này là em đang đeo là có trọng lượng vàng nhiêu bà nhỏ? Có trọng lượng nhà em đang mang là có 1.465 thôi nha chị nha. Em sẽ lên giá sau tiền công mẫu này cho mấy nhiêu kem luôn. Và kèm theo như cái sợi dây. Đây là cái sợi dây bi mấy chị nha, ba màu giùm em luôn, nữ hoàng mấy chị nha. Và em lên giá sale cho cháu mấy chị ờ. Đây giờ em lên báo giá đôi bông tai trước cho anh chị yêu ha. Rồi đôi bông tai này là dạng bóng để giùm em nha, trang thức điểm bao đẹp cho anh chị luôn. Rồi bây giờ em lên giá sale cho chốt nè, em qua nó kia xong chưa? Không, đồ có nhập hàng nãy nói gì nó chị lập bông tai ra đó kêu nó đem qua chị. Rồi ok anh chị nha, dạm lên nhé, xem mấy chị em chốt với chị yêu nè. Đây, đo bông tai này em đang mang mấy chị nha, có trọng lượng vàng em này là 1.465 nha. Rồi ngoài kia đó là mấy tình yêu của em đó là tiền công tới là như đây. Tiền công đông tay này đã tới 895.000. Nhưng mà anh chị, hôm nay em bán trên live tiền công sale còn có nhiêu đây. Tiền công mang sale còn 280.000 thôi nha anh chị ha. Rồi chốt đơn 5788 5788. Ngoài thị trường anh chị mua bông tai này tới 700-800. Nhưng mà hôm nay em bán sale trên live 280 cho anh chị thôi. Đôi bông như thế này mà em bán 280 cực kỳ rẻ nha. Bằng đôi bông tai em bé rồi mấy chị, 5788 giùm em nha. 5788 là đôi bông tai này đó. Chị thích bông tai này cứ bình luận lên cho em nha. Tiếp tục mấy chị yêu ơi, đây em đang đeo là một lời nhắn Kati. Nhắn Kati full hồ tắm. Mẫu này em có về đầy đủ các seni luôn mấy chị nha. Rồi thêm một cái lời lắc liền nhẫn nữa mấy chị nè. Nhẫn cơ ti này là em có seni và em báo này cho anh chị cho. Em có nhiều em lên báo hết cho anh chị luôn nha. Này, bonnie này. Bây giờ em lên cái loại phun tắm trước. Bây giờ là em lên cái loại phun tắm trước với lại là loại phun sau nha. Này, bây giờ em lên loại phun tắm trước gái vô kem nè. Phun tắm và em có nè mấy chị ơi, thấy đẹp không? Trời, nguyên chùm mấy chị ơi. Nguyên chùm nè. Em có là seni số là... mấy đây, em có size số là 18 mấy chị ơi. Em có một chiếc size số 18 nè. Và một chiếc size số là 15. Em chào chị Thảo Nguyên nha, em chào chị. Size số 13. Size số 10. Và size số là 15 luôn anh chị ơi. Rồi anh chị đeo này bao nhiêu? Anh chị đeo này bao nhiêu là anh chị cứ bình luận anh chị em nha. Em lên tiền cho anh chị chốt cho. Em lên tính tiền ngay và luôn nha. Rồi bây giờ em đeo một cái chiếc này lên 7/86, mẫu này hiện tại là size số là 18, anh đeo vừa nên vậy nè. Ờ, size số 18 anh chị yêu của em nha, em lên giá sale con mẫu này cho anh chị chốt luôn. Mẫu này dùm em chỉ có là 8 phân. À, không phải. Đây bà nhã ơi, mẫu này 8/04 giùm chị bà nhã ơi, 8/04. Rồi tiền công thị trường anh chị mua nhẫn KT này á, khoảng tầm cỡ là 600-700 ngàn. Rồi hôm nay tiền công em sale trên live cho mấy tình yêu của em. Tiền công em sẽ lên like cho anh chị là bao nhiêu đây? Sao bé nhã? Rồi bé nhã này tiền công này bấm chị nè. Tiền công em sẽ cái đôi cái nhẫn này còn là 401 thôi. Nè anh chị nha. Hả? 3433 à? 3433 giùm em. 3433. Chị Loan Cao, à số 10 đúng chịu cơ gái yêu nha. Rồi alo em chào anh trai qua đông rằng nha. Dạ em ăn rồi. Cảm ơn anh trai của em nha. Có gì? Sao? Ồ đem nè. Ok, size số 10 đúng không chị? Đây, size số 10 gái yêu kem này. Nhân bản xí đắng không em gái hả? Bây giờ mình lấy xong mình xê lên bán được luôn tình yêu nha. Mẫu này là size số 10 giùm em này là 6/5 bé nhã ơi. Rồi tiền công xe đồng giá nhắn cái tin này luôn nha. 6/5, tiền công xe là 410.000 luôn nha anh chị. Chốt lên mẫu này giùm em gái luôn mấy chị yêu kem ơi. Con xe 401-2854 2854 nha, size số 10 chị Loan Cao quen nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Trời ơi, thị trường anh chị mua tới bao nhiêu đây? 700-800 ngàn tiền công, nhưng mà hôm nay em sẽ lên like cho anh chị còn 410 ngàn thôi. Chốt đơn size số 10 giùm em 2854 2854. Tiền công xe là 401 mấy chị nha, chứ ngoài thị trường chị bỏ ra 600-700 ngàn là mấy chị. Nhưng mà trong livestream này đơn xe mấy chị là 401 tiền công. Chúc mừng mấy chị ơi, đơn xe giá rẻ nha. 2.834.000 2834 giùm gái nha. Size số 10, size 20 lần hạ. 20 thì em có qua lại trên được không? Thảo Nguyên của em nè. Có ai qua lại trên được không? Chị Lê Song Quân ơi, bây giờ mình lấy một xe trắng lên giùm em gái nha. Đây size số 10 mấy chị ơi. Mỗi này size số 10 giùm gái nha. Bao đẹp cho mấy chị yêu kem luôn, loại phương tắm. Rồi 2854 giùm em tiền công em xe 410.000 size số 10. Rồi chốt lên Loan Cao nha. Cảm ơn Loan Cao của em nè. Trời ơi, chị là khách yêu đầu tiên luôn. Rồi, em chốt Loan Cao nha.
Chốt đơn chị Loan Cao, rồi chị Loan Cao vô nhắn tin cho em gái nè, chuyên khoản cho em gái 1 triệu, nội dung chuyển tiền ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha. Rồi cảm ơn chị Loan Cao của em nè. Giá vàng hôm nay em bán có 37,60 thôi. Rồi ok, Thổ Trang mình muốn chốt đơn qua bên Trang hay chốt đơn giảm gái nha, tiền công tặng bao nhiêu em hàm. Rồi bây giờ này để em kiếm cái nhãn bản cho xong rồi em lên em sale cho chị nha. Rồi bây giờ em kiếm nhãn bản nào chị đi, một vàng đó có gì đưa lên, rồi có gì thích mẫu đó sẽ trắng lại chị. Mẫu này giùm em anh chị, em lên sale chính này luôn. Nhắn một hộp 4 chói giùm em nha, viền hoa đai lót đai loại kim tiền. 8/61 giùm em, cái này là móc máy hơi bị cưng nha. Móc máy hơi bị cưng luôn, rồi lên thì cho anh chị chốt nè. Mẫu nam chính thì được. Nhẫn có đi 16mm không em gái hả? 16mm luôn hả tình yêu hả? Dạ có luôn tình yêu ơi. Có luôn, bây giờ nè anh chị chốt đơn qua bên Trang hay chốt đơn giùm em đi, rồi mình like em chốt nha. Chốt chút nữa em bắt bên trong một liền anh chị ơi. Chiếc này là Sunny 13. Chiếc này là Sunny 13 giùm em nha. Rồi mẫu này là 8/61 giùm gái nè. Thị trường chiếc nhẫn này anh chị mua tiền công tới là 600-700 ngàn. Nhưng mà hôm nay tiền công em sale cho anh tình yêu của em còn 250 thôi. Con sale 250 ngàn thôi, 8/61. Con sale là 250 ngàn, chốt đơn giùm em 3484. 3487. 3487 giùm em, mẫu này giùm em ha, Sunny số là 13 đeo dừa anh chơi. 3487. Con sale 250 ngàn thôi. 250 thôi anh chị ơi. Trời ơi. Rồi, ủa nhẫn này số 18 sẵn là Sunny hay nhẫn cà ti đúng không chị? Nhẫn cà ti đúng không? Rồi 3487 giùm em ra được ngón trỏ nè, ngón danh nè mấy chị yêu ơi. Ngón giữa luôn ha mấy chị nha, cực đẹp luôn. Rồi 3487 công sale 250 ngàn. Nhắn này anh chị mua ngoài kia tới là 600-700 ngàn lần nha mấy chị ha. Rồi ok, lên sale trên line còn có là 250 thôi. Nhắn Sunny số 18 đúng không? Đây nè chị gái này, nhắn cơ ti nè, sao 18 có sẵn là nhiêu ơi. Đây chiếc này là Sunny số 18 là nhiêu của em nè. Đó nhắn hộ cam mà vàng nhẹ à, nhắn hộ cam vàng nhẹ à, để em kiếm. Để em kiếm thử có là like em chốt nha. Rồi ok mấy chị nè, mẫu này giùm em có 8/04 mấy chị ơi. Bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi anh chị lấy mẫu này thì bình luận lên cho em gái nè. Chiếc này 8/04 em đang đeo là chiếc Sunny số 15. Chiếc nhẫn cơ ti này em đang đưa lên là Sunny số 15 luôn nha anh chị. Đó, ok mấy chị nè, lên một tí mấy chị ơi. Nhẫn hộp cao mà nhẹ đúng không? Nhẹ nhẹ nhẹ. Rồi Sunny số 18 đây có chiếc này. Đeo vừa chính đi cho tình yêu ơi. 14 trời ơi, này 14. Lấy giờ đeo không vừa chính đi được không? Giờ cái này chính đi cho con gái yêu ơi. Mỗi này như đây 16. Rồi để mấy nhã kiếm cho em đi, xong rồi đưa có lên là cho anh chị chốt. Rồi bây giờ nè anh chị nè, muốn chốt đơn qua bên Trang hai chốt đơn nhầm em. Bây giờ là em xin phép tắt bên Trang một nha, bán hàng bên Trang hai nha mấy anh chị yêu ơi. Tắt bên Trang một đi bé ơi. Anh chị qua bên Trang hai chốt đơn nhầm em nha. Em chào chị Ngọc Liên Hoa, nhắn đơn Sunny số 19 không em. Bây giờ mình lấy màn chính này dùm em. Lấy là màn chính này được luôn nha anh chị nha. Đây nhắn tin nè anh chị ơi. Nhắn tin này bên em luôn, em có mẫu này nha. Hai loại. Em có hai là nhắn tin. Đây, cho anh chị lựa chọn ha, một là nhắn tin trơn bên này và có đá tia bơi ghế. Và chiếc này đang có là 7/28 thôi. Và chiếc này là full tắm hết giùm em luôn. Chiếc này là 6/31, rồi lấy mẫu nào đây đoàn nguyện của em. Lấy mẫu nào đây bình luận lên cho em đi, em lên nhé sale game chốt nha, nhắn tin luôn bao đẹp cho chị luôn nha. Bao xinh bao đẹp cho mấy chị gái yêu kem luôn. Ok, thích mẫu nào bình luận em mẫu đó em tính tiền cho anh chị nha. Mẫu này em lên nhé sale tiếp chị yêu nè. Mẫu này bên em đẹp không mấy chị, nhắn tin hiệu chữ trên nồi mấy chị nè. Trên nồi đó đẹp dữ mấy chị, kiểu phun tắm lá nè, cái này đó là nó kiểu hình chiếc lá mấy chị ơi. Lá phun tắm mình lá lại chơi giùm em ha. Chiếc này có 1,5 chia mà anh chị, 1,5 chia thôi nha. Nhẫn đó mà ở bên hông mà ba ghế có không em hả? Đây nè. Đây nè chị gái nè, đây hai bên đây, bên hông nó tia ba ghế đây kim trần. Rồi vậy là em tính tiền về kim trần của em ha, có một chiếc mấy chị nào, và em lên giá sẽ tiền công mẫu này luôn. Tiền công mẫu này nha, anh chị mua thị trường, mẫu này tới 600-700 ngàn. Nhưng mà hôm nay anh chị lấy tiền công em sale rẻ hơn. Tiền công em sale chiếc này cho anh chị còn là 280. Tiền công em sale chiếc này còn là 280 ngàn. Dạ rồi 7/28. Rồi 7/28 nhân giá 3,7 triệu. 60 ngàn rồi tiền công em sale mỗi này là 280. Chốt đơn 3,017. 3017 là mình có đơn 3017 và tiền công đang sale mỗi này là 280 em nha. Rồi nhẫn đinh một bên này cái tia ba kết đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 3017 giùm em, tiền công em đang sơ chiếc này là còn nhiêu đây? 280 ngàn luôn mấy chị nha, 280 luôn. Rồi ok mấy chị nè, lấy chiếc này để là trong số tiền là mình có đơn nha. 6/31 bao nhiêu giờ rồi? Ok để em lên tính tiền cho. Đây 6/31. 6/31 giùm em luôn nha. Rồi em lên sơ chiếc này luôn anh chị nè. Rồi anh chị mua chiếc này ha, tiền công ngoài thị trường tới là 500-600. Em sơ chiếc này trên like cho anh chị 280 ngàn luôn. 6/31. Tiền công em sơ chiếc này là còn 280. Chốt đơn mẫu này giùm em 2653. Dạ có luôn nha, qua bên ra hai chút đơn giùm em gái luôn nha tình yêu ơi. 2653 giùm em gái mấy chị ơi. 2653.
hả? Mấy kiểu tóc đó, 2653 tiền công em sale 280.000 luôn à. Mẫu này dùm em. Cái này là size nên số 14 anh chị. Cái này là size nên số 4 mình đeo vừa, còn nếu không vừa nữa anh chỉnh đi nha. Rồi, nhắm lên mẫu này dùm em gã luôn, đeo vừa chỉnh đi cho anh chị. Đeo vừa chỉnh đi được nha. Rồi hôm nay chị Văn Trinh kem Samla không? Chị Văn Trinh ơi, cái Samla không tình yêu của em nè. Rồi có một chiếc nhẫn màu trắng ở bên này coi có size nên số 18 sẵn mấy nha. Một trắng cao quay có nơi số 18 sẵn này không? Có ra chơi gái chút nè. Rồi nhắn hoa mai nãy đó em hà mẫu này hả chị? Mẫu này không có đấm tia ba ghét cái bên đâu chị gái ơi, có mẫu khác thôi. Có mẫu khác thôi nha, nhiều nha, nó nặng vàng hơn chiếc này nữa. Rồi ok, đây em có một cái loại dòng kim cương. Loại dòng kim cương đó chị là Văn Trinh, chị Văn Trinh kem rồi. Chị Văn Trinh ơi, em chào Phương Nguyễn nha, em chào chị. Mẫu này hiện tại là size em new này, đi 48. Size em 48 là mình đeo được luôn mấy chị yêu nè. Rồi em có một chiếc size số 18 sẵn nè chị ơi. Chiếc này là size số 18 sẵn này cho chị gái yêu kem nè. Cho chị hàng semi. Nhóm một hộp 4 cháu vì hoa tấm tia baguette luôn nha. Màu chỉ 885 luôn chị ơi. Size số 18 mình đeo dùm em luôn nha. Rồi em lên giá sale nè. Là chiếc này ngoài thị trường tiền công giá là 1.1, 1.2 tiền công. Rồi hôm nay chị lấy tiền công em sale chiếc này còn là 735.000. Con sale 735.000 cho anh chị nha. Rồi 1885 nhân giá 3760, con sale 735. Chốt đơn mẫu này giùm em 7823. 7823 là mình có đơn con sale 735.000 anh chị ơi. Nhanh tay chốt đơn giùm gái nha, nhắn đa hộ kim tiền số 10 hả. Rồi lấy chiếc này chỉnh đi luôn đây chị Hương Liễu ơi. Chị Hương Liễu nha, lấy mẫu này đi làm chỉnh đi lại cho. Chỉnh đi không có lấy phí thợ em bao ni cho mấy chị luôn. Chiếc này ngoài thị trường tiền công anh chị mua tới 500-600 ngàn tiền công, anh chị mua online em sale còn có giá 250 thôi. Rồi 3.487.000 dùm em. 3487 nhân tay chốt đơn anh chị nha. 3487 em qua. Rồi 3487 mẫu này lấy đi mình chỉnh đi cho chị Hương Liễu của em, chỉnh đi được luôn nha tình yêu em. Rồi xong em qua mấy chị nè, tiếp tục nha, em lên mẫu này tiếp đây. Nhẫn hoa bự, trời ơi nhẫn hoa bự đẹp không, nhẫn một hộp lớn giùm em ha, một tầng trắng đây là một tầng hộp tím giùm em nè. Rồi màu xanh không mấy ngăn có luôn nha Khánh Ly của em ơi. Màu xanh lá đúng không? Màu xanh lá em có luôn nha. Chị muốn mấy phân á chị Khánh Ly, em lên like em chốt cho. Em ra lấy bông cỏ bông lá màu xanh cho chị luôn với. Màu xanh lá đó à. Rồi 7.823 cô lại như mấy hả? 7.823 cô lại như mấy hả? Ok xanh đi 18 cô yêu ơi. Xanh đi 18 cho coi kim lý con nha. Rồi xanh đi số 18 luôn cô yêu ơi. Ok chị nha, đám đợi tí nha Khánh Liêm ra lấy gán chốt cho. Xanh đi số 18 của Hoa Kim Lý quân ơi. Rồi màu nhẫn này nè mấy chị nè, 3.671 dùm em ha. Thị trường anh chị mua nhẫn này tiền công tới nhiêu đây? 1.4, 1.5 tiền công. Rồi hôm nay anh chị lấy và tiền công men sơ trên like cho anh chị còn nhiêu đây? 725.000. Công sơ chứ này 725.000 hả chị nha, 3671. Tiền công men sơ 725.000, chốt đơn mẫu này dùm em. 14.528 nha mấy chị. 14.528.000 là mình có đơn giùm em ha, quá đẹp luôn. Tiền công em đang sale này rất là rẻ nha, nhận VIP mấy chị ơi, VIP hầu vòng có dưới dáng triệu đâu. Phải hơn dáng triệu, triệu 1, triệu 2. Nhưng mà em đang sale chứ này còn 725.000 thôi. 14.528 giùm em. 14.528 là mình có đơn nha chị nha, 14.528. Cô Daniel bao nhiêu? Cô Daniel số 16 hả? Cô Daniel số 16 có lấy chiếc này cũng đẹp rồi cô nè. Cô Daniel số 15. Chiếc này là size số 15 cô ơi, nhắn một hộp 3 tầng nè. Có 1.437 thôi. Mỗi này có 1.437 thôi cô yêu nè. Mà size số 15 nha cô yêu nha. Size số 15. Còn không còn chất này nữa. Nhỏ bếp nón cũng đẹp nè. Nhỏ bếp nón này là size số mấy này trời, 14 mà trời ơi. 14 rồi, giờ cô lấy chỉnh đi lại chép quá không. Giờ cô lấy chắc nghĩa cô chỉnh đi lại quá cô em lấy không. Rồi nhắn một hộp hoa tiết nữa nè. Size số 16 nè cô ơi. Size số 16 nè. Đó, mẫu này là 1.932 cô nè. Size số 16 luôn cô, nhẫn nón nha, cái này nhẫn nón nó tia baguette nè. 14.528.000 là size bao nhiêu chị em gái hả? Dạ, mẫu này chị gái nè 14.528.000. Mẫu này là hiện tại là size số 15 mình đeo vừa nha chị Hương Kim. Size 15 đeo vừa. Rồi bên em là bao ni hết cho anh chị luôn, anh chị cứ chốt đi. Trời ơi, ni là để em lo. Ni để em lo anh chị nha. Rồi mẫu nhẫn nữa anh chị nè. Bông cỏ bông lá em có rồi nè chị Khánh Ly của em ơi. Nhắn theo chữ channel mấy chị nha, bao đẹp cho anh chị luôn. Rồi chiếc này dùm em 1.501 nha. Mẫu này thị trường anh chị mua tiền công tới 600-700 ngàn. Rồi anh chị mua lên like của em ha, tiền công sale còn có 330. Công sale 330. Rồi chốt lên mẫu này dùm em gái luôn anh chị nè. 5974. 5974 dùm em. 5974 nhắn lên đó mà có nên số 7 không em hả? Hà Lê hả? Trời ơi, nên số 7 luôn Hà Lê hả? Trời ơi, nó nhỏ hả? Đợi anh tới để em đem cái chiếc trơn này qua em hỏi thợ, nếu mà chỉnh đi được em chỉnh đi cho.
chiếc này trơn chu hết này để em qua hỏi thợ. Rồi ok, ngón út không em gái. Ờ, ngón em có luôn hết kim kiều ơi, nhưng mà chị đang đi bao nhiêu? Đang đi bao nhiêu bình luận lên cho em đi, em lên giá sale cái em chốt cho nha. Rồi bông tai cậu con lá màu xanh em có rồi anh chị ơi. Bông tai cậu con lá màu xanh em có rồi nha. Bông tai cậu con lá màu xanh màu này là màu nhỏ em. Có cỡ nhỏ nha. Và cái cỡ lớn giùm em gái luôn. Rồi lấy bông tai nào đây chị yêu ơi, Ngọc Khánh Ly. Bông tai nhỏ và bông tai lớn giùm em ha. Rồi chị Hương Kim của em ơi, mẫu lá sinh nhật số 15 đeo không được nên chỉnh đi cho gái yêu cây luôn nha. Bông tai cậu con lá Van Lick 3 phân mấy và 4 phân mấy luôn nha anh chị ơi. Quá đẹp luôn, quá cân luôn anh chị nha. Xinh 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 xỉu mấy chị nè. Rồi bây giờ chắc là em lên đo bông nhỏ trước cho gái yêu kem nha. Bông nhỏ này có 3 phân 26 lên yêu cây nè. 3 phân 26. Rồi tiền công thị trường mẫu này á, là tới 400-500 ngàn. Nhưng mà bông mini này thì em sale gái yêu em chốt. Tiền công em sale rẻ ha. Còn như đây 200 ngàn thôi. Công sale 200 rồi 3 phân 26 giùm em. 3 phân 26 rồi tiền công sale 200. Chốt đơn 1426. 1426 tiền công em đem sale bông tai này là 200 ngàn thôi. Trời ơi bông Van Lick. Bông Van Lick gì đâu mà tiền công em đang sale có 200 ngàn thôi. Trời ơi bông là nhỏ nha. Bông là nhỏ giùm em. Đó chốt đơn 1426 và tiền công đang sale bông tai này có 200 ngàn thôi nha. Nhắn tin có nên số 17 không em gái hả? 17 á hả? Trời ơi. Nên số 17 thì chính đây được đó tình yêu ơi. Chị lấy đem chính đây được đó chị Hà Lê. Chị nói được nha. Rồi mặt hơi cúc, mặt hơi cúc mấy nhỏ ơi. Rồi ok mấy chị hai lớn nha em hả? Ok lớn luôn, chơi lớn chị luôn. Rồi bông tai này dùm em nè, 4 phân 49. Thị trường tiền công bông tai này tới 500-600. Rồi em sale chị nha. Tiền công em sale mỗi này là 310 ngàn thôi. 301 cái chị, 4 phân 49 nè. Rồi tiền công em sale chị còn 301. Chốt đơn mẫu này dùm em 1998. 1998 công sale 310 ngàn dùm em luôn nha. Mặt nhỏ hả? Mặt nhỏ mấy phân này cô ơi. 17 giờ leo coi này chị nói được luôn á chị gái ơi. Bây giờ này em lên hai là cái nhẫn này nha. Rồi em báo giá là tiền công cho thích chiếc nào thì chốt mẫu đó. Rồi 1998 giờ em gái luôn giờ Khánh Ly ơi. Công em xem mẫu này là 310 ngàn đem thử gái kim xem nha. Con sóc tay luôn nè mấy chị nè. Quá đẹp luôn. Mà hồi cuối em đang lấy cho mấy chị yêu của em á. Đang đi lấy á. Đây nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Xinh xỉu luôn nha. Xinh xỉu luôn á chị Khánh Ly. Này dành cho giấy tay nhỏ này lớn này dài để báo được giùm em luôn ha. Bông nói là cái cỡ trung cái nâu phân trên đâu thôi. Đó, đây đâu dễ thương mấy chị ha. Dễ chung cưng quá trời cưng luôn. Rồi 1998 em gái luôn nè. Công em xem mẫu này là 310 ngàn. Chị Hà Lê này dành báo với lại nha. Mẫu này dành em gái này tiền công em đang xem chiếc này là 208. Trọng lượng và mẫu này là 7 phân 28 nha. Rồi tiền công em xem chiếc này chỉ có 208 thôi. Chốt đơn dành em 3017. 3017 là nhẫn đó tìm bơi ghét. Còn nhẫn này là phun tắm điều hết luôn. Mẫu này là 6 phần 31 thì trường anh chị mua 500-600. Nhưng mà em bán online còn 208 thôi. 2653 dùm em. 2653 là mình được chiếc nhẫn đinh này luôn nha anh chị ơi. 2653. Kim Kiều ơi chị đang đi bao nhiêu bình luận lên cho em gái Kim Kiều của em nè. 2653 dùm em gái nha. Là nhẫn này rồi lấy mẫu nào cứ chốt đi sau em qua em nói thợ ổng chỉnh được cho mấy chị cho Vanita cho anh chị luôn ha. Chỉnh được làm chỉnh đi hết cho anh chị luôn. Rồi ok anh chị nè. 1998 dùm gái luôn Khánh Ly ơi. 1998 thì mình có đơn bông tai này. Rồi ok gái yêu ha. Rồi xong nè gái này gái vô nha. Mặt nhỏ bao nhiêu phân đây cô ơi? Bao nhiêu đang lên like cô chốt cho nha. Rồi lên món này tiếp. Rồi lên món này tiếp mấy chị gái yêu kem nè. Đây. Em sẽ lên một cái mặt này, em sẽ lên giá sale cho anh chị. Rồi được luôn nha Khánh Ly của em được luôn. Vậy là bình luận lên cho em gái món này đi. Màu 98 rồi xong qua tiệm lấy nha. Nhẫn đai kim tiền xe bịch kim không gái hả? Nhẫn đai kim tiền mẫu này hả tình yêu? Mẫu này chân chân liễu, cái này lấy đi xe trắng lên. Mẫu này xe trắng lên đi chăng như nước ý luôn á. MC nước ý Italy mấy chị ơi. Đó nè. Số 6 hồi đó chị nhắn kim tiền size số 6 bây nhỏ ơi. Nhắn chị rồi. Rồi gái yêu nè, em đây cái mặt hơi cút gái yêu ơi. Mặt hơi cút luôn nha. Khánh Ly, mình qua tiệm lấy cho cô hơn á. Bình luận lên cho em gái đi. 1998 là mình có đơn tình yêu ơi. Đây mặt hơi cút dùm em gái nè. Mẫu này là 4 phân 93 dùm em gái nha. Nó có đôi huyền trắng tình yêu ơi. Đây này đang đeo này nhưng mà gắn vô lại em chị thôi. Mẫu này dùm em nè, 4 phân 93 luôn nha chị yêu của em nha. Xe có bao nhiêu vậy em hả? Gì? Ở trong đó chứ đâu. Ok gái yêu cây này xe thì cứ chốt đơn đây xong mà xe vô trong Messenger là bên em báo giá xe cho gái yêu của chị Hương Liễu. Chốt đi được có gì là bên em vô trong Messenger bên em báo giá xe cho mấy bạn làm đơn ở dưới và sẽ bạn báo giá xe cho mấy chị nha. Rồi chốt đơn Khánh Ly của em luôn, cảm ơn Khánh Ly nha. Trời đông tay quá cưng luôn, gái tiện lấy nè. Vô inbox cho em gái đi rồi em giữ đơn lại cho bạn yêu của em nha. Đâu ok mấy chị nè. Đây ha. Em lên nhé sale tiếp.
Mở ra nè anh chị ơi, anh chị chốt này để là cho em số tiền là 3487 giùm em. Công đang xây chứ này có 250.000 thôi. Còn tiền xây thì là anh chị vô Messenger bên em báo giá cụ thể cho anh chị nha. Mặt tim nhỏ hả? Mặt tim nhỏ hả cô hả? Mặt tim nhỏ có à, bà nhỏ giống hơn có mút căng đó em hả? Mặt tim à, giống như cái mặt hơi cút mà có lợi đồ cắn hết rồi còn không? Hết rồi. Hết rồi, nêu kem ơi, bây giờ còn mụn nhặt. Giờ còn nhẵn cái bông được không? Nhẵn cái bông hơi. Nhẵn cái bông nha mấy nêu kem nha. Rồi mặt hơi cút em còn kiểu đó hết vậy chứ đổi hình trắng nên bị cháy hàng mất tiêu rồi. Rồi mẫu này nữa chị nè. À, lên tiếp mấy chị yêu kem ha. Chứ này là báo chưa? Mặt tim nhỏ hả? Mặt tim nhỏ có hình không cô yêu à? Hay là mặt tim nào cũng được? Mặt tim nào cũng được để con lên like cho bé ơi ra lấy mặt cái tim nào cho cô hơi mí bé nhỉ? Ờ, lấy mặt hơi những tim nào cũng được, đem vô cô hơi mí cô chốt. Rồi kênh chị nha. Lên tiếp mấy chị yêu kem ơi, rồi chốt đơn này dùm em nè, 3487 em, 3487 là mình có đơn nha. Nhắn đơn 17 không em gái, chị Hà Lê bây giờ em nói này không có size 17 sẵn, bây giờ mình lấy mình chỉnh đây dùm em đi. Hồi nãy em đưa lên hai cái chiếc này, giờ lấy chiếc nào? Chiếc này thì là 3017 nè. Còn chiếc này á là 2653. Rồi nhắn tin nè. Nhắn tin tình yêu của em nè, bây giờ hai chiếc giờ không có là size 17 nè. Bây giờ nó có size chung hơn nhưng mà em chỉnh đi được. Một chiếc này em đang đưa lên là size số 13 nè. Còn một chiếc này á là size số 14 nhưng mà lấy em chỉnh đi được cho mấy chị yêu ha. Cái dòng trước mặt cho chị coi hả Phạm Phạm hả? Dòng nào đây tình yêu? Dòng nào đây? Dòng hoa này hay là dòng ba màu này hay là cái dòng Chanel này? Cái dòng xung quanh có hạt có không chị hả? Xung quanh có hạt là mẫu nào ta? Xung quanh có hạt là sao chị? Có mẫu gửi qua chị em đi. Có mẫu gửi qua chị em đem lên like cho. Chị Hà Lê lấy chiếc nào nè, em lấy em chốt chị vô kem cho ba màu hả? À dòng ba màu này đây. Cái dòng ba màu này dùm em gái nha, trời đẹp lắm hết chơi. Dòng này em sẽ lên giá xe cực để cho anh chị yêu kem đeo luôn. Mẫu này là em tặng tiền si nha. Tiền si cái dòng này không gần tới 1 triệu bạc đó mấy chị. Mà hôm nay chị lấy thì em sẽ lên sale. Cái dòng này hiện tại là size 50 đeo vừa dùm em gứa nha. Sani 50, không dòng này dòng co giãn nữa. Dòng co giãn nữa. Này bác nhã này để cho chị mượn đi. Em đo chuẩn là Sani 50 thôi, em để coi cho. Rồi bác nhã nè. Rồi ok mấy chị nha, Sani 52 mình đeo được luôn nha mấy tình yêu các em ơi. 50, 52 đeo được giùm em cái dòng này. 50, 52 ha. Rồi Sani đeo được luôn mấy chị ơi. Rồi giờ em lên mẫu này cho anh chị chốt nè. Rồi Sani nhắn kim tiền sao 6 em có rồi tình yêu ơi. Em có nè, gái nào hỏi em nhắn kim tiền sao thôi sao em có rồi nha chị Kim Kiều. Kim Kiều nha. Mẫu này anh chị ơi, một lượng 0595, thị trường tiền công anh chị mua cái dòng này là tới 3 triệu, gần 3 triệu mốt. Nhưng mà hôm nay anh chị lấy tiền công em sale rẻ cho anh chị, tiền công em sale 1.525.000, 1.525.000 anh chị nha. Trời 3 triệu mấy mà em xuống giá còn có 1525 thôi. 10 chỉ 595 nhân giá 3760, tiền công sale là 1525. Chốt đơn giùm em, mẫu này là 41.362.000, 41.362. Mẫu này mà tính thêm tiền si nữa là gà ở là 1 triệu nữa. Nhưng mà hôm nay tiền si em tặng tiền công em cũng sale giảm luôn 3 triệu mốt. Em xuống giá còn có 1.25.000. Rồi em đang sale một đơn luôn mấy chị nha. Mẫu này dùm em 41.362, tiền công em sale 1525. Công sale 1525, dòng này là dòng khóa hộp dùm em nha. Dòng khóa hộp luôn mấy chị ơi, hơi bị đẹp luôn nè. À, đến hạt mà như dòng đinh đó em hả? Đến hạt dòng đinh là sao nè? Đến hạt mà như dòng đinh là có hình gửi qua cho em đi chứ dài diễn tả mẫu vậy em không biết mẫu nào luôn yêu ơi. Dòng Chanel hả mấy chị hả? Có luôn mấy chị ơi. Có luôn. Kim Kiều quen đâu rồi? Kim Kiều quen nè. Nè gọi đây nè. Ủa tôi nói đâu? Em chào chị Hồn Xuân Trinh nha. Mỗi này gái yêu cây nào 41.362, tiền công xe 1.525.000 tình yêu ơi. Sunny 50 và 52 mình đeo vừa dùm em cái dòng si ba màu. Tiền si em đang tặng cái dòng này luôn nha, đẹp lắm mấy chị. Đi tiệp một cái hoặc là mình đeo thường xuyên vẫn được, nó không có vướng víu gì hết trơn á. Rồi ok anh chị nhanh lên tiếp anh chị nè. Có dòng hiệu cho channel hả? Ok vậy luôn, dòng hiệu cho channel luôn gái nè. Giờ phương tắm và giờ mẫu này em gái luôn mấy chị ơi, xinh không? Trời ơi xinh lắm không hen. Em lên mẫu này gái em chốt mấy chị yêu ơi. Dòng này hiện tại là Sunny em này là 52 đeo dừa nha, 50, 52 đeo dừa dùm em luôn. 50 bông chen vô được ha, 50 thì nó đeo thoải mái không tiếng nha mấy chị. Rồi 4 chứ 0.98 dùm em. Thị trường ở dòng này là bao nhiêu đây? 1.3 triệu, 1.4 triệu. Chốt hả, cảm ơn chị Phạm Phạm của em nha. Dòng này đẹp lắm chị, xinh lắm luôn á nè. Trời ơi nó không có vướng víu gì hết trơn á, mà nó lợi giống như dòng bản luôn á chị yêu. Rồi chốt chị yêu kem Phạm Phạm nha. Rồi chị Phạm Phạm của em này, nếu mà lấy cái dòng này chị em khoảng cho em gái á, là chuyên khoản cho em gái đơn này là 30
chịu hỏi cho em gái 36.500, chịu hỏi cho em gái 36.500 còn lại bao nhiêu thu hộ nha. Cảm ơn chị Hợp Phạm của em. Nội dung là ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua hàng và hết tình yêu của em ha. Rồi chốt chị Phạm Phạm của chị này, bé nhỏ nè. Rồi chốt Phạm Phạm của em một đơn. Rồi bây giờ em lên cái dòng này nữa nè, cái dòng bên này hả. Rồi ok, lên dòng bên này luôn. Bây giờ làm tính cái dòng này, bây giờ làm tính dòng này nha. Cái dòng này tiền công ngoài thị trường anh chị mua giá là tiền công tới 1.4-1.5 triệu, nhưng mà hôm nay anh chị lấy tiền công em sale giảm cho anh chị yêu quen, tiền công sale giảm 675.000 thôi. Trời ơi, giá 1.4-1.5 triệu đó chị ơi, công sale 675.000, công sale 675.000, chốt đơn nhận em gái luôn chị ơi. 16.083, 16.083, em đang sale là 675.000 chứ ngoài thị trường muốn chị. Từ 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 mấy chị, cái dòng này nó hơi lỗi chút tí. Mấy chị đáng đợi tới nha, cái dòng nó hơi lỗi chút tí mấy chị. Dòng nó hơi lỗi chút tí. Để em lên dòng khác cho anh chị nha, cái dòng nó hơi lỗi chút tí mấy chị. Không, dòng lỗi là không bán đâu em. Đầu tiên chị nha, mẫu này nè chị ơi, đây là một loại dòng B2 hàng dùm em ha. Dòng B2 hàng mấy tình yêu kem ơi nè, 6.333 anh chị ơi. 6.333 mẫu này Sunny 50 đôi dừa dùm em gái nha. Sunny 50 đôi dừa luôn mình yêu, em lên giá sale nè. Em lên giá sale gắn chốt nè. Thị trường cái dòng B2 hàng này tiền công tới là 1.000.000 tới 1.100.000. Nhưng mà hôm nay anh chị lấy tiền công em sale trên live cho mấy nhiêu kem thì con sale như đây. Tiền công em sale mẫu này là 525.000 cái dòng này. Tiền công sale 525.000, chốt đơn 24.337.000 anh chị ơi. 24.337.000 mẫu này hiện tại sale 50 của em nè. Cái này 40 à. Chị dòng này sang đi cắt lên 48 được không? Cái dòng này cắt được không? Cắt được, chỉ ngoài đó có cái dòng này. Cái này 50 rồi mà, cái này cắt được. Cắt được á, tình yêu của em ơi, em cắt được. Cắt được nên 48 luôn nha, 48-47 được luôn nha, chị Huỳnh Xuân Trinh của em. Tiền công đang sale cái dòng này rất là rẻ luôn. Còn có 525.000 thôi, 1 triệu tới 1.1 triệu á, mà công sale 525.000. Chốt đơn 24.337.000 dùm em. 24.337 là mình có đơn. Rồi gái yêu kem này chị Kim Kiều. Đây là cái nhẫn mình gái nè. Chị ơi, dòng này chỉ có một cái thôi chị ơi. Rồi tiền công em sale gắn chốt tình yêu kem nha. Chiếc này thị trường tiền công chị gái yêu kem mua tới 400-500 ngàn. Nhưng mà hôm nay chị là yêu kem lấy công sale 200 ngàn chị Kim Kiều thôi nha. Rồi 2/56 nhân giá 3760, ba nhã công sale 200 ngàn chị ơi. 1163 luôn nha chị Kim Kiều của em. 1.163 tiền công sale của chị là chỉ là 200 ngàn. Chứ ngoài thị trường tiền kiếm tiền ngay chỉ là 300-400 ngàn thôi mấy chị. Nhưng mà em sale chị là còn là 200 ngàn thôi nha. Rồi chúc mừng là 1.162 cho mấy chị nằm trên 1163. 1163 nha Kim Kiều của em nha. Rồi size số 6 luôn gái yêu kem ơi. Cái này là đeo đi gút luôn nha. 1163 luôn, trời đẹp quá mấy chị ơi. Có chị cân luôn. Cái này mà có size nhỏ mấy chị đeo bắn được luôn ha. Bạn lớn đeo về dặn móc máy kim tiền chính đeo giùm em gái nha. Cắt được luôn á, chờ hình xuân trinh của em bình luận lên cho em gái nè. Em công đang rất là sao giảm 525.000 thôi. 24.337.000 giùm em gái nha. Rồi ok, nhẫn đó hả, như chờ báo tí rồi chị ra lấy. Ok gái yêu kem luôn. Nhờ nhẫn đó nhiều hợp báo chị hả. Ok chị, giờ chốt mẫu này ha, 1163 là chị ra lấy ha. Rồi chốt chị Kim Kiều kênh nè, vô nhắc tiên cho em đi, xong rồi em chị ra tiện cho lấy nha. Rồi nhớ hết con chuột nó kêu nhá. Rồi ok chị, ok lắp đó đi bao nhiêu gì em hả, lắp nào tình yêu ơi. Cái dòng này hả, dòng này hiện tại là Sunny 50 đeo dừa anh chị ơi. Sunny 50 đeo dừa còn đi cắt đi vẫn được nha, cắt đi 48-47 được luôn anh chị ơi. Rồi nói nhiều. Rồi ok Kim Kiều kênh này một đơn nè. Rồi nhắn tin chị nè. Rồi chốt Kim Kiều của em nha, cảm ơn Kim Kiều của em nè. Rồi xong bây giờ lên tiếp. Em lên cái dòng này nữa mấy chị nè. Rồi dòng này lên nhiều cực kỳ luôn, cái dòng nào đây. Lên dòng hoa đi, dòng VIP hoa lên anh chị ha. Dòng VIP hoa bự như thế này nè, đẹp không? Trời ơi, dòng VIP hoa dùm em. Dòng này á nha, có 8.346 thôi. 8.346, dòng này á là size 50. Dòng này là size 50 dùm em. Gái nào size 50 mấy chị bon chen vô em gửi mấy chị. Sunny 50 dùm em gái, trời ơi dòng nó đẹp quá mấy chị ơi. Em lên giá sale gắn chốt, em lên giá sale sale cho anh chị chốt đây anh chị ơi. Để em bỏ mấy mẫu mâm nắp này lên cho anh chị xem đi. Rồi nắp đẹp quá trời đẹp không rồi. Nắp này bỏ lên thêm cho anh chị coi. Rồi cô gái yêu kem ha. Nắp đó đi bao nhiêu vậy em gứa hả? Rồi lên like chơi gái yêu kem ơi. Nắp nào mà nhỏ. Phải không phải không phải. Rồi đầu cơ mấy chị này, dầu hột trắng đúng chịu kem ơi, dầu hột trắng hay đúng không? Đây chờ hình trên quen này, dòng một hộp dòng em 2 tầng hoa, 8 tia bơ ghép luôn mấy chị nha. Em lên giá sale gắn chốt, dòng này hiện tại là size là 52 mình đeo vừa dùm em gái nha. Dòng này size 52 đeo vừa dùm em, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi dòng này em lên giá sale cho anh chị chốt nè. Cái dòng bản hả? Rồi dòng này đúng không?
hột trắng này là nói chứ đâu, đúng không nè, em còn đúng hột trắng này luôn á. Còn này là 4.982 đúng không, gái vô kem và em lên giá sale dòng size 52 này nha. Rồi dòng VIP này tiền nêu của em mua tiền công tới là 1.4 triệu, nhưng mà hôm nay chị vô kem đeo, hôm nay chị lấy hai tiền công em sale cho anh chị vô kem này, đợi tiếng chị em lên giá sale liền cho. Tiền công em sale có dòng này là còn nhiêu đây, 1.015.000 thôi, 1.015.000 bán ở 4.982 nhân giá 3.760, con sale 1.015.000 đi đi, chốt đơn 19.747. 19.747 mấy chị ơi, 19.747 xe tiền công thì là 1.015.000 đang sale với lại mấy chị nha. Công đang sale 1.015.000 đang sale rẻ. Giá tới 1.4 triệu lận luôn nha tình yêu ha, lấy đem chỉnh này được 3487 hả? 3487 đổi chốt chị Hương Kim của em luôn. Chị yêu ơi, chuyển khoản cho em gái 1 triệu, nội dung chuyển tiền ghi tên Facebook của mình. Đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha. Rồi chốt Hương Liễu cái một đơn này, cảm ơn Hương Liễu của em. Cảm ơn gái yêu ha. Đúng rồi, đa tấm hột, đúng rồi. Đa đa hột tấm mình yêu em ơi, đây là hột tấm nè. 19.747.000 dùm em, công em đang sale rẻ nha, 1.015.000 thôi. Công sale 1.015.000 thôi nêu kem ơi. Dòng này size 52 dùm em, size 52 chỉnh y là 50-48 được luôn nè, nêu kem nè. Rồi ok, dạ lên tiếp mấy chị nha, cái dòng này em đang mang là size 50 luôn anh chị ơi. Dòng này size 50, dòng hoa đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn nè. Dòng này là 8.346 dùm em gái nè anh chị ơi. Rồi dòng này thì trình tiền công cái dòng này nha, tới 3.5-3.6 triệu, nhưng mà hôm nay tiền công em sale cái dòng này. Tiền công men sale có dòng này một đơn duy nhất, một đơn nhất. Tiền công men sale có dòng này còn bao nhiêu đây? 1.725.000, trời ơi 3 triệu mấy xuống giá 1.725. Sao sắc luôn, 1.725.000. 8.346 nhân giá 3.760, công sale là 1.725 đúng không? Chốt đơn 33.106.000. 33.106. Tiền công sale là 1.725 mấy chị ơi. Công sale 1.725 đẹp quá mấy chị ơi. 3.5-3.6 triệu nè, thạc cái dòng VIP này. Dòng VIP này 3.5-3.6 triệu, nhưng mà em đang sale cái dòng này còn 1.725.000 thôi. Dòng VIP xuống giá 1.725 một đơn nhất, Sunny 50 giùm em gái luôn. Sunny 50 33.106 giùm em. 33.106.000 nha. Đậu cơ gái yêu này nhắn danh nãy có khách chốt rồi mấy chị yêu okay, em ơi. Có mà mặt giống mua hoa đất không em gái, hay mặt hoa có luôn yêu em ơi, có luôn này. Dòng bản này là Sunny 50 dùm em, dòng bản này là Sunny 50 anh chị ơi, rất là cưng luôn mấy chị nha. Dòng này có trọng lượng vàng em này nó có 2.38 anh chị, 2.38 thôi, dòng bản dùm em ha. Rồi bây giờ mặt hoa này gái yêu của em này Trang Nguyễn đây, mặt hoa giống cái dòng gái yêu nè, mẫu này em lên nhá sale game chốt luôn nha, 2.33 thôi em luôn, 2.33. Cái này em có cái nhẫn luôn nha tình yêu ơi, cái nhẫn em có luôn nha mấy chị nha. Đây em có luôn. À, nhẫn hột trắng bao nhiêu à, nhau trắng này có chốt mấy chị yêu okay, em ơi. Rồi giờ lên báo mặt này cho anh chị chốt nè. Mẫu này dùm em 2.33. Thì trường anh chị yêu okay, em mua mẫu này dùm em gái hay là bao nhiêu đây? Tới là 900 tới 1 triệu, nhưng mà hôm nay anh chị lấy tiền công em sale. Tiền công em sale có mặt này là còn bao nhiêu đây mấy chị yêu ơi? 480 thôi. Khuyên lạc em có luôn nha, Mai Trinh ơi, trọng lượng bao nhiêu chị? 2.3 hả? Có luôn nha. Công xe 482 chỉ 33. Công mang xe mẫu này là 480, chốt đơn mẫu này dùm em 9241. 9241 á chị ơi. 9241, công xe là 480. Công xe 480 luôn mấy chị yêu ha. Trời ơi, chị đeo đi bao nhiêu? Hình như 56 đúng không chị? 56 để em ra nhờ bé lấy nha. Nhả ra lấy cái dòng này ra đi 56 chị bé nhả ơi. Dòng bán nè, đây nè, nghe nè, đây nè. Nghe nè, nghe nè. 5648 đem vô đây chị. Rồi ok mấy chị yêu kem ơi, dòng này mặt này dùm em 29241, công em đang sale 408. Mặt này bánh nhiêu kem ha, VIP lận mấy chị ơi. Mặt VIP anh chị mua tới giá 1 triệu mấy tiền công lận, mà mặt này đang sale còn 408 thôi. Công đang sale còn 408 thôi nha mấy tình yêu nha. Rồi bên 2 chị hả? Có chị nha, em đang lấy mẫu chị á. Có luôn nhiêu kem ơi, đợi tí em ra lấy game chốt cho nha mấy chị ơi. Em ra lấy game chốt cho. Rồi đa hộp tấm nêu kem hả, dòng bản hả, vậy để em ra lấy cho. Dòng này có size 50 thôi, dòng này hiện tại size 50 thôi nha mấy tình yêu của em nha, 50 mấy chị. Em có dòng bản lưới nè, dòng bản lưới chạm bi nè, có 2.899 in này. Mẫu này là dẻo, dặn dẻo mấy chị nha, có dạng bóng được luôn mấy chị ơi, có dạng bóng được luôn giùm em. Có tân đưa nè, đó tân đưa hình hoa mai luôn anh chị nha, tân đưa hình hoa mai luôn. Ủa rồi giờ em đem mẫu này nữa, em đem mẫu này lên để em xin tiền công để cho anh chị chốt nè. Mẫu là nhân VIP này, nhân biết này dùm em, nhắn một hộp mấy chị nè, một hộp hai tầng hoa, ba tầng hoa luôn. Chiếc này có 3.19 mấy nhiêu em ơi, 3.19 dùm em chiếc này. Rồi có nhắn tấm hoa này nữa mấy chị yêu kem nè, trời ơi nó đẹp. Đây nhắn một hộp mấy chị nha, lên nhắn đi em gái. Đây nhắn một hộp mấy chị nè, viền hoa lô, viền hoa hoa lô dùm em nha, 8/76, 8/76 luôn nha mấy tình yêu của em nha, bao đẹp cho anh chị luôn. Bây giờ em lên giá sale cho anh chị chốt nè, bây giờ em lên giá sale nè chị ơi.
Vậy bi nãy này có nè, nhả nè. Có hai chị đâu? Con này có không? Ý là em con này có nhiều lúc thì chị lấy vô á. Con luôn và lục lạp để đeo lắc. Đâu mấy chị nè. Có chị ơi, có chân lắc chu đúng không? Có chị. Ok mấy chị nè, lên mấy này tí mấy chị ơi, đây là một cái sợi dây bi hai chỉ mấy chị gái nè. Hai chỉ 325 giùm em. 2 chỉ 325, đây một cái sợi dây bi nhỏ xin kẻ bi lớn giùm em gái nha. 2 3 25. Rồi tiền công hiệu trường mẫu này giùm em gái này tới là 700-800 ngàn. Hôm nay tình yêu kem lấy tiền công em sale rẻ cho anh chị chú. Tiền công em sale cái sợi này còn là 455 ngàn thôi. Con sale 455 ngàn luôn anh chị ha. Chốt đơn em là 2 chỉ 325. Công em sale sợi dây bi này là 455 ngàn. Chốt đơn 9197 giùm em. 9197 giùm em gái nha. Tiền công em đang sale là 455 ngàn của tình yêu ơi. Trời ơi con sale rẻ, 400 mấy cho tới 500 ngàn nè, hai chị mấy luôn anh chị nè. Rồi chị dạ bao nhiêu đúng không? Rồi chị dạ em này nhớ hộp trà 7 tấn phân không em có luôn nha, hộp ngọc. Rồi anh tí nữa like em chốt cho. Rồi chị dốt cái dòng bi đang đeo hả, rồi cái hộp của em nha. Dòng này, dây này hiện tại là 4 tấc 2 mình đeo vừa mấy chị gái ơi. Dây này là 4 tấc 2 dùm em, con em đang sale rẻ nha, 455 ngàn thôi anh chị ơi. Nhân tay chốt đơn 9197, dài, chiều dài là 4 tấc 2 dùm em gái luôn nha. Rồi ok mấy chị nè, nhớ hộp trà 7 tấn phân hả, có luôn anh chị ơi, có luôn. Nên like cho anh chị chốt cho. Chốt cái dòng bi em đang đeo hả, trời ơi, thân ngọc của em chốt dòng bi đang đeo luôn, cảm ơn tình yêu nha. Rồi thân ngọc của em nè, em chốt dòng bi này, trời tiền công đang xe 525 ngàn thôi. Rồi chiếc khoản cho em món này tình yêu của em ơi, 24 triệu đúng không? Rồi chiếc khoản cho em món này á, chiếc khoản cho em món này là 19 triệu 500 đi, còn lại bao nhiêu thu hộ anh yêu nha. Rồi cơ gái yêu nè, chốt thân ngọc bi một đơn luôn, vô inbox cho em gái này, tiền công đang rất là sale giảm luôn nha. Rồi 9197 em chốt chị Huỳnh Xuân Trinh luôn, cảm ơn chị gái yêu của em nè. Rồi tình yêu của em chị khỏi nhớ ghi nội dung ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua dây gì hết nha. Cảm ơn anh chị Huỳnh Xuân Trinh ở bên nhã nè. Rồi cảm ơn yêu của em, dòng hồ ly bao nhiêu hả, độ cơ chị yêu luôn. Dòng con hồ ly em có nè, em lên like cho anh chị chốt cho. Rồi hai chị có mấy chị ơi, dòng bản có rồi nha. Rồi nhã hồ trà em có hai chiếc anh chị nè, em lên sale cho anh chị đeo. Có một trà chiếc 9/3 giùm em. Nhã một hộp mẫu này tới 6 cháu luôn nha. Em Trần Nguyễn Thu, phương 8/9/3. Còn chiếc này là 6/51 giùm em. Nhớ một hộp 4 cháu đang phun trà luôn ha. Rồi lấy chiếc nào anh chị? Tiền công ở ngoài thị trường hai chiếc này đều là tới 600-700 ngàn. Hôm nay anh chị lấy tiền công em sale rẻ tiền công cho anh chị thôi. Anh chị nhớ nha, hộp trà Pháp không có bán giá tiền công khoảng tầm cỡ là mấy trăm ngàn đâu, mà hôm nay em sale rẻ lắm nha. Nếu mà anh chị lấy tiền công em sale hai chiếc này luôn mấy chị nè. Em sale đồng giá hai chiếc này còn bao nhiêu đây? Tiền công em sale đồng giá hai chiếc này là chưa tới rồi 280 hai chiếc này. Con sale mấy chị nha, 280 hộp trà Pháp, một viên là không may mua khoảng tầm gần 200 ngàn rồi nè. Mà nguyên tiền công, nguyên tiền hộp luôn. 280 chiếc này, rồi lấy chiếc nào bình luận lên cho em tính tiền cho. Em bao ni cho mấy chị luôn nha. Lấy dây bi cành na chị luôn bác Nhã ơi. Ừ, lấy dây bi cành na chị luôn. Lấy chiếc nào tình yêu của em Ngọc Ngọc nè, em tính tiền cho em chốt cho tình yêu ơi. Rồi dòng con hồ ly, thằng hồ mượn của tình yêu em lên giá xe con rẻ luôn. Dòng con hồ ly, giá kim tiền giùm em ha. 2 chỉ 459. 2 chỉ 459 anh chị ơi. Mẫu này hiện tại là Sunny em này, là Sunny là 52 mình đeo được luôn nha. Rồi 52 đeo được giùm em gá luôn. 2 chỉ 459 thị trường dòng này anh chị mua tiền công 900 tới 1 triệu. Xe tiền công trên like cho anh chị 595 ngàn thôi. Con xe dòng này 595 ngàn tình yêu kem ơi. À, lấy nhẫn hả? Lấy dòng mẫu nào tình yêu kem? Lấy dòng mẫu nào đây? Để em tính tiền cho 2 chỉ 459 nhân giá 3760. Tiền công mang xe nổ này 595 ngàn. Chốt đơn dòng em 9841. 9841. Tiền công em đang sale 595.000 giùm em luôn. Size 52 đeo dừa. Chắc con vừa em chỉnh ni cho anh chị, bao ni hết cho mấy gái yêu kem luôn ha. Rồi 9841 giùm em. Dòng con hồ ly quá đẹp luôn anh chị ơi. Mẫu này size 52 mình đeo được giùm em gái nha. Rồi giờ tính thử hai chiếc nè. Chiếc này giùm em 903. Chiếc này hiện tại là Sunny em này là bao nhiêu đây? Sunny số là 17 mình đeo dừa anh chị ơi. Sunny số 17 mình đeo dừa giùm em gái nha. Em lên nhớ sale kem chốt nè. 17 giùm em. 9/3 tiền công men sale. Hồi nãy em báo cho anh chị là em chốt giá 28 đúng không? Rồi 9/3 công men sale. Con sale này là 28 của em. Chốt đơn chị ơi. Mỗi này 9/3 này con sale, mỗi này là 28. Rồi chốt đơn 3777. 3 triệu 3777 là mình có đơn mấy chị ơi. Con sale là 28 đó chị, lắp lên lạc hai chị trong này nè, có sẵn mới lấy chị đi. 3777 là mình có đơn nha, là chiếc này giùm em công sale 280 thôi, trời đẹp lắm mấy chị ơi. Hộp trà Pháp thật lớn luôn nha, một viên không ai mua trên kia, trên công ty không tới 200 mấy mấy chị ơi. Mà tiền công tiền hộp họ luôn có 280 thôi, đang sale giảm á nha. Chiếc này là Sunny 15 giùm em luôn. Chiếc này là Sunny 15 giùm em gái luôn anh chị nha. Rồi 6/51 giùm em, công sale 280 luôn nha. 6/51.
tiền công men sale 280 chút nên mỗi này dùm em 2728. 2728 là mình có đơn chị ơi, 2728. Tiền công sale bao nhiêu biết? Công sale 280.000 chị ơi, nhanh tay chút đơn 2728 giùm em nha. Mặt nhỏ em có luôn, mặt nhỏ nó tiêm có chưa? Em có lẫm vô rồi đó nè. Đâu cho mấy chị nè, lên chút cho mấy chị yêu kem ơi. 2728 giùm em, con sale 280 lấy nhẫn nào đây Trần Lan? Trần Lan của em ơi, lấy chiếc nào nè? Hai chiếc này là em đang sale tiền công 280 nha, từ chiếc nhỏ tới chiếc lớn luôn, con sale 280.000 thôi. Rồi ok mấy chị nè, lên. Lên mấy nữa mấy chị ơi, dây bên cạnh nó bị cháy hàng rồi chị ơi. Khi nào về em lên like cho anh chị chốt nha. Đấy hả? Ôi, để đổi. Đây nè mấy chị, mặt hình với tim nhỏ đây của Hoa Kim Lý nè. Mỗi này là 3 phần lẻ 4 giùm con nè. Còn đây là mặt sỏ luôn nha, nhã ơi kìa. Mỗi này là mặt hình với tim luôn mấy chị ơi, 2 phần. 2 phần giùm nhã luôn anh chị nha, 2 phần luôn. Đó, 2 phần giùm em. Rồi mặt sỏ hình trái tim luôn anh chị nè, 5 phần lẻ 9. Cái này mặt sỏ hình trái tim giùm em nha, 5 phần lẻ 9. Nhỏ bao nhiêu tiền ạ? Nhỏ dạ, hả? Dạ thưa chị anh Ngọc. Dạ thưa ạ. Mẫu này là 2 triệu 728 ngàn. 2728 là chiếc nhỏ em gắn luôn tình yêu ơi. Nhãn 3487 còn không hả? 3487 à, hiện tại em đang bị hết mất tiêu rồi Trần Minh Nguyễn ơi. Nhưng mà em để nha. Hay là em để mã sau cho anh nha. Nếu mà chị kia chưa có chứng khoản, để mã sau cho anh nha Đồng Minh Nguyễn. Có nhẫn mà một hộp bìa hoa đây trong tiền, em để má sao cho anh. Còn không chứ đó con chiếc à. Em để má sao cho anh đi. Nói chị anh Ngọc có chị yêu cầu gì á, em coi gì lại chị với. Cậu kênh yêu kem nha Trần Lan. Mỗi này anh chị yêu kem ơi, 2728 giùm em. 2728 nha, một trà pháp luôn anh chị yêu nha, đẹp lắm mình yêu ơi. Trời cô có cháu nó nè, 4 cháu nè, full tắm nè, đẹp cực kỳ luôn. Cháu này là cháu già nút đặt luôn nha. Con xe một chiếc như này 280.000 thôi. Rồi em qua nói chị yêu kem ơi. Chiếc trà lớn là bao nhiêu hả? Dạ chiếc trà lớn tiền công em sale 280.000 luôn luôn Trần. Chốt đơn mẫu này giùm em gái nè, 3777. Rồi chốt Trần Lan ok luôn ha. Rồi Trần Lan chuyển khoản cho em món này là 1 triệu. Nội dung chuyển tiền ghi tên Facebook của mình. Đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha. Rồi chốt Trần Lan với một đơn nè. Rồi vô inbox cho em gái. Em còn chiếc trà lớn của em cũng đang sale công sale 280 luôn anh chị ơi. 3.777.000 công sale 280 luôn, sale hết đồng giá luôn nha. Nhẫn nhỏ lớn gì cũng vậy hết trơn á, sale hết. Công này là size số 18 anh đeo vừa, đeo vừa chỉnh đi nha. Cảm ơn Ngọc Mai đã chia sẻ cho em gái nè, trà lớn 377 chốt Trang Nguyễn của em luôn nha, một đơn. Cảm ơn Trang Nguyễn nè. Rồi duy mốt cho em gái đi, dân khoản cho em gái 1 triệu nha. Nội dung kiếm tiền ghi tên Facebook của mình, đừng ghi cọc nhẫn mua vàng gì hết nha. Rồi chốt Trang Nguyễn một đơn, cảm ơn Trang Nguyễn của em ạ. Rồi duy mốt cho em ha, trời trà pháp luôn anh chị ơi, quá trời xinh. Quá giờ xin luôn. Rồi lên tiếp mấy chị nè. Lên tiếp anh chị muốn nhắn này không? Anh chị muốn nhắn này bình luận lên cho em gái muốn tiền luôn cho. Đem cái nhắn hộp trà nữa nè. Rồi nhắn hộp trà đẹp quá chưa. Đây, nhắn một hộp này giùm em ha. Nè hộp trà luôn anh chị ơi. Một vuông nha, dây bê chị chốt cân bao nhiêu hả? Dây bê chị chốt hả là tiền công xe bao nhiêu bé nhã coi lại anh chị với. Đợi em tí để mấy nhã coi lại cho anh yêu của em cho. Đây nhắn hộp vuông mấy chị yêu, cái này hộp trà pháp luôn anh chị nha, đai tấm tia baguette luôn, chứ này em xe luôn chị nè. Con xe 455.000 là trường thông tin ơi, con xe 455.000 thôi chị. Rồi chiếc này dòng em xanh số 14 mấy chị ơi, xanh số 4 dòng em gái nha, dây bi không em xe rẻ nhất là khoảng tầm cỡ là mấy trăm ngàn, 600-700 ngàn á. Rồi ok mấy chị nè, cảm ơn Ngọc Mai chia sẻ cho em nha. Em lên giá xe mấy này cho anh chị chốt. Món này dòng em, có chuông và lục lạc để đeo lóc chân không em gái chị à. Có lục lạc chị ơi, có chuông chuông lạc là lục lạc coi như nó không có à. Chuông chuông lạc lạc mẹ, cái chuông chuông đó. Lóc chân mỡ chuông. Ấy là có chuông riêng á. Chuông riêng, hỏi gì riêng khác riêng. Hỏi gì riêng hả? Riêng ơi. Ok, chị này 5 phân 21 giùm gái nha. 5 phân 21, rồi chiếc này thì trường anh chị mua tới 600-700 ngàn. Hôm nay chị lấy tiền công men sale cho anh chị 450 ngàn thôi. Chốt đơn mình yêu ơi, 2.409.000 là nhìn em. 2409 con men sale là 450.000. Trời ơi, đang sale rẻ mấy chị yêu kem nha. Hộp trà phát giùm em gái luôn. 2409 nè. Nhớ hộp màu trà có hộp tán xung quanh mà nó nặng vàng thêm chút không em có luôn yêu ơi. Có luôn để em ra kiếm gém chốt nha. Đây. Ờ, bán chuông đi luôn. Bán luôn. Bán luôn. Ờ, cái chuông có là bà lục lạc á. Để đó. Có riêng gái yêu, có riêng ơi, để em lấy ra em lên thử gái yêu kem thử. Không có đó chắc em cho mấy bạn tư vấn chứ đúng không? Ờ đưa người tư vấn đi. Đầu tiên chị này lên món này anh chị ơi, lắp lên lặt giùm em 20 trinh nha. Trời lắp là một máy 2.71 giùm em. Lắp này lắp mẫu về về luôn anh chị ơi. Cái này là 3.117 giùm em gái này, lắp giác kim tiền. Lắp giác kim tiền giùm em ha. Quá đẹp luôn anh chị ơi, lắp lên lặt giùm em giác kim tiền nè, còn này giá một máy giùm em gái luôn nha. Có lời nhỏ lời trơn nữa cho anh chị nữa nè, có lời nhỏ lời trơn cho anh chị nữa. Đây.
Em lên xe trên chị chốt nha. Ủa cái mâm lắc tôi đâu kêu rồi trời đó. Ủa má ơi, ủa mâm lắc ở đâu để đâu kêu rồi. Đây nè, đây nè. Cái này là 1 chia 752 chị ơi. Đây là 1 chia 752 giùm em gái nha. Lắc lên lặt này là mất mấy trăm bây giùm em. Cái này là dưới 2 chỉ luôn tình yêu của em nè. Rồi lấy mỗi lắc này bình luận lên cho em đem tính tiền rẻ cho. Em lên cái công xe rẻ cho anh chị chốt nha. Dòng bản em vô rồi anh chị ơi. Dòng bản em vô rồi, em lên dòng bản cho anh chị chốt nha. Đây, dòng bản này em lên giá xe tiền công cho anh chị chốt. Đây này mất nhiêu em ơi. Đây là một cái loại dòng bản cho em ha. Mẫu này hiện tại là Sunny em này 56 tình yêu nè. Chị Ngọc Lương Hoa, dòng bản mấy tình yêu em ơi, size 56 em gái luôn nha. Rồi dòng bản cái nào hỏi em mà đi 48 mục tiêu rồi. Dòng bản Sunny em này là 48 đây đây. Sunny 48 luôn nhiêu em ơi chị. Sunny 48 nó vừa luôn nhiêu em nha. Lắc kim tiền bao nhiêu hả? Ok chị Ngọc Lương Hoa của em luôn. Xe 56 thì Ngọc Lương Hoa game nè, với lại là trường Xuân Trinh ơi. Đây 48 mấy dương có nè, hai chị bình luận lên cho em gái nha. Rồi nhắc kiếm tiền nè, có chị Ngọc Lương Hoa của em là xe 56 nè. Mẫu này dùm em, nó có là 3 chia 117 thôi. Em lên giá sen công cho anh chị chốt nha. Lên giá sen công cho anh chị chốt. Mẫu này hiện tại là 18cm, 56 đâu vừa luôn. Trời ơi Ngọc Lương Hoa ơi, 56 đâu vừa luôn là niêu nha, niêu của chị luôn nè. 3 chia 117. Rồi cái lắp này thì được nền công 780 ngàn. Em xe đơn lai 520. Rồi 3 chỉ 117 nhân giá 3760 tiền công xe 520. Chốt đơn chị ơi 12.240.000 về Ngọc Lương Hoa ơi. 12.240 giùm em. 12.240 tiền công em xe 520. Tiền công em xe 520 cành anh chị ơi, nhanh tay chốt đơn. Mấy chị, trời ơi. 780.000 mấy chị, nhưng mà em xe chỉ là 520.000 nha. Công xe 520 chốt lên em 12.240.000. Rồi ok nhanh tay chốt đơn chị ơi, xe 56 lấy nhiêu kia luôn nè. Xe 56 luôn nha. Nhãn kim nhãn hộp trà đúng không chị? Nhãn hộp trà em có nè chị Thuyền Vũ của em ơi. Nhãn hộp trà em có rồi, lên like cái em chốt cho. Mẫu này giùm em gái nó nè, em qua nha. Trời ơi con sao rẻ mấy chị ơi. Rồi nhãn một hộp trà nè Thuyền Vũ ơi. Nhãn này nhãn VIP lớn hơn tí ha. Một hộp trà Pháp luôn nè. Đó, một tầng hộp trà Pháp, một tầng hoa hậu trắng, đai tấm tia baguette luôn. Chiếc này là 1 chia 436 giùm em. Chiếc này trần ẩm trần âm luôn nè, cưng quá cưng luôn. Mẫu quá nha. Mẫu này hiện tại là size số 14 giùm em gái chơi. Xanh số 4 nhà em gái nha, đẹp quá đẹp luôn, em lên giá sale nè. Chị 436 nhận VIP này, chị mua thì trường đền công 800-900 ngàn. Rồi sale trên like cho anh chị chiếc này là còn bao nhiêu đây? 380. Công sale 380 anh chị nha, 1 chỉ 4 236. Tiền công sale là 380, chốt đơn mất nhiêu rồi, 5779. Chiếc VIP này em đang sale tiền công còn có 380 rồi, rất là sale rẻ, chưa tới 500 ngàn tiền công. Rồi 5779 nhà em gái chơi. 5779 tiền công em sale là 380 ngàn, đây nhắn này dùm em. Đang con vườn chỉnh đi nha. Đang vườn chỉnh đi cho anh chị ơi, đẹp chưa? Quá đẹp luôn anh chị ơi, tròn ủng luôn nè. Rồi có lắp đó mà có bảng lớn không em? Hỏi là bảng lớn nó nhiều vàng hơn tí. Nó có luôn á chị ơi, bảng lớn nhiều vàng hơn tí luôn. Rồi ok chị yêu ha. Là chị lấy nặng hơn tí hay sao đây Ngọc Liên Hoa? Lên like gán chốt cho, hay sao chị? Mấy chị ơi, xin một lượt comment, một lượt chia sẻ nha. Chân chấm lên nổi bài cho vui nè, giúp chị ơi. Chị nào đó chị chị Văn Trinh đã có xâm lao, chị Văn Trinh. Chị Văn Trinh ơi, ơi. Bây giờ rồi em có một cái dòng cặp mi size số 48 á chị nè. Ở ra nè. Để em đeo lên cái sợi này gắn chốt mấy chị yêu nha. Em sẽ đeo lên một cái sợi dây full hộp. Đây, em sẽ đeo lên một cái sợi dây full hộp. Bao đẹp cho gái yêu kem luôn. Bao đẹp cho mấy chị yêu kem luôn nha. Rồi em chào chị bên nước ngoài nha. Em chào chị bên Đài Loan. Em chào chị nha. Đúng rồi hả, ok gái yêu luôn. Lấy chị lắp lên lọc đó, lắp lọc cái tiền á nè. Lớn hơn chị đi, cái bản lớn hơn á, xanh 18 thông tin nha, 56 á, lớn hơn lấy. Nè lớn hơn đúng không? Rồi bản lớn hơn. Rồi cơ gái yêu kem nè, em lên nhớ sale cho. Đây món này nè, chơi cho chị xi măng 2 bộ kim cương đi 50, có nhiêu tiền em hả? Đợi tí em lên like để em kiếm thử cái em có em lên like em chốt cho. Rồi đây một cái sợi dây khuyên hộp anh chị ơi. Hộp bên đây là hộp sợi nhân tạo hết luôn anh chị nha. Rồi hộp chủ em này là bao nhiêu đi đây? Hộp chủ em này là hộp là... Hộp chủ em này là hộp 6 ly anh chị ơi. Hộp là hộp 6 ly dùm em gái luôn nha anh chị nha. Bao đẹp cho gái yêu kem luôn. Chiếc hộp trà Pháp mới lai hả? Đây hộp trà mới lai đây nhiêu ơi. Đây chính là dùm em 1 chỉ 436. Tiền công thị trường mẫu này á nha, tới 780 ngàn. Rồi chiếc này em đang sao rẻ tiền công còn 380 thôi. Chốt đơn mẫu này dùm em gái nè 5779. 5779 là mình có đơn nha. Và tiền công em đang sale 380, chưa tới 5, chưa tới 500 ngàn tiền công đâu anh chị ơi. Nhá hộp trà, hộp trắng 6 phân hả? Có nha đặc trưng, có. Em lên lai cho anh chị chốt cho. Để em kiếm thêm cho anh chị, lên lai cho anh chị chốt nha. Rồi ok chị này 5779 đầu chốt đơn chị Trang Nguyễn luôn. Chuyên khoản cho em món này là chuyên khoản cho em món này 1 triệu nha. Nội dung ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha Trang Nguyễn ơi. Cảm ơn tình yêu của em nha.
bên em là thu hộ không quá 5 triệu trên một đơn hàng nha anh chị. Rồi chú Trần Nguyễn của em nha, đổi chị ok nêu kem luôn. Ok nêu kem luôn nha. Rồi nhắn hộ trà mấy chị yêu kem nè. Nhắn hộ trà 3777 em còn luôn mấy chị yêu của em nha. Dòng phun hộ Sunny 48 đi em hạ ok chị luôn. Ok nêu kem luôn, đợi em tí em ra lấy kem chốt cho. Nhã ơi em vô đi nhận luôn ấy giùm đi nhã. Đó rồi. Rồi ok anh chị nè, món này giùm em. Cái này là 8264 nha, thị trường Điền Công anh chị mua mỗi dây này là tới 3 triệu 3 triệu mốt. Hôm nay anh chị lấy thì công sale nha, có gì nhờ mấy Hương lấy đi. Rồi tiền công em sale có sợi này cho gái yêu kem mấy chị nè. Tiền công sale là 2.065.000. Công sale 2065 rồi 8264 ghi vô luôn nha nè. 8265 8264. Rồi công sale mỗi này là còn nhiêu đây? 2065 chốt đơn anh chị ơi 33.138.000 dây quân hộ đăng đeo. Đeo lên. 33.138 tiền công xe là 2.065.000 mấy chị. Trời đẹp lắm anh chị yêu kem ơi, dòng lên em có luôn nha, đi bao nhiêu tình yêu ơi. Lấy chị này dòng phun hộ Sunny 48 mấy chị đi. Dòng phun hộ Sunny 48. Rồi em lên món này nha. Đây là một cái lắc gái yêu kem nè. Đó lắc chắc thì bản lớn hơn gái yêu nha, trời ơi đeo mà nó chỉnh cái dây lợi tôi. Đây mấy chị nè. Ờ đẹp quá mấy chị ơi, chị Ánh Ngọc của em cho mấy Hương tư vấn mấy chị yêu kem á. Rồi ok mấy chị nha, giờ lên mấy chị nè. Đây, đây là một lợi lắc khăn làm chát kim tiền em gái luôn anh chị nha. Lắc này giùm em gái luôn có nhiêu đây? 7254 nè. 7254 nè. Rồi giờ em lên giá xe cho anh chị chốt. Cái lắc này hiện tại là 18cm luôn tình yêu nha. Này thì 18cm.5 nó hơi đeo rộng chút xíu nè. Ngón giữa có ni lớn không, có ni to không em hả? Ngón biết này hả gì Thiên Nga? Đợi em tí em tính tiền cho. Rồi lắc này giùm em gái luôn nè chị ơi, 7254 giùm em. Thì trên lắc này tới 1 triệu 1 triệu mốt nha. Rồi hôm nay em sale chị tiền công còn 690 thôi. Công sale 690. Rồi ok nhanh tay chốt lại mấy chị nè. Tiền công sale cái này là 690. 27.965.000 giùm em. 27.965 tiền công sale là 690.000. Chứ em là 1.3 1.4 đó mấy chị, nhưng mà em sẽ chỉ là 690.000 nha. Lúc này nè mấy chị yêu kem ơi, lúc này em có nhiều ni lắm, không ni nữa em chỉnh ni nha. Kim Hoàng ơi chốt đơn đây không đeo được ni này thì em chỉnh ni là được nha. Chỉnh ni là được không có lấy phí thọ đâu, em bao được luôn á. Ví dụ như lúc này là 7 chị đúng không? Em cắt xuống ví dụ như còn là 4 chi mấy hoặc là 5 chi mấy đi, sao em căng vàng lên tính tiền tình cần một công thôi. Thọ không lấy. Thì phí thọ không có lấy nha, em bao ni gái yêu kem luôn Kim Hoàng nè. Rồi nếu chốt cái này thì em để là trang số tiền là 27.965.000 và tiền công sale chốt chị luôn là 690 cái lắc này luôn ha. Lắc này là móc máy là hai mặt luôn anh chị. Móc máy hai mặt luôn nha, ra lấy chị dòng full hộ Sunny 48. Em ra em lấy đi. Đầu cơ lấy nhiêu kem nha, nhân tay chốt lên mấy chị yêu kem ơi. Nhân tay chốt đơn 27.965.000 hậu liên hoa của em nè, lắc gái yêu kem này. Lắc cô gái yêu kem này bạn lớn hơn nha. Rồi ok em qua luôn mấy chị yêu quên. Em qua mẫu này luôn, thích mẫu đó có chốt cho em ha. Rồi giờ đây mẫu này nữa nè. Nhắn này, một mẫu lớn. Ni to là bao nhiêu chị yêu ơi? Nhắn này em đang mang lên cho chị yêu kem nha, có 3.19 thôi và Sunny em này hiện tại là 14 anh đeo dừa. 14 anh đeo dừa nha. 14 đeo dừa giùm em, nhắn một hộp VIP nó. VIP này tiền công thị trường á tới 1.5 1.6 trên tiền công á. Nhưng mà hôm nay chị lấy tiền công mang sale giảm cho mấy nhiêu kem. Tiền công xây 22 lần hả? Trời ơi. Bây giờ lấy chiếc này đi. Em có chiếc này nè, Sunny số là 18 nè, nhưng mà lấy chiếc này thì em qua hỏi thợ chỉnh đi được em chỉnh đi cho. Nha chị yêu nha, chị Thiên Thiên Nga. Nhắn một hộp VIP viền hoa tặng luôn gái yêu kem nè. Tấm tiền baguette luôn. Ờ VIP này luôn ha chị nha, Sunny số 18 á chị. Thích chiếc này thì nói em ra em hỏi thợ chỉnh được em chỉnh đi cho. Bây giờ dòng full hộp này hiện tại là Sunny là 50 mấy chị yêu kem nha, 48 bông chen vô vẫn được mà đeo sẽ hơi rộng, đeo thoải mái một chút tí. Dòng phân hộp dòng em dòng này có 1.812 thôi nha, đồng ý em lên là em chốt luôn nha. Xe 50 dùm em gã luôn, xe đi 50 luôn nha tình yêu ơi. Rồi tên chị này được không mà Thiên Nga của em nè. Nhận biết dùm em gã luôn Thiên Nga ơi. Chiếc này có 1.885 thôi. Thì trường mẫu này tiền công với nha tới 1.1 triệu mốt á. Nhưng mà hôm nay chị đi yêu em lấy nha, tiền công em sơ rẻ gã em chốt thôi. Còn 735.000 chào mẹ nha. Chốt đơn 7823 dùm em. 7823 luôn nha tình yêu ơi. Công mang xe mẫu này á, là còn có 735.000 thôi. Biết hồi giờ em không có sale, giá tiền công có 700 mấy đâu mấy chưa. Kể gì phải tầm cỡ là 900 mấy cho lên. Ôi VIP nha. Ok chị yêu này dòng hộp bao nhiêu em. Ok chị yêu của em nha, lên giá xe công rẻ luôn.
Dòng hồng là có đi xa số 50. Dòng này xa 50, nói chung là 48 mình bông trang như bông được. Mình đây sẽ hơi thoải mái chút tí nha, để hơi rộng một tí nha anh yêu nha. Màu chỉ 8-12 giờ em gái. Dòng này full hộ 8 điều hết luôn. Nhân tạo thì tiền công tới 800-900 ngàn. Hôm nay tình yêu kem lấy tiền công em sale rẻ phần nửa gái yêu kem luôn. Tiền công em sale 380 ngàn thôi. Trời ơi, công sao rẻ chưa, 800-900 ngàn thôi mà tiền công em sale vậy còn 380, chỉ 8-12. Công sale 380 chốt đơn 7193 giùm em. 7193 tiền công xe cái là 380 ngàn nha mấy chị. Chết rồi, chiếc giữa em ơi, họ thích chiếc giữa hả? Rồi đợi em tới em qua hỏi thợ, em qua hỏi thợ chính này số 22 được không? Rồi đợi tới thiên ngay nha, để em qua hỏi thợ. Rồi 7193 giùm em, tiền công đang xe 380. Dòng full hộp gì mà tiền công xe 380 mấy chị. Sao rẻ lắm luôn á, sao sốc lắm luôn á, được mẫu này mấy chị ha. Nhãn hồ size Annie số 19 không em gái hả? Lấy chính đi bắn được anh chị. Giống như chiếc này nè, hiện tại là size số là 18 nè, chính đi 19 bắn được. Nhắn hello xin trắng không em hả? Giờ lấy nhắn hello đi nè chị Hương Kim. Chị Hương Kim của em nó nhắn này đi. Xong rồi mình xin lên. Xong rồi mình xin lên chị Hương Kim của em nha. Được không chị? Được không nè? Là game chốt cho nhiều rồi. Món này em xin lên bao la cho anh chị mà. Xin lên bao la cho anh chị luôn. Có gì? Không được. Không được hả? À, có dòng em đeo hả? Ok gái yêu luôn. Cho cô coi lại chiếc dòng 7823 hả? 7823 giờ rồi. Đây 7823 đây cô Quỳnh Châu ơi. Đẹp lắm cô ơi. Nhớ một hộp giùm con nha. Vì giờ nói lại hai tầng lận, một tầng tắm nhỏ, một tầng tắm hoa lớn nha. Đây là hai tấm tắm baguette, hai bên xung quanh của nó là tắm nhỏ nhân tạo giùm con luôn. Bao đẹp. Có chiếc này giùm em gái nè, màu chỉ 885. Tiếp này tới 1,1-2 triệu. Mà sale trên live 735 ngàn thôi, 7.823 ngàn giùm em. 7823 sale số 18 đâu vừa giùm em ha. Đeo vừa nếm chín ly cho. Đeo vừa nếm chín ly cho anh chị yêu kem chơi. Rồi ok, dòng này giùm em luôn. Dòng hoa VIP này size 50 và dòng này size 52. Dòng con hồ ly và dòng hoa VIP này. Dòng hoa này đúng không gái yêu kem gì Thiên Nga hay thích dòng nào nói em báo giá tiền cho. Đầu kênh chị nha, em qua mấy chị yêu kem nè. Em dòng hột này em báo giá gái yêu kem rồi, mẫu này size số 18 nên chị, đẹp lắm luôn á, 7823. Nhãn này chị hỏi em rất là nhiều luôn mà tiền công cũng đó và sale rẻ ha. Size lớn luôn á chị ơi. Tí hồi giờ người ta ít khi mà ra mấy hũ này lắm. Rồi chốt cô Phụng Châu nha, 7823. Rồi chốt cô Phụng Châu luôn, cảm ơn cô nhiều nha. Rồi cô Phụng Châu ghé tiệm nè. Dòng hoa xeo công nha, ô cơ gái yêu luôn. Dòng hoa làm xeo công cho mấy chị luôn á. Mấy nhã lên lấy gì tôi sụt, sạc với dây này. Dòng VIP này nè, mấy nhiêu của em nè. Dòng VIP này nha, có lắc hai dòng xe trắng không hả? Lấy đi MC lên cho em chờ chị Lan Lan nha. Bữa qua em kiếm hai cái lắc cho chị đó. Mà nó có hai cái lắc. Ok chị nè, đây là cái dòng hoa dùm em xanh đi 50. Sunny 50 đâu vừa giùm em gái luôn nha. 7823 bé ơi hả? Trời ơi, cô Hùng Châu chó mất tiêu rồi. Để em lên một khách chơi gái em chốt nha. Em đang kiếm mẫu nhẫn nào Sunny số 18, 19 đó chị ba nha. VIP á. Ờ VIP á. Mẫu này giùm em, đây là cái dòng hoa VIP giùm em gái nha. Dòng này Sunny 50 giùm em. Cái dòng này là 8-3-46 nè. 8-3-46 dòng này á nha. Tiền công ở trường mình yêu em ngay nè. Tiền công trường em sale, em bán á nha. Tới 3,5 triệu, 3,6 triệu tiền công. 3,5 triệu tiền công, nhưng mà hôm nay tiền công em sẽ trên like. Nhã ơi lấy chị nhắn hột trắng 60 phân ở trong năm luôn bé. Nhã ơi lấy ra chị like cho anh chị nè. Em có sẵn ở trên đám đệm tí. Dòng này tiền công em bán thị trường có tầm cỡ là 3,5-3,6 triệu là anh chị mua cái dòng VIP này. Nhưng hôm nay chị mua trên like của em tiền công em sale rẻ 1,5 triệu, 1,725 triệu. Công sale 1,725, 3 triệu mấy mà em giọt xuống có 1,7 triệu à. Lại sale rất là rẻ, không có dòng nào mà em sale rẻ không vậy đâu anh chị ơi. 33,106 ngàn giùm em. 33,106 ngàn công sale 1,725 giùm gái hay dòng viết hoa này. 3,000,000 mấy mà em dột xuống 1,000,000 lại kinh khủng luôn rồi á. Chưa chắc gì anh chị gái tiệm em mua được tiền công giống như vậy. Chỉ có sale trên live thôi. Ok chị yêu nha. Sale dòng này đẹp lắm chị. Dòng này nãy có hỏi em rất là nhiều nè mà do anh chị đang vô dự á. Rồi ok mấy chị ha, mẫu này nè từ. Em lên tiếp cho anh chị gái chốt mấy chị yêu em ơi. Dạ nhẫn nha, nhẫn em lên cho anh chị là dòng hoa non sale á. Dạ cảm ơn chị Nguyễn của em nha, cảm ơn chị. Nhẫn hồ trắng em có hàng nè anh chị nè. Rồi tôi đang kiếm nhẫn hồ trắng bờ bà được kiểu tôi chi vậy? Ở đó. Bao nhiêu hồ trắng của tôi nghe. Đó, hồ trắng bánh phân ấy. Đây này. Có không ăn để chị cửa tiệm. Em ơi em đưa cho bé Hương đưa bán cho chị đi. Bé Hương đâu? Ok mấy chị nè, em lên nhé, sale tiếp anh chị ơi. Này, nhắn một hộp giùm em nha. Giờ em lên trên mấy chiếc này nè, em lên sale rẻ thành công luôn. Nhắn một hộp 4 cháu đa full tắm giùm em. Chiếc này em đang đeo ha, 5 phân 21 đẹp chưa? Halo, nhắn halo giùm gái nha.
Nhà ngón giữa là một hộp halo luôn. Chiếc này là tới bao nhiêu đây? Tới 6 cháu nha, đa giác kim tiền nhà em. Chiếc này là 7,5 phân. Rồi nhắn hình ngón trỏ nha, nhắn một hộp đa phương 84 cháu luôn. Chiếc này là 5,5 phân nè. Em chào Thái Thị Hoa nha. Rồi ok, đặt trên lấy chiếc nào. Mình nói với em đi, được có gì ha. Em chốt đây, em sao thì công rẻ cho. Em sao công rẻ phần nửa cho anh chị luôn nha. Em sao công rẻ phần nửa cho anh chị luôn. Rồi ok, mấy nhiêu kem nè. Rồi em tí bé nhã đang ra lấy thêm mẫu nhãn xanh xuống 7,18 cho anh chị á. Đây, chiếc này nè, nhiêu kem ơi, chị anh ở Trương. Anh ơi Nguyễn ơi, quên, anh ơi Nguyễn. Chiếc này là xanh xuống 18 anh yêu nè. Trời ơi, nay em đem chiếc nhẫn rồi mấy chị ơi. Nhắn một hộp hai tầng hoa dùm em gái nha. Đai tấm tiêu baguette luôn, xanh xuống 18 dùm em. Size ni số 18. Rồi em lên like cho anh chị gái em chốt mấy chị yêu ơi. Size 18 anh chị nha, 2 chỉ 4,12. 2 chỉ 4,12 dùm em nha. Tiếp lớn nè anh chị, mua thành công hiệu trường vô đây. Giá 1,3,4 triệu chiếc này. Giá 1,3,4 triệu gift này dùm em. Tiền công em sẽ trên like cho mấy yêu của em nha. Công em sẽ rẻ cho gái yêu kem luôn. Công xe như mấy chị yêu ơi, 875 ngàn. Công xe vip này 875 ngàn anh chị. Rồi 2 chỉ 4,12. Công xe chiếc này là 875 ngàn. Chốt đây dùm em 9,944. Đây mặt tiền nó đẹp lắm mấy chị ơi. Hai tầng hoa dùm em ha. Tấm tiền baguette luôn anh chị ơi. Sơn quá trời xinh luôn nè. Rồi 9,944 dùm em. Tiền công em đang sale chiếc nhẫn vip này còn 875 ngàn thôi. Xanh số 18 này chị anh đang Nguyễn ơi, chốt lại mẫu này cho em đi. Mẫu đẹp nè, 8 triệu mấy thôi mấy chị gái ơi. Công sale 875 ngàn. Viết màu giòn đâu, không có bán giá rẻ không nha. Rồi nhẫn lạc 4 len không ngăn hả? Có như có 4 len không ngăn lạc hả? Kim tiền được không cô? Kim tiền được không cô? Rồi nhẫn hộp vàng không em màu to chút. Lát gì nhẫn hộp đá hình nó tim màu vàng. To nha, hộp to nha. 5,1 là bao nhiêu vậy em gứa hả? Rồi ok, 5,21. 5,21 nha, đặc trưng của em nha. Đây nhắn một hộp 4 cháu, một hàng đá tim baguette. Em lên giá sale. Chiếc này nhắn cũng lợi VIP nha, 780 ngàn. Nhưng mà hôm nay tình yêu kem lấy tiền công em sale rẻ cho anh chị chốt. Đây 870 ngàn. Đây mà tiền công em sale còn là 480. Tiền công em đang sale chiếc này là 480 ngàn. Rồi 5,21. Tiền công em sale 480 ngàn. Chốt đơn anh chị ơi, 2,439. 2,439. 2,439. Tiền công xe là 480 ngàn mấy chị. Công xe 480 thôi. Chị yêu kem mua 895 ngàn ngoài thị trường á. Nhưng mà xe online của em 2,438 thôi. 2,439 nhầm em. 2,439 là mình có đơn ha. Cái yêu ngày nào tiệm mình tần lịch vậy em hả? Đầu tháng 12. Đầu tháng 12 mấy chị yêu kem mua cái gì? Ủa giữa tháng 12 à? Giữa mấy chị ơi. Giữa ngang bây giờ chơi giữa rồi. Không chơi đầu nữa. Giữa tháng 12 mấy chị nha, nhớ đem theo hóa đơn là sẽ được tặng lịch. Rồi ok mấy chị gái yêu kem chưa đặt trương ơi, chốt đơn giùm gái này đi, không vừa chỉnh đi cho 2,439 giùm em. Công em đang xem mẫu này là 480 anh chị ơi. Ở thì công đang xem rất là rẻ mấy chị nha, công sale rẻ lắm. Trời ơi mấy chị, một khi mà em lên những sản phẩm nào em sẽ đọc tiền công thị trường bao nhiêu và em bán giá trên này bao nhiêu luôn. Bởi vì em bán giá công khai, không có bán giá mà kiểu như ở cái này chốt đơn mấy chị nha, số tiền bao nhiêu nha. Ở cái này em bán giá tiền công mấy vậy, em để công khai hết tiền công, em sale rẻ lắm mấy chị gái yêu kem ơi. Tiền công sale rẻ lắm luôn á nha, chiếc VIP này nè anh chị nè. Trời cái này á, tiền công đang sale 48 là rẻ đó, chứ thị trường anh chị mua tới 600-700 ngàn đó mấy anh chị. Hôm bữa thấy có mà hả? Hôm bữa thấy có mà là sao kim viên? À nhưng mà lật 4 lên hả cô hả? Mày ra mày kiếm cố gắng thì ra kiếm cái nào chị đó nhỉ? Em ra em kiếm cái dòng nào cho chị á, cái dòng nào cho chị rồi quên mất tiêu rồi. Kiếm cái nhắn khoen lật 4 lên. Ok. Rồi nhắn tim em có nè, nêu kem ơi, nhắn tim em có rồi. Đây. Nhắn tim về hàng cho anh chị rồi nha. Để em đeo lên bông tai cho đẹp gái thiết cái đợn tí anh chị. Đây này em đeo lên bông tai này đi. Bông tai này hay cho xinh nè. Đó lấy bông tai này chị đeo nha. Lấy lên bông tai này cho xinh lấy chị đeo đi. Rồi ok anh chị nè. Ừ rất đẹp đó. Rồi món này nè không gỡ rồi đó. Em chào Ngọc Minh nha, đo hình nó tim đây, đường không, đường, em nhỉ, để Ngọc Minh nha chị. Đây đây chị ơi, mở nhà hình cái tim nhà em gái nha, đây là tấm tim bơi ghét, quyền nó tim luôn. Đây, cuối ngõ tới cuối ngõ là sao? Món này nè mấy chị, chờ đây không mấy chị? Cái này là 1 chỉ 086 mấy chị nha, món này hiện tại là Sunny nè, chị Lan Lan của em nè. Sunny số 15 tình yêu ơi, Sunny 15 lấy đem chỉnh đi gái yêu kem cho. Nha đây cái gì Lan Lan cái này đá sòn Nam Phi, đá sòn Nam Phi nha chị Lan Lan nha, 1,086 đá sòn Nam Phi nè anh chị, mua tiền công tới 1,8-1,9 nè. Rồi bây giờ em bán giá trên like cho anh chị nè, bán giá trên like cho anh chị, còn giá như đây 1,225,000. Công xe 1,225, 1,086 công xe mỗi này còn như đây 1,225, chốt đơn 5,308,000. Em bán tiền công giá vàng này em bán công khai hết cho anh chị chứ không có dấu giếm gì đâu anh chị nha.
5308. Trời ơi, tiền công sao rẻ lắm mấy chị ơi, chứ không có mắc đâu mấy chị. Em bán tiền công với lại giá vàng em cũng công khai hết mà. Em chào Dông Thê nha, lắp tay thôi Lạc Hà Nhiêu hả, ba chỉ nhiêu tiền gì em, ok em lên báo giá cho. 5308 thì Lan Lan ơi, công sale 1225. Công sale 1225 nha anh chị nha. Trời ơi, đẹp quá chưa. Con quá vậy con luôn. Ơi lên nhắn lên gì vậy, lắp phải lắp ba chỉ hả, ok nhiêu kem luôn, lắp phải lắp ba chỉ. Đây hai chị bảy máy nè. Ủa ba, ủa ba chị mấy gì lắp phải lắp kim tiền nãy đúng không? Đây anh chị, đăng đen này bông tai đẹp không? Đây là bông tai loại hình cát châu nha. Đây là bông tai loại hình cát châu anh chị ơi, đẹp lắm nè, em lên em báo giá cho anh chị chốt đơn nha. Gì vậy trời? Đây. Bông hình cát châu mấy chị nè, bông cát châu giùm em ha. Móc máy toàn ten, hình con này là ba con bướm bướm. Một con bướm bướm vàng, hai con bướm bướm vàng. Ba con bướm vàng xề đâu cánh bay bay bay. Trời ơi, tiền con sẽ rẻ anh chị nha, 8.96 thôi. Ngâm nghĩ em này giùm em rồi, chúng nó lên giá sale cho anh chị cho nè. Lắp chắc kim tiền ba chị máy gái vô kem đây, ba chỉ 117 giùm em gái luôn nha. Đây dòng theo của em, mẫu này là size 56 đeo vừa giùm em nè. Tiền công ở trường anh chị mua tới 780.000, anh chị mua trên live của em, tiền công mang sale 520 thôi. Chốt đơn 12.240.000. 12.240.000 và tiền công em sale 520. Lắp khoanh lặt mút máy giáp kim tiền giùm em, nó sáng chân cho anh chị đeo luôn ha. Giáp mấy chị ơi đẹp mấy chị. Khoanh lặt hồi giờ anh chị đeo trơn mà nó ít khi mà nó ra mấy mẫu loại như giáp kim tiền giống như vậy lắm. 12.240.000 con sale 520 giùm em. Con sale 520 đeo không bình chẳng đi nha. Rồi ra bông tai, hình con bướm này em lên giá sale cho anh chị chốt có 8.96 thôi. Thị trường anh chị mua đôi bông tai VIP này tới 600-700 ngàn. Hôm nay chị lấy tiền công em sẽ trên like cho anh chị yêu kem. Còn là 280. Rồi 3987. 3987 giùm em. 3987 tiền công em sale 280 ngàn. Tiền công sale chưa tới 300 ngàn đâu anh chị ơi. Công sale chưa tới 300 ngàn thôi ha. Rồi 3987 giùm em, công sale 280. Công sale 8 nha. Hôm qua mua vòng tròn vòng đẹp mà khó đeo hả Niêu hả. Trời nó đẹp là nó đẹp là nó phải có một cái khó mới đẹp. Em giờ là đằng tiếng nè, nhẫn vuông hả, ok gái vô kem nha, nhẫn vuông. Nhẫn vuông chắc nhẫn này quá nè, đúng không? Nhẫn vuông nó trà pháp của em đây. Có 5/21 giùm em gái tôi nha. Thị trường chiếc nhẫn này chị mua tới 600-700 ngàn đó. Sunny em này là hiện tại là Sunny số là 14 mình đeo vừa luôn nha đằng tiếng ơi. Tiền công em sale cái mẫu này cho gái vô của em còn 450 ngàn thôi. Chốt đơn giùm em gái nè 2.409.000. 2.409 là mình có đơn luôn anh chị nha. Công men xe 450 ngàn thôi anh chị ơi. Công xe 450 thôi nha. Rồi ok nhanh tay chốt đơn giùm em gái luôn. Rồi để em đeo lên cái dòng này cho anh chị yêu kem nữa nè. Em đeo cái dòng này lên chị đi. Cái dòng xanh đi năm mấy rồi. Này dòng bản ấy giờ này dòng bản xanh 50 nè. Lát nữa hả, ok yêu kem luôn ba chị đúng không mà. Hay là hai chị mấy. Hay là hai chị mấy này. Cái này xanh đi 50 nãy bao giá đúng không nè. Không có nghe còn nhắn này. Lật 4 lên hả. Lật 4 lên tại còn không. Có rồi đúng không? À, có này số 10 à, có này số 10 không em hả? Như số 10 hả, chỉnh đi lại gái yêu kem ơi, check inbox rồi lấy nhẫn đó chị kìa. Đây mẫu này nè chị yêu nè, lấy đi em chỉnh đi cho. Chị Trần Tiến nha, mẫu này là em chỉnh đi là không có lấy phí thoại, em bao ni luôn. Lên bông khoen, là bông khoen đồng ten đúng không chị Ngọc Liên Hoa? Chị Trần Tiến nè, trời ơi, nói chung là mấy chị cứ chốt đơn, còn thế giới để em lo. Còn thế giới để em lo mấy chị nha. Ôi rồi gái yêu kem chưa, rồi chốt đơn giùm gái nè 2409 chỉnh đi không có lấy phí thoại, em bao ni cho anh chị nha. Đấy, tầm 3 chỉ đô lại đi em gái, ok luôn, lắc khai lặt tầm 3 chỉ đô lại bé nhỏ hơn. Đây là tầm 3 chỉ đô lại đúng không, đây cái lắc khai lặt ở đây đẹp lắm nè. Khai lặt này giùm em gái nha, em chào chị Ngọc Kim. Lắc khai lặt mẫu này mẫu mới giùm em nè, giá kim tiền luôn mà nó đặc biệt là có hình thể hình con rồng. Cái hình con rồng luôn nha anh chị nha, hình con rồng luôn. Cô ơi, cô lấy mẫu này đi nè, cô Kim Duyên. Không có khai lặt, cô lấy giá kim tiền nè cô ơi. Kim tiền 4 len nè, si 2 màu luôn, có 9/35 thôi. Tiền si con tặng cho cô luôn nha, tiền con cũng sẽ rẻ cô luôn. Cô đồng ý cô ok một cái lên giá sơ cô chốt nè. Màu chỉ bao nhiêu em hả, màu chỉ là bao nhiêu. Màu chỉ này 3760, em có ghi mấy vàng ở dưới đồng tiếng 3760. Và chiếc này 5/21. Tiền công mang sale chiếc này thị trường anh chị mua 600-700 ngàn. Sẽ trên like cho anh chị còn có là 450 ngàn thôi. Chốt đơn chiếc này giùm em gái luôn nè, 2409 giùm em. Đây tấm tia ba ghét giùm em luôn nha, bao xin cho anh chị luôn. Lắp vừa lên là bao nhiêu tiền, ok lắp này đẹp lắm nè Dông Thê nè. Một mẫu như này nha em về là 5 đơn. Em về 5 đơn luôn nha. Đây đồ cắt Sunny luôn á. Lộn đầu lộn đầu. Mẫu này giùm em nè, Sunny hiện tại em này là 54 nha. 19cm hả. Lắp này có 19cm không em. Ờ đợi đợi em tí đợi em tí. Ôi tay hơi lớn. Đợi đợi em tí nha. Lấy nhắn kim tiền ba lên hả? Rồi ba lên luôn hả tình yêu hả? Kim tiền nãy em đưa lên đúng không? Kim tiền nãy em đưa lên đúng không tình yêu? Hồi nãy em để nó đóng tiền rồi đó.
Rồi để lên like game chốt cho anh yêu của em ơi. Sunny 20, 20 20 kìa. Chị Nguyễn Linh của em đâu? Chị Nguyễn Linh ơi, chị Nguyễn Linh của em à. Mẫu này dùm em nha, hiện tại là Sunny số là 16, 17 mình đeo vừa luôn. Chiếc này tiền xe em tặng hết luôn ha. Tiền xe chiếc này không là đã trăm mấy gần 200 á. Tiền công em tặng nè, tiền công em sale rẻ luôn nè. Mẫu này dùm em gái luôn anh yêu của em ơi. Mẫu này dùm em, thị trường là tới 400, 500 ngàn. Sale gái yêu kem chiếc này. Em sale cho chị còn bao nhiêu đây? 230. Sale chị 230 Trần Tiến nha, 935. Công sale là 230 thôi, chốt đơn giùm em. 3746 này Trần Tiến nè. 3746 giùm em, công em đang sale 230. Rồi tiền xe em tặng mà tiền công cũng sale rẻ nữa. Lắp đó bao nhiêu em hả? Rồi lắp đó bao nhiêu mà trả lại lắp đây chị đây nữa số 10 nhé. Chỉnh đây tình yêu nha. Chỉnh đi nha chị yêu nha. Rồi chuyển khoản cho em gái mối này là 2 triệu đi. Nội dung chuyển tiền ghi 1 triệu là 2 triệu cũng được. Nội dung chuyển tiền ghi tên Facebook của mình. Đừng ghi mua vàng mua hàng nha. Trời ơi, ghi mua vàng mua hàng một cái là em té ngửa luôn á. Rồi ok, 3746 chốt chị Đồng Tiến nha. Vô inbox cho em gái đi. Chuyển khoản cho em gái 1 triệu 2 triệu em đem chỉnh đi nha. 3746 ngồi lên hôm muốn chốt nè. Chứ đó chị kia chốt mất tiêu rồi. Chị kia chốt mất tiêu rồi nhiêu của em ơn. Em để chị mã sau nha, nếu mà chị Trần Tiến không có lấy thì em để chị mã sau nha, Ngọc Liên Hoa. Rồi để Ngọc Liên Hoa mã sau bé nhỏ ơi. Kim tiền em có 2 len mấy chị ơi. Kim tiền em còn 2 len. Rồi ok, mẫu này nè, gái yêu kem nè. Lắc lại có chưa? Em có một khác mấy chị ơi, có 2 len á. Mẫu này là 16.5 xanh 52. Mẫu này xanh 52 nha, Ngọc Liên Hoa của em xanh 52 nha anh chị. 19cm á. Ừ đúng rồi, không có mẫu tương tự. Nguyễn Linh của em đâu? Nguyễn Linh của em đâu bà nhỏ ơi, lấy gì Nguyễn Linh bà nhỏ không? Nói chuyện ơi, Nguyễn Linh vô chị, chị Nguyễn Linh. Rồi nhớ hình có giữa năm đêm mấy chị hả? Rồi hình nhìn đây em gái này là Sunny số 18. Mỗi này là 2.4, 12 giùm em. Thị trường VIP này giá tới 1.2, 1.3 tiền công. Sale cho anh chị yêu kem công còn như đây 875 ngàn thôi. Chốt đơn 9944. 9944 là mình có đơn mấy chị nha. Thôi để cho họ lấy đi, chị lấy nhóm vuông hả? À lấy nhóm vuông đúng không? Rồi cơ gái yêu kem luôn. Vậy là chốt chị Ngọc Liên Hoa em nè. Chị Ngọc Liên Hoa nè, chị lấy mẫu này nè bé nhã nè. Vậy là chị lấy Sunny số 10 nhé đúng không? Rồi Sunny số 10 chốt chị yêu kem mẫu này luôn nha Trần Tiên ha. Rồi ok Trần Tiên, quay là chốt chị yêu kem mẫu này nè. Rồi vô inbox cho em gái đi, em chính đi chị yêu em nha. Chị yêu ơi, lấy đi em chính đi bắn được luôn nha tình yêu nha. Chị Ngọc Liên Hoa chính đi bắn được luôn. Ủa Sunny số 78 nữa. Cái chiếc này nè. Chiếc này là Sunny số 7 anh yêu ơi, rồi lấy em đổi lên tí cho. Đổi đâu tí, đổi cũng nhanh mà. Nè, Ngọc Liên Hoa lấy mẫu này đi mới nhã nha. Rồi, mẫu này là Sunny số 18 anh chị ơi, 9944 giùm em. 9944 mình mua đơn mình dồn được không bạn hả? Dạ được, mình chuyển cọc cho em đi rồi mình dồn đơn lại. Mình dồn xong rồi mình chốt thêm rồi mình đi hàng ha. Rồi lên có nhẫn của chị kia có chưa? Chị Cẩm Thu, chị đổ Cẩm Thu của chị có chưa? Ai? Chị đổ Cẩm Thu của em ơi, nhẫn chị em có rồi. Chị cọc chỉnh đi nha. Dạ, cảm ơn chị Ngọc Liên Hoa của em. Chị ăn khoản ghi tên Facebook nha tình yêu. Đừng ghi mua nhẫn một cặp gì hết nha. Rồi món này dùm em nè, Sunny số là 14 luôn yêu ơi. Sunny số 4 luôn tình yêu của em nha. Chiếc này dùm em lên giá sale cho chị Đỗ Xuân Thu. Chiếc này chị Đỗ Xuân Thu vô gọi em lên nè, chỉ 362. Thị trường món này tiền công tình yêu ơi 600-700 ngàn. Tiền công chị mua trên mai của em nè, tiền công sao rẻ hơi 250, 250 ngàn nha. Công đang sóc trái yêu của em á, 250 thôi. Chốt đơn 5371, 5371, công sale 250 ngàn. Tình yêu 600-700 ngàn đó. Đổ huyền đen đó nha, đổ huyền đen nữa. Chưa tính đổ huyền đen đó. Mà công em sale 250. Rồi bán rồi bán lỗ vốn mới chờ bán lỗ vốn tiêu rồi. Chốt đơn 5371 ok, trời ơi đổ xung phu lên trước luôn nè. Cảm ơn gái yêu của em nha. 531 em hết mất tiêu rồi, để lên một khác nha chị Lan Lan của em. Rồi chốt chị đổ xung phu của em, cảm ơn tình yêu nha. Rồi vô nhắn tiền cho em đi, chứ khoản cho em gái của này là 1 triệu. Nội dung với tiền ghi tên Facebook của mình, đừng ghi cọc nhắn mua vàng gì hết nha. Rồi em lên sơ tiếp nè. Đây nhắn kim tiền đây chị ơi, em có 3 chiếc nè. Em có 3 chiếc nè mà mẫu thứ 2 lên 2 lên nha. Lúc nãy 56 không em đang nhờ mấy bé đăng ký mấy chị gái ơi, đang đi kiếm mấy chị. Mẫu này dùm em có chiếc là Sunny số 17. Đây. 2 lên size 17 dùm em. 2 lên size 17. 2 lên Sunny số 18. 2 lên Sunny số 18 luôn anh chị ơi, 2 lên Sunny số 18 luôn. 2 lên Sunny số là 13. 2 lên Sunny số 12, 13 anh chị ơi. 12, 13 đeo dùm em nè, rồi lấy lên nào. Lấy này bao nhiêu tính tiền cho anh chị chốt cho. Nhắn hai lên giá kim tiền dùm em, bao đẹp cho anh chị luôn. Bao đẹp cho anh yêu quen luôn nha, quá đẹp anh chị ơi, xuất sắc, xuất sắc. 18 rồi đó chị. 19 luôn rồi đó chị luôn. Em tính luôn khóa nha.
Ủa con, đây nè tình yêu của em ơi, có lắp giùm em gái nha. À, anh gì đó, anh Dông Thê là chị Dông Thê gì đó ơi. Mình đâu lắp đó là mình đâu luôn khóa hay sao tình yêu. Cái này nha là em đang đo là đo không khóa đó. Bởi vì đo không khóa nó sẽ chuẩn đi cho anh chị hơn. Mà anh chị lỡ mà đo mà luôn khóa thì anh chị nói em để em đo luôn khóa cho anh chị. Mẫu này là 18.5 người gái yêu kem nè, 56-58 đâu dừa nè chị yêu kem ơi, Ngọc Lương Hoa. 18-56-58 đâu dừa tình yêu của em ơi. Là lắp của chị yêu kem đây. À Nguyễn Linh của em nè, à chị Nguyễn Linh có nhắn là Dustin phê gái yêu kem đúng không? Nhắn đó 18 không em có nè chị nè, 18 có luôn nha. Có luôn, mình đâu luôn khóa hả? À mình đâu luôn khóa đúng không? Đúng rồi. Nhiều lúc coi đâu luôn khóa để nói em để em đo luôn. Đâu luôn khóa là 19cm luôn. Đâu luôn khóa là 19cm luôn nha. Rồi. Mỗi này dùm em gái này 3 chỉ 3-14 này nhân giá là 3.470.000 tiền công xe lắp này luôn nha. 480 luôn. Chốt đơn 12.941.000 nhà em đo, mình đo luôn khóa là 19cm đúng rồi. Lắp này em cũng đo luôn khóa là 19cm luôn. Rồi chốt đơn em 12.941.000 con men xe 458. Thị trường lắp này anh chị nha, 895.000 đó, lắp khoen lạc này. Bởi vì nó làm công nghệ mà anh chị móc máy dắt kim tiền rồi hình rồng nữa mà em đang sale lắp này có 480.000 thôi là sale trên line nha. Là sale trên line đó anh chị ơi. Chốt đơn món này cho em gái luôn mình yêu nè. Đó 12.941.000. Ủa nhà nó có quà đó nhiều lắm mà sao lấy luôn vậy? 12.941.000 dùm em đo luôn khóa luôn nha là 19cm. Đeo dừa luôn nha nhân thê của em ơi. Con men xe là 480 luôn. Nhắn này em có nè. Em có nè, tình yêu kem này em có nè. Sunny số 18 không em có luôn. Nguyễn Linh của em mấy chị đang đợi tím lên chiếc này chốt hả? Chốt hả Nguyễn Linh? Chị Ngọc Linh Hoa chốt em một cái luôn hả? Bé Nhã đâu cô còn cái nào nữa không? 19cm nè. Cho chị Ngọc Linh Hoa cho dùng thêm một cái luôn bé Nhã ơi. Ngọc Linh Hoa một đơn luôn nè. Chị cọc 1 triệu rồi nha, cảm ơn kiểu xong thu của em nha. Rồi Ngọc Lương Hoa một đơn. Dông Thê đám đợi tí. Không. Ấy là còn cái món này còn cá nữa không? Nhắn bản đồng tiền hay gì mà chị nhắn đỏ đúng rồi, bản đồng tiền đúng rồi anh chị ơi. Nguyễn Linh của em nè, em lên chiếc nhánh đó xịn em phê gái yêu kem nha. Hôm nay có dây cậu nó màu đỏ không chị? Có luôn tình yêu ơi. Cậu nó màu đỏ. Mẫu này hiện tại là Sunny số 14 mình đeo giường Nguyễn Linh của em nè. Đá sợ nam phi này dùm em gái em lên giá sale nè. 8/32. Thì trường mẫu này dùm em gái nha. Rồi chốt lắc em chốt chiêu rồi. Tiền công ở trường mẫu này là 1.6-7 này đó sợ nam phi. Hôm nay anh chị mua kem tiền công sale còn 1.090.000 thôi. Công sale 1090 chị Nguyễn Linh nha. 8/32. Công sale mẫu này là bao nhiêu đây? 1090. Chốt đơn 4218 dùm em Nguyễn Linh ơi. 4218. 4.218 nha, tiền công sẽ là 1.090.000. Nha, chị gửi hình xe với chị. Ok, xe luôn. Mấy chị gửi hình quay em đi xe hết chọc. 4.218.000 công xe 1090. Chị có link của em đang xe rẻ đã sợ Nam Phi nhẹ nha. Nam Phi hộp lớn thì không có giá 1 triệu đâu chị yêu ơi. Nó có giá 1 triệu đổi đó lên. Là có hộp không á. Rồi ok mấy chị nha, lên mấy này tiếp mấy chị yêu kem ơi. Nhắn 18 nè, tình yêu nè, có nè. Lấy niềm 18 cho. Đây, xe niềm số 18 luôn yêu ơi. Cô Ngọc Hello tròn màu gì tình yêu của em lên like cho. Cái đó mà coi kéo ra được không bạn hả? Đó kéo ra không có được. Đó đeo thời gian thì chị nó có thể giãn ra thì em còn nghe được á. Bởi vì nó kéo ra không có được, nó không có khúc. 7/34 dùm em. Tiền công sao mỗi nhắn kim tiền hai hàng này 500-600. Xe trên like cho anh chị yêu bao nhiêu đây? 301 thôi. Chốt đơn món này dùm em 3.070.000. 3/70 công xe 301. Chiếc này là Sunny 18 nha anh chị ơi. Sunny số 18 giờ em gái luôn, 18 giùm em. Rồi chốt đơn mấy tình yêu của em nè. Dạ rồi ok ok, dòng lương hóa của em nha, 3.070.000. 3/70 là mình có đơn à, dòng bên tay phải đi em ok chị luôn. 18 nè, dòng lương hóa chốt luôn gái yêu ơi. Chốt luôn gái yêu của em nè, đây, quá đẹp luôn. 3.070.000 cành là mình có đơn, 3/70. Kim tiền 2 lên giùm em nha, kim tiền 2 lên. Rồi ok, gửi mẫu qua cho em đem lên like cho anh chị chốt chăng. Rồi em lên 18 này Ngọc Linh Hoa chốt luôn tình yêu ơi. Chốt luôn chốt luôn. À, bông bạc halo hả? Bông bạc halo còn còn không Hương? Để em ra kiếm cho nha. Chốt nhẫn ok chị luôn. Đâu chốt món nào cứ lấy đi chị yêu ơi. À, bông bạc halo đó hột màu trắng. Rồi, ok nhắn cái tiền xanh đi 18 đó chị nha. Rồi chốt chị yêu cây này Ngọc Linh Hoa em một đơn nè. 18 chị luôn nè. Rồi vô em bóp cho em luôn nè, em tính tiền luôn cho. Nhắn đinh hả, nhắn đinh đợi em tím lên lại cho tình yêu ơi. Nhắn đinh đợi tím lên lại cho gái yêu kem cho. Rồi giờ lên món này nữa, hai giờ bên tay phải đi em hả. Đây giờ bên tay phải kem này Sunny 50. Sunny 50 như đủ thông thư của em, 2.38 giùm em. Thị trường cái dòng này nha, tới là nhiêu đây 600-700 ngàn đó. Hôm nay tình yêu kem lấy tiền công em sale rẻ cho anh chị. Còn là 330 gì, em chưa thấy chị lên.
330 chốt đơn chị ơi, 9279. 9279 và tiền công em đang sale 330 hơi dòng này. Trời sale 330. Thì cho anh chị mua tới mấy trăm ngàn là 600 700 mà sale còn có 330 hơi. Nhắn tin nêu nè, nhắn tin em lên live trên chị chốt đây, nhắn tin đây. Nhắn tin này giùm em nha, 6/31. Và chiếc này hiện tại là size ni số là 14 mình đeo dừa. Tiền công em sale rẻ cho. Thị trường anh này là 600 700 selling line 208. Chốt đơn mẫu này giùm em 2653. 2653 mình có đơn mẫu này giùm em 2653 công sale 208 chưa tới 300 ngàn tiền công luôn. Rồi nhắn này nữa sale đồng giá luôn 208 luôn. Ba ghế không bao giờ tiền công có dưới này đâu chị ơi. Kể về 500 ngàn nhảy lên á mà sale rẻ cho anh chị 308. À hay 208 với lỗi anh chị. Tiền công sale đồng giá hai chiếc này 208. Chiếc là 3.017.000. Đã không vừa chỉnh đi tay, không lấy phí thợ bao ni cho anh chị nha. 3017 giờ mình có đơn chị ơi, 3017. Có bé Nhã. Có bé Nhã. Ở trên đầu cái mâm lớn luôn. Có nhưng mà chị lấy vô. Ok mấy chị yêu kem nha. Nhanh tay chút đơn mấy chị yêu kem ơi. Nhà Lăng Lăng lấy món nào? Chị Lăng Anh chứ lấy món nào gái yêu kem. Chiếc đó thì baguette này thì là 3017 nè. Còn chiếc phương 8 hết luôn nè là 2653. Dạ sim em có luôn. Sim em có luôn Hành Nguyễn ơi, sim em nào tình yêu có gì là đắt hú hồn mà. Bông mặt halo hả? Halo bây giờ em còn một bông vuông, em còn bông vuông, bông hình giọt nước không tình yêu ơi. Em còn bông vuông và bông hình giọt nước nha Trần Phượng của em nha, Trần Phượng. Đây nè. Em còn giọt nước nha, giờ còn bông vuông gái yêu kem ơi, trời lấy hai bông này đi. Em lấy hình giọt nước này nhìn sẽ nó có duyên hơn, nó cân dễ thương hơn. Cái 5/22 thôi chị. À, rồi ok mình cứ suy nghĩ đi, rồi thích cái bông nào thì cứ bình luận lên cho em nha. Bông bạc luôn tình yêu ơi, bông bạc giùm em gái luôn ha. Rồi ok, lên này nữa cho anh chị chốt nè, thuốc mẫu nào cứ để tin cho em đi chị ơi. Chị ơi em ra làm gia đình chỗ. À lấy chiếc nào nhỏ xi men có hình không chị gái? Cái đinh có 8 em chỉnh này được không hả? Chỉnh đi bao nhiêu tình yêu? Chỉnh đi bao nhiêu bình luận lên cho em đi, em qua em nói thợ cho em chỉnh được em chỉnh đi chị nha. 2653 giùm em. Công xe 208, chiếc này hiện tại em đang đưa lên cho chị gái yêu kem là size số 14 rồi. Xin em bảo 4 ly nên 50 em ạ. Tài lọc đúng không? Tài lọc đúng chị? Hình như gửi hình qua cho em đi, gửi hình qua cho em đi để em nhờ bé nó đi kiếm lại cho nhiều lúc đi nó để em tiêu rồi. Tính nhìn nó chị xem ok yêu kem nha. 2653 chốt tôi chị Lan Anh của em nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn gái yêu kem nha. Rồi nội dung cái điện ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua hàng giờ hết cho tình yêu ơi. Cảm ơn tình yêu của em nè. Tính bông mặt hình dòng nước chị xem ok nêu kem luôn đây. Bông mặt hình dòng nước em đeo lấy kem xem nha. Ok bông tay lên rồi mấy chị ơi. Bông tay em lên rồi. Em lên sàn cho anh chị gái chốt mấy chị nè. Bông bướm này nè, dạ em báo với lại một lần nữa là em qua bông bướm bướm này luôn nha. Bướm bay anh chị nè. Kiểu nào mà cắt máy sáng đây em hả? Cắt máy sáng này, hả? Kiểu mai gu mà chị nè. Mày đưa lại tao, của tao. Ok anh chị nha. Qua bông tay hình có con bướm nãy đưa rồi. Đây em báo với lại chị yêu nè. Lắc hồi nãy là bao nhiêu tiền vậy em hả? Lắc hồi nãy còn sao như số 19 công ty em bán nhã 39 3987 giùm em con sale 208. Con sale 208 giùm gái nè. Em còn lắc lật khác nè Dông Thê ơi, để lên like cho anh chị chốt cho nha. Rồi ok bông bò nhập nước em lên tính tiền cho. Đây nhắn vàng đi bao nhiêu vậy em hả? Quanh kim nhắn vàng này em đang mang tình yêu ơi. Con sale là nhiêu đây? 1.225.000 sale trên like. Đó sổ nâng phơi giùm em. Chốt đơn này giùm em gái nè. 5308 Nguyễn Nguyễn của em ơi, nhắn thì có rồi. 5308 giùm em gái nha. 5308 đây. Ủa hình nhập nước. Em lên nhé xe cho anh chị chốt. Bông này dầm em 5/22. Thị trường anh chị mua bông tay này tính 500-600. Rồi nha, em sale bông tay này cho anh chị yêu kem nè. Tiền công sale 310.000. 5/22. Công sale 310.000. Chốt đơn cho em 2273. 2273 tiền công sale 301. Bông này dầm em hình giọt nước nha. 500-600.000 đó anh chị ơi. Công sale 301 nè. 2273 dầm em. Chai khuất điểm đẹp nha, xinh nha, không già. 2273 giùm em luôn. Đầu. Lên món này nữa gái yêu kem nè. Tiền công đang sao rẻ lắm, có bọn còn có 310.000 à. Lắc lên lặc nè tình yêu ơi. Em còn mẫu này được không mà Dông Thê nè. Lắc lên lặc giùm em nha, đẹp lắm, mẫu mới không mà. Lắc đầu tiên này em đang mang lên cho tình yêu của em á là bao nhiêu đây? Chiếc này là 3.243 giùm em nha, 3.243. Lắc lên lặc kiểu đẹp lắm anh chị ơi. Rồi thêm cái lắc này nữa nè, thích lắc nào nói em đi rồi em đeo lên thử cho anh chị xem nha. 3.521. 3521 bản này bản lớn hơn nha, còn này bản này nó sẽ nhỏ hơn nha anh chị nha. Mẫu mới luôn, lấy mẫu mới đeo cho em cho nó nóng luôn anh chị nha. Đâu ok anh chị nè, lên mẫu này nữa. Nguyễn Nguyễn quen đâu rồi? Nhắm màu vàng này đi bao nhiêu em hả? Rồi da thì mặt bỏ bông lá màu đỏ, chị 4 mắt rửa bé nhã ơi. Mẫu này dùm em hiện tại là size số 14 mình đeo vừa ngay quanh kim. Đeo vừa chỉnh đi cho. Tiền công em sẽ có 1.225.000 thôi, 5308.
3 năm 21 hả? 3 năm 21 là nên bao nhiêu vậy em hả? 3 năm 21 hả? 3 triệu con trăng của 3 năm 21 là cái mẫu gì đâu trời đất? 3 năm 21 là mẫu nào tình yêu ơi? Là mẫu nào? Mẫu nào đâu? Trời ơi, bình luận lại giùm em ước. 3 chỉ 3 hả? Ok luôn này, 3 chỉ 3 đây. 3 chỉ 3 còn này là nhiêu với chị? Em gửi trọng lượng vào nắp nha em hả? Để em gửi trọng lượng ra chị nha, chứ giờ không cho chụp tem nữa là tình yêu ư. Rồi ok mấy chị nè, mẫu này giùm em. Cái lắp này ha, là em đo luôn khóa cho Dung Thi luôn nha. Nhẫn gửi có rồi chị gái ơi, nhẫn gửi cho chị có rồi. Rồi mẫu lắp này là 10, đo luôn lắp là 18cm. Mẫu này giùm em 18cm giùm em gái luôn nha. Còn mà cái lắp mà 3 chỉ 5 21 này đo luôn khóa là bao nhiêu đây? 17cm trời ơi trời. 17cm. Tên nào nhắn chị yêu không có rồi nè. Cô gắng kiếm cái mẫu nào làm chị coi nha. 3.521.000 mẫu nào Bích Phương của em? Bích Phương. Mẫu nào đi nói lại giùm em ước. Rồi ok anh chị nha, giờ lên mẫu này nữa cho anh chị chốt nè. Mẫu giá là bình luận lại giùm em gái nha, em lên nhá xe cho gái em chốt cho. À, tại mình ok ok em biết rồi, em biết rồi. Rồi ta lớn đúng không? Ta lớn. Rồi em kiếm nha. Mẫu này giùm em gái nè, cái nhắn này cho chị Nguyễn Nguyệt của em, nhắn này giùm em ha. Em lên nhá xe cho anh chị chốt. Giai Valix em có rồi. Em có rồi. Mẫu này hiện tại là Sunny 15 nè. 15 giùm em nè, 1 chỉ 1 24 nè. Rồi lắp ra bao nhiêu tiền hả? Rồi ok lên tới tiền cho. À, có lắp đúng không? Là 3 chỉ 21 đúng không? Rồi ok. 1 chỉ 1 24 giùm gái nè. Thị trường mẫu này là tới 1 triệu 2 triệu 3. Em sẽ lên like 875.000 cho anh chị nha. 21 24. Con xe mẫu này còn là 875.000. Chốt đơn 5 triệu 101. 5 triệu 101 có bông khoen linh không em hả? Em còn cà ti dắt thêm tiền. 5 triệu 101.000 có đồng hồ không hả? Giờ có đồng hồ dòng hay lắp đó cô ơi, lên like cô chốt cho nè. 5101 tiền công sale 875.000 tình yêu ơi. Chị Nguyễn Nguyệt của em ơi, đang sale rẻ nông nha, tới 1 triệu mấy công lần á. Hộ đá trà pháp tới 1 triệu 2 triệu 3 sale còn 875.000. Giá mày trọng lượng bao nhiêu nha Nguyễn ơi? Bình luận lên cho em đi, lên nhớ sale gắn chốt cho nè. Bình luận lên cho em đi nè, cho coi luôn em hả? Đậu cơ cho coi luôn. Bông bạc cà ti đúng không? Lấy chị bông bạc cà ti trong này bé Nhã ơi, lấy ra chị. Có lại bông giác kim tiền không nè? Trời ơi, mày lấy giùm tao luôn ơi. Em chào thấy chị Hoa nha, em chào gái yêu của em. Đây bông kim tiền mấy chị nè. Bông thì em có 2 len, 1 len, 3 len, 4 len quá trời luôn. Bông bạc kim tiền lấy em chị ơi nhỏ ơi. Ờ. Bây giờ mấy chị nè. Đeo tay hả? 5101 là nên bao nhiêu? 5101 hiện tại mẫu này là size số 15. Size số 15 giùm em gái luôn. Đeo tay hả? À đeo tay thì em chưa. Đeo ở nhẫn trên tay là chim chưa nha. 5.101 mà giùm em gái, tiền công em đang xe mẫu này là 875.000. Con sale 875. Rồi. Em lên món này nữa cho anh chị yêu chút nè. Dây cỏ bông lá, dây bốn tóc rưỡi nêu kem ơi. Cỏ bông lá bên lít giùm em ha, 9072. 9072 giùm em gái nha. Và dây bên lít này nữa nè, màu đỏ luôn, đẹp quá chưa. Có tăng đưa nè, anh chị muốn dây bốn tóc, hai bốn tóc rưỡi cũng được hết trơn á. Rồi, mẫu này nha em lên nhé, sale nè, 1951 luôn. Mẫu này là 1951 giùm em. Trời ơi, dây bên lít màu đỏ em gớm chị ơi. À, đưa bông đưa bên trong thì xem rõ hơn hả? Ok, gái yêu kem luôn, đợi anh tí này, đợi anh tí nè. Đây chị yêu kem nè. Đường kính là bao nhiêu vậy em hả? Nhắn hay là dòng á chị Long Trần ơi, nhắn hay dòng mà. Rồi lấy món nào anh yêu kem ơi, lấy món nào đây bình luận lên cho em nè. Size 15 hả? Là size số 15 đúng không? Size số 15 thì đường kính nó làm có là 18mm tình yêu ơi, Long Trần. 18mm giùm em gái nha. Đường kính là 18mm, đường kính nhẵn luôn. Rồi ok, lấy dây nào anh yêu kem ơi. Dây cỏ bông lá và lít màu đỏ nè. Lấy món nào bình luận lên cho em gái nè. Đưa bên trong cho chị xem hả? Bên trong hả anh yêu hả? Đây ở trong lòng của nó đúng không? Nè. Hả? Rồi cơ gái yêu kem này lấy mẫu nào gái yêu kem ơi. Dây mặt mà đinh thì cho chị coi luôn nha hả? Ok nêu kem luôn. Trời ơi dây mặt đinh em nghĩ cho chưa đâu. Đây anh chị nè, rồi lấy dây nào anh chị ơi, buông tay đi em hả? Rồi có buông tay luôn, có buông tay cho anh chị luôn. Có luôn nha. Rồi giờ em lên mẫu này nữa nè, cái em lấy cái cho chị đi. Dây chuyền 2 chỉ hơn tí mà size lấy chị size dây 2 chỉ trong này, cái gì dây 2 chỉ trong này 5 tắc. Rồi bông kim tiền anh chị nè. Bông kim tiền 1 hàng và 2 hàng giùm em luôn nha anh chị ơi. Bông kim tiền 1 hàng và 2 hàng giùm em gái luôn, lấy bông tanh là bình luận lên cho em nè. Em có loại 1 hàng loại nhẹ nữa, nó kiểu như mau mau á, bông mau kim tiền nha. Bông mau giá kim tiền anh chị ơi, em lên giá sale cho anh chị chốt đây. Bông mau giá kim tiền anh chị nè. Hình như nó màu đỏ đậm. Mùa nào anh nhé. Cái này mấy chị nè, đây bông khoen mau giùm em gái nha, bông khoen mau giá kim tiền.
bông khoe này là bông khoe bản vuông luôn, nó dày luôn nha. Còn này là dạng hai hàng giùm em gái nè. Rồi lấy bông khoe kim tiền nào bình luận lên cho em tính tiền cho anh chị cho. Bông kim tiền giùm em nha, quá đẹp luôn anh chị ơi, quá trời xinh luôn. Quá xinh luôn anh chị nha. Rồi bình luận lên cho em gái nè, em lên giá sale cho. Nó đậm tươi. À mà có lắc em đang đeo cái màu đỏ đậm á hả? Đỏ đậm là em nghĩ là cái mẫu này. Mẫu này đúng không, hay là chị muốn cái màu mà dây cỏ bông lá mà hột đá màu này nè mà nó tươi đúng không chị? Ý là nó trong veo nó tươi luôn hay sao chị Bùi Thị Thu? Chị muốn trong veo nó tươi luôn hay sao? Tình yêu em lên like em chốt cho, em ra lấy lại cho. Rồi ok anh chị nha. Rồi lên mẫu này nữa anh chị em chốt nè. Bích hai đầu không em gái hả? Bích hai đầu hả? Dạ có luôn, có mình bọc vàng không hay là không bọc vàng? Bọc vàng không anh chị? Dây đang cầm là bao nhiêu dây em hả? Dây em đang cầm dây hai dây đó này, hai dây đó em coi thử bao nhiêu đi. Rồi ok chị nha, bây giờ mẫu này nè anh chị ơi, hai dây này em lên cho anh chị chốt nha, dành cho anh nam nữ đều bấm được giùm em luôn. Loại dây chỉ công và loại dây hồng công thuốc ống kim tiền giùm em nha, và ống đồng luôn. Dây này anh chị nè, dây chỉ công bọng giùm em có 2 chỉ 295 thôi, còn mẫu này là 2 chỉ 206. Dạng này là dạng dây hồng công nha, khúc kim tiền và khúc ống rồng luôn đó. Thích dây nào bình luận em dây đó nha, em tính tiền từng cái rồi em lên like cho anh chị chốt nè. Mẫu này giùm em, mẫu này á, là dây này hiện tại là 5 tấc giùm em, 5 tấc 2 luôn. Dây 5 tấc 2 này dành cho nam nữ đều bấm được giùm em nè. Em còn bông mặt cà ti bé Nhã ơi, bông mặt cà ti đâu đó đậm ở trong hả? Độ cơ gái yêu nè, em đang lấy cái dây cỏ bông lá mà nó cũng cỏ bông lá mà nó màu trong trong á bé Nhã, màu trong trong á. Rồi ok em có luôn nè anh chị ơi, đợi em tí em lên like cho anh chị chốt cho. Rồi đây giờ nữa anh chị ơi, mỗi này là 2 chỉ 206 giùm em nha, 2 chỉ 206 em lên. À, bông mặt cà ti có rồi. Dây này là hiện tại là 4 tấc 8 và 5 tấc giùm em gái luôn, 4 tấc 8 giùm em gái luôn anh chị ơi. Dây này giùm em ha, nam nữ đeo được luôn anh chị ơi. Rồi thích mẫu nào bình luận em như dây mẫu đó nha, em lên giá sale giùm chị chốt cho. Bông cà ti này gái yêu cây này, lấy bông cà ti này Lan Anh ơi này. Bông mặt cà ti em nha, dây đang cầm cỡ bông lá là bao nhiêu hả? Lấy một lá là lấy cái mẫu lá lớn á chị Ngọc Liên Hoa, lá lớn là lá nhỏ chị. Thôi để em lên hai cái cho chị luôn nha, em lên hai cái chị luôn cho. Mỗi này giùm em bông cà ti, em có lượng mỗi này là 2 đơn 7 phân 98. Rồi thị trường đình công bông tai này chị mua tới 500-600, xe lên like cho chị 301 đúng rồi, 7 phân 98 nè. Còn tiền công mang xe chị Lan Anh của em nha, 310 ngàn chốt đơn nhiêu ơi. Cái là 33-10 ngàn, 33-10 ngàn là mình có đơn chị ơi. Có tắm không em ạ? Có tắm á bé, lấy chị có thể có tắm bé nhỉ? Còn không có lắc là giống lắc xích không mày? Có hả? Có lắc à, lắc xích đúng không? Có nha, trên chua có luôn, có luôn nha, có luôn. Cái lớn hả? Ok nêu kem luôn. Đây cái lớn này của chị là Bùi Huy, em có luôn nè. Đây này có tăng đưa luôn nha, Ngọc Liên Hoa. Ok mình đeo được 4 tấc 2, 4 tấc rưỡi đúng là tình yêu ơi. Dây này dùm em, rồi 33-10 ngàn hả? Rồi chị Lê Trang của em 33-10 ngàn luôn nè, 3.310.000 bông bạc KT. Gửi trong, gửi trọng lượng của em hả? Bé Nhã ơi, gửi Nhã ơi mà chốt đơn mà ghi trọng lượng giùm chị bé Nhã. Đấy là ghi trọng lượng như gì Ngọc Liên Hoa đó, cho chị biết, em ghi trọng lượng như chị nha. Rồi cơn chị nè, mỗi này dùm em nè, 3.310.000. Ai vậy này chị, ai vậy? Rồi cái này cho chị Ngọc Liên Hoa của em này, dây cho chị Ngọc Liên Hoa. Rồi em lên nhé sale kém chốt nha Ngọc Liên Hoa của em nha. Mẫu ni dùm em 33-10 ngàn chốt chị Lê Trang nè. Rồi Lê Trang ơi, chuyển khoản cho em món này là 1 triệu. Nội dung ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha. Cô mặc cà ti quá đẹp luôn, nhả gỡ sợi dây ra em lên tới tiền như này. Dây là 1.91 tình yêu kem ơi. Thị trường đình công mẫu dây này là tới 900 tới 1 triệu ha. Rồi dây này mặt này em lên sale cho anh chị yêu kem. Dây này mặt này tiền công em sẽ trên like còn là 660 thôi. Chốt đơn 6334 của em, 6334 là mình có đơn. Dây này mặt cậu bông lá và lít màu đỏ, nhớ đeo lên chị nhá nè, để đeo được cái đồ đẹp của nó ha, xinh lắm anh chị. Rồi lên mẫu này nữa chị yêu kem nè. Đây, đây là một cái sợi dây này mặt nha yêu ơi. Dây này mặt dùm em gái nè, mà 4 tấc 2 thôi, lấy em thêm băng đưa được không? Bởi vì dây này người ta không thêm băng đưa. Lấy mẫu này đi xanh thêm băng đưa ra nha chị yêu nha. Làm lên cái xe kem chốt. Bông cơ ti phương 8 em có rồi Lan Anh ơi. Đợi mấy em uống mấy nước hả? Đây em tính tiền tiếp mấy chị nè. Dây cho chị là Quỳ Thu 7/74 dùm em, thị trường 800-700, sit in line 520 tình yêu ơi. Dây này là 4 tấc 2 nha, lấy đi rồi có gì em thân thân đưa vô. Bao nhiêu? 7/74 mấy triệu nè, 7/74 nhân giá là 3.760.000, công xe 520 chốt đơn yêu ơi. 3430 giùm em, 3430 dây này em có màu đen, màu đồ trắng luôn anh chị ơi.
3-4-30 mấy chị nha. Ngắn em ơi, hả ngắn nó rồi thì nâng đưa cho. Chứ dây này người ta đại trà về 4.2 mà lấy đem thì nâng đưa vô 4.5 cho. Nha tình yêu nha. Thì nâng đưa vô tình yêu, thì nâng đưa vô được mà. 3-4-30 chỉnh. Cái này là em thì nâng đưa vô em cộng thêm vàng thôi, không lấy phí thợ. Dây nâng đất của nữ đeo hả? Á rồi của nữ đeo trời ơi. Rồi ok vậy nè, 3-4-30 giùm em. 3-4-30 rồi chốt chiêu kem nha. Rồi thêm nâng đưa vô 4.5 chị nè. Cảm ơn chị nha. Cho khoảng cho em gái 1 triệu nè. Nội dung ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng cọc dây giờ hết nha. Rồi chốt đơn chị ok nè, Bùi Thu nè hả? Lấy chăn bằng mặt cái em ở bằng mặt anh em. Con xe bông tay này là 301. Rồi cơ chị nè, em lên món này nữa, rửa trọng lượng lên chị nha. Chốt không mình yêu cây này ngọc liên hoa đẹp lắm nữa tình yêu. Rồi lên bông khoan cati, bông khoan cati full tắm với chị yêu kem đây hả? Sao 328 hả? Dạ, ý là bông tai này sao đây? Đây nè. Rồi cơ chị yêu đây, mẫu này giùm em bông khoan cati full tắm. Trời ơi sao đi lùng ngược vậy. Đây bông phía trước này là full tắm, phía sau là lợi khóa giùm em nha. Đẹp lắm hết chưa, xinh lắm luôn nè. Chị Lan Anh, rồi bông khoan cati này giùm em, phía trước full tắm, phía sau là lợi trơn. Bông này dài dặn luôn ha, 8.71, 8.71 giùm em nha. Nhã ơi, lựa trong dây này giùm chị nè. Trong này có dây năm tấc của nữ nè. Kiếm chị dây năm tấc đi. Cô nữ đeo nha, cô nữ đeo. Và bông này tay này giùm em 8.71. Thì trừ mỗi bông tay này á, là như đây 500-600 nha chị yêu nha. 500-600 rồi em sale chị yêu kem nè. Em sale gái yêu kem nè, 310.000 luôn. Full tắm đăng lý nó sẽ là nó tiền công sẽ nhiều hơn tí nha. Mà công em sale chị 310.000 luôn. 8.71 nhân giá là 3760 tiền công sale 310.000. Chốt đơn yêu ơi, 3585 giùm em. 3585 tiền công em đang sale mẫu này là 301 luôn. Công sale 310.000 luôn anh chị ơi. Nhanh tay chốt đơn có tắm luôn nè tình yêu nè, có tắm luôn. Có tắm luôn nha anh chị nha. Rồi 3585 giùm em, công sale 310.000. Công sale 310.000 luôn anh chị ơi, 301. Rồi em lên món này nữa cho anh gái chốt với chị nè. 3585 rồi, đợi chị đi em ơi, đợi chị. Rồi em lên dây nha. Đây là một cái sợi dây sắn giác hoa, gọi là dây sắn bướm mấy chị nha. Dây dắt bướm giùm gái anh chị ơi. Dắt bướm, ờ đẹp quá anh chị ơi. Mỗi này giùm em ha. Chiều dài em này là 4 tấc 4 mấy này. Mỗi dây em này chị gái yêu kem nè. 4 tấc 8 giùm gái luôn nha. 3585 luôn hả, Lê Trâm luôn hả. Rồi 3585 mà lấy bông khoai này là tình yêu. Ok chốt Lê Trâm kem luôn nha. Rồi chuyển khoản cho em gái đi hàng thì gái ơi. Chuyển khoản cho em gái 1 triệu nha. Nội dung ghi tên Facebook Lê Trâm. Rồi đừng ghi mua bông cọc nhẫn gì hết nha. Đẹp quá mấy chơi. 3585 còn bé nhỉ. Rồi chốt chị Lan Anh, bây giờ chị Lê Trâm của em là chị Lan Anh nè. Rồi chị nào chuyển khoản trước đi, rồi chị gái đã có đơn nha. Rồi Lan Anh với lại chị Lê Trâm, chị gái nào chuyển khoản trước, gái đã có đơn. Bông khen cati giùm em gái luôn. Trời ơi. Rồi cơ chị nha. Bỏ đây nè, tí mấy chị nè. Đây cứ sợi dây bướm giùm em. Sợi dây sắn bướm em lên nhá sale cho anh chị chốt nè. Em lên nhá sale. Dây sắn bướm này với lại một cái sợi dây nữa. Đây là một cái sợi dây hồng công khúc giác kim tiền. Có một chỉ mốt 14 thôi. Dây này là 48 giùm gái luôn. Dây này là một cái sợi dây hồng công vuông mấy chị nha, giá kim tiền 48. Và dây này cũng là 48 luôn nè. Mỗi này là 2 chỉ 371. Em lên giá sale thành công cho anh chị chốt hai dây này luôn nha. Em lên giá sale thành công chốt hai dây này luôn. Đây. Dây này em qua nha, Ngọc Liên Hoa của em qua mẫu này nha, Ngọc Liên Hoa nha. À em còn hình ngốc Beric. Em còn hình ngốc Beric nữa, em đem xỏ mặt vô cho anh chị yêu kem xem luôn. Xỏ mặt vô cho anh chị nha. Đây. Đây anh chị ơi, em lên giá sale nè, 2 chỉ 371 nè. Thị trường như này giùm em tới là 600-700 đúng không chị? Rồi em sẽ lên like cho gái yêu kem này dây này nha. Em sẽ đúng một đơn thôi. Tiền công như này thị trường 600-700. Sẽ trên like cho anh chị chốt một dây như thế này. Còn là 208. Bao lâu có chị hả? Không có ngày 2 ngày à, nhanh mà. Công em sale này nha, 208 thôi. Trời không có sợi dây dắt bướm nào, công sale 208 nè mấy chị ơi. Sale rẻ ha. Rồi 2 chỉ 371 nè. Nhân giá 360, công sale 208, chưa tới 300.000 luôn á. Dây này tiền công bằng đôi bông luôn. Chốt đơn gái ơi, thua đôi bông luôn chứ. 9.195.000, 9.195. Trời dây đúng đẹp luôn mấy chị ơi. Em đang sao rẻ dây này lắm nè anh chị. Chốt đơn mấy chị nha. 9.195 công em sale 208. Công em đang sale mẫu này nha, 280.000 thôi. Trời em đang sale rất là rẻ nha. Rồi gái nào chốt được thêm mẫu này nè. Em hỏi biết là cọc có nằm vô nhắn tin cho em đi, rồi em báo giá ngày chị lấy luôn nha. Chị yêu của em báo giá ngày chị lấy luôn cho. Đây em có thêm mặt này nữa nè. Trời ơi mặt đẹp quá anh chị ơi. Mặt hình chữ T giùm em gứa nha. Mặt hình chữ T đó.
Hiện đây bây giờ này hiện tại là 4 tấc 8 rồi 5 tấc giùm em gái luôn nha, còn không? Còn không? Rồi ok, chị Lan Anh nè, chị Lan Anh với lại chị Lê Trâm, hai chị có đơn luôn nha. Chị em bốt cho em gái đi, hai tình yêu ơi. Đây, cái sợi dây này đình công đang sale 280 thôi. Mấy chị không nghe nhầm đâu, 280 mấy chị ơi. Chốt đơn em 9195 em gái nha, 9195. Và mặt này là mặt hình chiếc tem đang mang là mặt này nè. Có số lượng mẫu này là 2 đơn. Số lượng mẫu này là 2 đơn nha, mẫu mới về bên em luôn. Này, em có hai thêm mẫu này nữa anh chị yêu căng nè. Em có mẫu này nữa, nữ đang đeo đây, đúng rồi, nữ đeo anh chị ơi, nữ đeo anh chị nè. Nữ đeo nha. Rồi, đây là hai cái mặt hình có bê đít. Cái này màu màu xám đen mấy chị nha, màu xám đen nhầm em. Đó, màu xám đen còn hai con mấy chị nha, còn hai con lên bán hết chị gái yêu căng luôn nè. Còn hai con. Mẫu này trọng lượng vàng của em này nó có mấy ly thôi, 7 ly 7. Tiền công trường là 600-700 ngàn, sale online cho anh chị còn 380 nha. Hồi mặt hình như tiêu bao nhiêu em, ok new cam luôn. Thôi là 7 ly 7 mấy chị nè. Tiền công em xem mặt này còn nhiêu đây, 380 chốt đơn chị ơi, 670 cành. 670 em còn 2 đơn nhanh tay chốt đơn mấy chị ok nè. Đeo tinh tinh mấy chị 2 cân lắm luôn á, với thương nữa. Hoặc là mấy chị ok mua cho con mấy chị đeo nè. Mà nó có 670 thôi đó, 670 thôi. Con xe 380 em còn 2 đơn. Em còn 2 đơn. Chợ bông cái này mà nó làm 2 đơn nữa đúng đẹp mấy chị nha. Rồi chốt đơn chị ơi, 670 cành 2 con. Hai em này mấy chị nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Cái màu nó là màu xám đen á, bên nửa đen nha, là bên nửa xám mấy chị nha. Rồi nhìn nó bóng 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 ghê luôn mấy chị. Rồi ok, 670 cành mấy yêu ơi. Màu như thế là bao nhiêu đây, mà như thế mẫu gì mới về đây mấy chị ơi. Màu chỉ 814 em gái nè. Rồi con xe 380 có 670 cành thôi. Em còn 2 đơn nha, gái nào chốt lấy là cho em số tiền mình có đơn nha anh chị. Rồi lâu này nữa chị yêu nè, mặt hình chữ T. Mặt này đeo được sợi dây 5 chỉ 6 chỉ luôn nha anh chị nha. Hoặc hình chữ T năng đeo nè. Được chưa? Rồi xinh lắm nha. Cái cỡ trung mấy chị ơi, không có lớn quá, không nhỏ quá. Mẫu này là màu chỉ 814 giùm em nha, khoảng lặt em có luôn. À khoảng lặt khoảng tầm 2 chỉ mấy nha, em có nha. Rồi màu chỉ 814 giùm em, thị trường mặt này là tới là 700-800 ngàn. Rồi em sẽ lên like cho anh chị nè, 450. Chốt đơn 7271 giùm em. 7271 là mình có đơn anh chị ơi. Mặt là nhớ tiền. Khoan full tắm luôn nha, ở trong này giáp full tắm luôn, giáp kim tiền nè anh chị ơi, chạy với thập nè, đẹp quá. 7271 giùm em, công em đang xem mặt này còn nhiêu đây? 450. 700-800 ngàn đồng nha, mà tiền công em đang xem 450 ngàn đó anh chị ơi. Chốt đơn chị này 7271 giùm em mấy chị ơi. Mình thích chơi đơn giản thôi mà, vậy lấy con đập đi. Nếu mình đập cũng được nha. Rồi 7271 là mình có đơn giùm em mặt hình chữ T, Phạm Phạm ơi, có 2 đơn. Có 2 đơn nha anh chị nha, con em đang sao rẻ lắm, 700-800 ngàn đồng đó. Rồi dây khuyên đặt đơn giản em lên like cho anh chị chú này cũng khoảng tầm cỡ 5 tấc á, coi đó. Đây em lên like cho anh chị ha, ui dồi nhắn ra ti em có nè anh chị ơi. Dây khuyên đặt này nhỏ lấy anh chị bây nha. Trời ơi. Đây là nhiêu cam ơi, dây khuyên đặt giùm em luôn. Đơn giản ha, đơn giản em có mẫu này. Khuyên đặt đơn giản có 2 chỉ 632 thôi. Dây này hiện tại là 4 tấc 8 giùm em luôn nè, đó chiều dài lắm luôn ha, thấy em đeo không có dài không. Rồi 2 chỉ 632 mẫu này dây mới giùm em ha, dây mới luôn. Khoan lặt mút máy giùm em gái nè, trơn nhưng mà nó lại mút mút máy bào nha, nó sáng sáng cho anh chị đeo. Rồi còn lại khác khoan lặt nữa nè, khoan lặt mút máy giùm em luôn nha. Mút máy này là kiểu thể hình kim cương giùm em đó, xem mã một phân nay có chị em gái lại xi men đúng không, xưa chưa có nhiều ơi. Em còn 7-8 ly à, em còn 7-8 ly nhiều em ơi. Dây này giùm em gái nè, 48 luôn. Rồi kêu lấy dây nào nhiều ơi, có hai dây chị lựa chọn nè, một là loại dây trơn, hai là loại dây khoan lặt mút máy giùm em gái nha. Mất máy thẻ đẹp lắm luôn á. Một dây cái này là 2.632, còn dây này thì 2.93 chỉ nè. Đều tất cả là 4.8 hết. 4.8 hết luôn nha, mình yêu kem nha, nhả đi nha. Đầu cơ gái yêu kem nha. Đẹp không mấy chị? Quá cưng rồi, mới chờ quá trời cưng rồi. Rồi 4.8 hả? Đúng rồi, có 4.8 yêu kem ơi, 4.8 nó dài này gần 5 tấc rồi. Có xíu à. Này nó thua chút xíu nữa là nó sẽ gần tới 5 tấc mà nó xíu hơn, không có nhiều nha. Rồi cơ gái yêu kem nè, đẹp quá mấy chị yêu kem ơi. Đó lấy nào bình luận lên cho em đeo tính tiền gánh chốt luôn cho. Dây này dành cho nam nữ mình đeo vẫn được giùm em ha. Rồi ok luôn, mấy chị gánh chốt mấy chị gái yêu luôn. Bông tay em còn nè, bông tay em còn nè. Nghe rồi. Như tiền vậy chắc là lấy sợi dây ra trơn đúng không, chắc là sợi ra trơn tính tiền ha. Này dây này giùm em 2.632, thị trường là 500-600. Rồi ok em xe gái yêu kem nha,
500, 600 em xe gái vô kem bên này còn là 420 thôi. Công xe 420 rồi, 2.632 nè. Công xe 420 chốt đơn đó chị yêu ơi. 10.316.000. 10.316.000 yêu ơi, công em đang xe 420. Công đang xe sợi vậy có gặp luôn mấy chị nha, mất máy luôn 420 cành. 10.316.000 mình có đơn nha tay chốt đơn anh chị ơi. Trời ơi, cái này 4.8 luôn nha, dòng thê của em nha. Có sợi đẹp lắm, nó vừa sáng chiếu nha, còn cột kia hả? Còn cột kia hả? Ở cơ còn như này nè là 2.926. Thị trường mẫu dây này nha, tới 700-800 rồi, ok em xe này dám chốt nè. Dòng tim có luôn tình yêu ơi, ca thị trơn, chị đây này bao nhiêu? Còn con xe thời gian này luôn nha, 450. 2.926 nhân giá 3.760, tiền công với xe mẫu này là 450. Chốt lên yêu ơi, 11.452. 11.452 dùm em. 11.452 con xe 450.000 nhân gái luôn nha. Trời ơi, đẹp lắm, 488 dùm em luôn nha. Rồi lấy nào được hết trơn nhiều ơi. Rồi lấy nào chốt cái đó luôn nêu của em nha. Mỗi này 11.452 dùm em. Con em đang xe là 450 cành. Con em đang xe là 450 cành luôn nè. Là ok hôm qua này mấy chị gái ơi. Lên xe tiếp à. Rồi lên xe tiếp với chị yêu kem ơi. Lên xe nữa nè. Nhắn này nè mấy chị yêu kem này là mấy chị lấy để là cho số tiền mình có đơn mấy chị ơi. Này cái lắc này, lắc nào chứ cái nào hỏi em đâu rồi. Đây là cái lắc thôi chốt hả, thôi chốt 10 triệu hả, thôi chốt 10 triệu hả. Ok, đây là chốt 10 triệu ha, 10.316.000. 10.316.000. Tiền công em xe 420 luôn nha. Ok, món này là chốt cho em gái luôn, nêu kem là 10.316.000 nha, có mặt không hả, có mặt luôn. Có mặt luôn, mình muốn mặc như thế nào nên like game chốt luôn nha, có mặt luôn á. Bây giờ chốt cho trước rồi, nên mặc cho anh chị chốt nha, lên với xe công rẻ luôn. 10.316.000 công xe 420 bình luận lên cho em gái nha. Này, cái này đẹp quá mấy nhiêu kem ơi, sẽ đeo lên một lắc bi cành nai như thế này nha. Bốn hàng cái này nó hết chùm với nhau luôn chị ơi, nó hết lại với nhau luôn ha. Và đặc biệt lắc này là đều có tăng đưa hết cho anh chị đeo, nên là mình đeo được từ xanh nhỏ xanh lớn nè. Mẫu này em gửi ra thôi nhã ơi, và em lên với xe mẫu này. Lắc này dùm em 6.253. Thị trường lắc này nha, tới 1.4-1.5 triệu tiền công đó anh chị. Hôm nay xe có lắc này cho mấy nhiêu kem nha, sale sắc luôn. Lắc này tiền công sale tới 1.5-1.6 triệu nè. Xe lắc này tiền công à, xe lắc này tiền công là còn bao nhiêu đây? Còn là 725.000. Rồi lắc này công sale 725.000. Chưa tới 1.000.000 bạc. Công sale 725. Rồi 6.253. Công sale 725. Chốt đơn 24.236.000. 24.236 công em đã xe như đây với tình yêu của em ơi. 725. Ờ ok. Em chào chị Linh Nguyễn nha, em chào tình yêu của em. Anh chào tình yêu của em nha. Còn mấy chị muốn lên gì cái lộn ra cái mặt này 5 phân đơn giản không hả? Có luôn 5 phân đúng không? Có. Đeo vô chị bé nhá. Đây. Rất là bao đẹp cho anh chị luôn nha. Em đeo thử gái vô kem xem nè. 5 phân đúng tình yêu của em đây, 5 phân đây em có nha. Đây 5 phân lại 8 giùm gái luôn. Đây 5 phân lại 8 nha. Mặt halo 2 tầng giùm em. 5 phân lại 8 này một cái nha. Đúng rồi đẹp quá mấy chị ơi. 5 phân lại 8 này một cái nè. Mỗi được á. Mẫu nữa mấy chị yêu kem nè, mẫu này là nhiêu đây? À, 4 phân 4, ủa mặt này như sỏi vô cái sợi dây đó đúng không? Sỏi vô sợi dây đó thì chị yêu ơi, em có lắp bản gần ý không? Em có chị Lê Nguyễn, nhưng mà là vô Messenger đi em cho nhân viên Hương tư vấn cho. Cho tối nay em lên là ý á, tối nay em lên là số 10, xin lỗi chị. Ok, gái nhiêu kem nè, bây giờ lên cái này nữa, gái nhiêu kem ơi, xinh quá trời xinh luôn. Đúng rồi hả? Rồi bây giờ là đeo cái sợi dây đó thì nó... Cái giờ này, cái mặt này ok em. Hương ơi, vô nhắn tin với chị hay lên Nguyễn, chị muốn mua cho lắp bản ý á. Phun hộp ý á hả? Phun hộp ý có luôn á, chị gái ơi, nay bao nhiêu? Nay bao nhiêu chị? Rồi giờ lên like này gái yêu nè. Mỗi này dùm em, hồi ơi, chắc là cái này em phải lấy này thôi. Gái yêu kem nè. Cái này nè, em có mặt này gái yêu kem ơi, mặt túi tiền nha, không có khoen nó hơi nhỏ. Khoan nãy mặt đưa lên là khoan hơi nhỏ nha. Khoan nó đeo được cái sợi dây chỉ 2 chỉ mấy. Mà có tiền nè, 7 phân là... Con nhỏ nó tiêu rồi, mới mặt á. Mỗi này mấy chị mà có tiền nè, 7 phân 41 dùm em. Còn mỗi này nữa mấy chị nè, 6 phân 65. 6 phân 65 luôn gái yêu kem nha, mặt cái này luôn mấy chị yêu ơi. Còn dụ như trong hai cái này nè, dụ như mà đeo không có được nữa đó, thì là em nông khoan ra. Em nông khoan nó lớn ra nha tình yêu nha, được luôn á. Em làm khoen nó lớn ra vẫn được.
đừng có hụt nhiều hả? Đâu hụt nhiều đâu, ít mơ. Ít mơ tình yêu, ít lắm luôn á. Em mới ít lắm luôn á, còn không á là chị lấy mẫu này đi. Còn không là chị lấy 508 này xong mình lấy xong á em làm hơi lớn á được không? Số 10 không mà ý nha, em biết rồi, em biết rồi. Không có hột hả? Trời không có hột, em sợ 5 phân nó không có hết chứ. Cái này nè, em còn biết xô không? Bây giờ em có mẫu này nè, 4 phần 7 mấy nè, mặt nhỏ giống vậy nè. Này là mặt đất mẹ, này là mặt đất mẹ nha. Ok mấy chị nè, lên mẫu này tiếp nè. Lên xe tiếp mấy chị, ok mọi người không là còn mẫu này nè. Mặt thổ vàng mấy chị nha, mặt thổ vàng giùm em luôn, 5 phần 56. Em chờ lên trên em chờ tâm an nha. Đặt phụ comment nhỏ hơn nữa, không nổi nữa. 5 phần 56 mấy chị nè. 5 phần 56 gái vô kem này, bao đẹp cho gái vô kem luôn, bao xin cho mấy chị luôn ha. Rồi ok mấy chị cho em lên nhắc xe cho anh chị chốt mấy chị ơi. Em lên nhắc xe cho anh chị chốt nè. Rồi ok mẫu này giùm em ha. Em giờ em lên tính tiền từng cái này, còn đeo không được nữa, xấu không được nên chỉnh đi cho. Em nộp hơi lớn nè. 5 phần 56 em lên giá sale cho. Cái mặt này là 500-600 em sale rẻ tiền công mẫu này. Sale rẻ tiền công mặt này còn 230. Công sale này là 230 giùm em gái thôi anh chị ơi, 230. Chốt đơn chị ơi, 2321. 2321 với chị. 2321 tiền công sẽ chỉ là 230.000, chứ ngoài thị trường là 560.000 mấy chị. Nhưng mà em sẽ chỉ là 230.000 thôi nha. Chốt đơn là 2321, tưởng tượng của chị là rất đẹp luôn. 2321 giùm em nha. 2321 giùm gái đi chị ơi, 2321 giùm em. Em có sợi dây chỉ công 4 phần mấy mấy chị nè, 4 phần này 4 tấc rưỡi nè chị ơi. Em lên nhé xe cho anh chị chốt này gắn vô đi. Món này giùm em nha, 3 phần 99 rồi tiền công men sale sợi này cho anh gái chốt này 240 thôi. Cái này là 1.740.000. 4 tấc 2 không em hả, lấy em tấc bớt cho. 1740. 1740 tiền công sale là 240 rồi, vậy với mặt mấy chị nè. Vậy mặt bao nhiêu? Mặt là 2321. Rồi, 4061 là combo mấy chị. 4061 là combo. Đây nhiêu kem ơi. Mấy chị em kiếm chút bơ mấy chị em hôm nay lấy. Mặt mấy chị nha, mặt có lại là con chỉ con gái vô nè. À, đâu bạn đi chung với có sợi dây thử có hơi cộp không hả? Em lấy cái mặt dây khoan đặt em sổ này vô thử nè, khoan lớn á sổ vô được á. Đầu cơ chị nha, lên tiếp nè. Mặt nào tình yêu ơi, mặt túi tiền đúng không? Đầu kem mặt có tiền lên like game chốt luôn tâm mạng người. Mặt có tiền mấy chị nè. Túi tiền này á, là sale giảm tiền công, sale cực rẻ luôn nha. Mặt này dùm em thị trường là 600-700 ngàn nè anh chị ơi. Em sale cho anh chị chốt. Em sale cho anh chị còn là như đây, 250. Con sale 250 ngàn cho xấu qua được luôn nha, dòng thê nha. Con sale 250. Xấu qua bao y luôn á chị ơi. Dư luôn á, dư sức luôn. Con sale 250 mấy chị, ok mà mặt là 3036 em. Mặt sổ chứ hờ không cho gì xem có luôn. Và 3036 mình có đơn chị ơi, 3036 ghi em chị với. Tiền công em sale 250 ngàn anh chị ơi. Thị trường 500-600 mấy chị nha, tiền công đang sale 250 ngàn rồi đó. Nhanh tay chốt đơn 3036 là mình có đơn. Đầu cơ chị ok nè, mặt hình chờ sổ có đợi tí. Rồi mặt này gái ok mơ chị tâm an. Sổ vô dây này luôn hả, rồi đợi anh tí luôn. Lấy cái sợi gì hết, cái mặt hình chờ sổ chị đi. Cái dây với công này đúng không chị Sư Lị? Có luôn nha tình yêu kem nha. Giờ em lên mẫu này cho anh chị chốt nè. Em lên mẫu này cho gái em chốt với chị yêu kem ơi. Trời ơi, đúng phụ lai như gì vậy. Đâu cơ anh chị nè. Đây là cái sợi dây phình lặt dùm em gái mấy chị ơi. Xấu qua được luôn nha. Đây dông thê của em nè, dông thê ơi, xấu qua được luôn nha chị yêu nha. Dư sức qua đèo luôn nha, dư sức qua đèo. Dư sức qua đèo luôn gái yêu nha. Chị gái, đây. Mẫu này nêu kem nè. Rồi nếu mà chị lấy mặt thổi vàng này á, đây là cho em số tiền đi. Cái này là vàng 1 ký mấy chị. 2321 giùm em, 2321 công nào sao rẻ nữa có 230. Con sale 230.000 luôn nha tình yêu trong thiên nha. Xấu qua dữ luôn gái vô qua chốt mặt này hả? À, ok nha kem luôn. Đây nè chị Xu Yên này ơi. Từ nè cái mặt nè. Rồi ok chốt gái vô kem nha, trong thiên luôn. Cảm ơn chị yêu nè, vô nhắn tin cho em đi. Cho khoảng cho em gái thu hộ cho em gái thì yêu kem ơn. Ghé tiệm 26 chị, ghé tiệm là mua ship đây 10.316.000 cộng cho đơn mặt nữa nè, 2321. Nếu mà ship có chứ khoảng cho em gái là 7.800.000 nha. Ship cho khoảng cho em gái là 7.800.000 rồi, biết thu hộ cho yêu kem ơn. Rồi ok gái yêu kem nè, mỗi này dùm em luôn. Luôn luôn hả, nhiêu tiền hả, luôn hả, nãy em nói chị yêu kem ơi, chứ khoảng cho em gái của mình có là 7.800.000 đi, còn lại như thu hộ nha. Mà hình như là sỏi em gái mấy chị yêu em nè.
mình mua dọn đơn là ok luôn, chứ không đọc cho em gái đi xong rồi mình dọn đơn lại nha. Món này giùm em mặc hình chứ sợ mất máy nhiêu cơ mà. Mất máy hai mặt luôn. Món này giùm em gái nè, 2/82. Thị trường món này gái yêu cam ơi 450.000 mặt này nha. Rồi em lên giá xe công rẻ cho anh chị chốt. Con xe gái yêu cam bao nhiêu đây mấy chị ơi? Con xe còn là 180 mặt này nha, con xe 180 nha chị yêu cam nha, chị xui lượt. Surili, trời ơi con xe 180, 2/82. Con xe 180 chốt đơn gái yêu ơi 1/240. 1/240 là mình có đơn mấy chị yêu cam ơi, 1/240 con xe 180. Con xe 180 chị yêu cam ơi, 1/240 giùm em. Tính tiền bao nhiêu nhỏ hả? Mặt là 1/240 giùm em gái yêu cam ơi. Mặt 1/240 cộng cho dây nữa là 1.740.000 nữa. Rồi hai món là 2.980 giùm em. Hai món là 2.980 dây với mặt luôn anh yêu ơi, bao đẹp với chị luôn nha. Bao đẹp luôn. Ok nè, tí qua nhắn riêng đi, ok yêu cam luôn. Rồi 2.980 hai món luôn, chị xui lì của em ơi. Mặt trước chưa hờ nha, ủa mặt trước chưa hờ là mặt gì? Là mặt có tiền quá đúng không? Rồi chốt chị đúng không? Rồi ok chốt chị yêu kem luôn. Chứ khoảng kem hai món là mâm. Chứ khoảng kem hai món là 1 triệu nha. Nội dung đừng ghi tên Facebook của mình, đừng cái đồ mua vàng ngoài nhớ nha. Ủa thức rồi nha. Đúng rồi. Rồi chốt gái yêu kem vô inbox cho em gã đi. Nghe đồ như vậy. Thở vàng em ok chị luôn nha. Có luôn gái yêu ơi. Thở vàng là mặt có tiền nè. Mặt tiền gái yêu kem nè. Đó. Mẫu tiền luôn gái yêu kem nha, có miếng đồng tiền nè. Mẫu này là 7/41 giùm em. Thị trường mẫu này là tới 500-600. Xeo gái yêu kem nha, 250.000 thôi. 3036. Mẫu này là 4/3 gái yêu kem ơi. Mẫu này là 4/3 giùm em gái nha. Trời ơi, cái này đeo với cái mặt kia nó dài xuống là ok rồi tình yêu của em. 4/3 giùm em gái luôn nha tình yêu ơi. Đó, rồi ok chị yêu nha. Rồi giá nào mà chốt thêm như này để là cho em số tiền là 1740. 1740 nha, trồng lần dành cái bố phân hơn à mấy chị yêu kem ơi. Thở vàng cho chị xem nha, không em hả, thở vàng cho chị xem nha. Ủa thở vàng nào ấy trời đó, thở vàng nào ta, ok nhỏ ok gái yêu kem luôn, thở vàng nào á chị, nãy giờ đâu có thở vàng đâu, mà có tiền mà có tiền hả, chắc mặt này quá đúng không nè. Đây là con sale 250.000 nha, 3036 giùm em. 3036 là mình có đơn giùm em nha, 3036 luôn. Rồi ok chị Hai Linh Nguyễn nha, công đang sale 250, công đang sale 250.000. Rồi ok, giờ lên mẫu này nữa nè, lên mặt nữa cho anh chị đeo nha. Lên mặt với lại lên cái dây nữa cho anh chị yêu kem đeo nè. Mặt vuông á em hả, ủa 24-24-39 hả, 24-39 là cái gì rồi đó, 24-39 là cái gì vậy, 2439 là gì vậy anh Trinh? Có mặt vuông á em hả? Ủa mặt vuông hả? Đó em rồi. Hồi nãy giờ để mặt vuông ở bên này không? Mặt vuông nào vậy trời ơi? Mặt vuông nào á chị? Đó này mặt vuông nha, 2439 là gì vậy anh Trinh của em hả? 2439 là mẫu nào thì nêu? Mặt sỏi đúng không chị gái? Đúng không chị? Hay lê miếng vàng, à cái miếng vàng á hả? Trời ơi. Cái miếng vàng có chốt rồi. À, cái miếng vàng vuông hết chốt rồi, trời ơi quên mất, trời mới bán xong cái nó quên mất tiêu. Đầu cơ mấy chị ok này, cảm ơn chị đã giật hàng của em nha. Rồi giờ lên như này, đây là một cái sợi dây chỉ công vuông nha anh chị, đúng một kẹo mấy chị ok ơi, nhẫn 5/21 hả, nhẫn 5/21 à, 2439 rồi ok new của em nha. Dạ đúng rồi, thôi chiều rồi, mẫu đó bán nhanh quá. Rồi ok chốt gái yêu kem mẫu này là hành trình nha, cảm ơn chị. Chứ khoảng chơi món này 1 triệu nha. Nội dung ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết tình yêu ơi. Rồi chốt gái yêu kem nha. Rồi lên hành mấy chị yêu kem nè. Lên xe tiếp mấy chị nè. Lên xe tiếp mấy chị yêu kem ơi. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái con này sẽ 50 hình gì hết trơn trời. Mẫu này yêu kem nè, dây này hiện tại á là 4,5 nha. Đeo sợi đeo đó lên cổ với nhỏ hả. Để em nhờ bé nhỏ đeo cổ hả, bé này có sợi dây cho chị dốt luôn mà. Chị xui lì á. Rồi cơ chị nè, mẫu này giùm em, đây là 4,5 luôn nha. Em lên giá một khá cho, em lên mặt khá cho anh chị chốt cho. Em gỡ sợi dây ra với mặt này ra cho anh chị để em lên đeo lên thử nha. Đây để em đeo thử cho. Mẫu này nữa anh chị nè, 1/201 giùm em. Với 201 là cái sợi dây. Em lên giá sale này cho chị có dòng hồng trắng với mâm nè. Mẫu này đúng không chị Ba Nam? Sao 52 đeo vừa nha chị Ba Nam nha. 4,980 ok chị đúng rồi, chốt cho cái mặt đó, bé đang chụp hình dây sao chị ơi.
Tiền công em xem bữa này nha, thị trường là giá là 1.500.000 dòng VIP này. Nhưng mà hôm nay chị lấy tiền công sale rẻ nha. Công sale 1.015.000 thôi. Chốt đơn 19.747. 19.747 dùm em. 19.747 là mình có đơn tình yêu nha. Đậu kênh yêu kem chưa? Là chị muốn đeo cái mà mặt đó với lại phải đâu, phải đâu nhỉ? Cái mặt này chị chốt á, cái mặt hình chữ H đó, cái này của chị khác nữa. Ấy là chị muốn lấy mặt hình chữ H đó xong xỏ qua chị rồi đeo lên thì cho chị cười nè. Đậu kênh chị nha, giảm lên như này. Như này giùm em ha, giảm lên tính tiền như này anh chị nè. Rồi sỏi mặt nữa nha, mặt em còn nhiều lắm, em lên cái sale rẻ cho. 1.202. Rồi tiền công sale cái sợi này cho anh chị này còn nhiêu đây? Công sale 310.000 nha, thị trường anh chị mua 500-600 lạng, công sale 301. Chốt đơn 4830. 4830 giùm em nha anh chị ơi, 4830 công an sale 310.000 nha. 4830, công sale 301. Rồi công sale 301 anh chị nha, là cái sợi dây nè. Cho chị có dây hạt bi hả? Trọng lượng bao nhiêu á chị đăng gỗ ơi? Trọng lượng bao nhiêu á chị lên like em chốt cho. Rồi sỏi vô một cái mặt này. Mặt này giùm em, mặt sỏi đó tia baguette, đẹp lắm anh chị ơi. Này. Mặt sỏi đó tia baguette chị em gái luôn anh chị nha, đẹp không anh chị? Mặt này đang hốt hột trên TikTok mấy chị nè, đang sale mẫu này lắm luôn á. Mẫu này là xấu không, nó nhã luôn mấy chị ha. Đó nó giả luôn mấy chị nè. Được chưa? Nó giả mẫu mấy chị ha. Mẫu này giùm em gái mấy chị ơi, 3/54 giùm em. 3/54 nè, rồi tiền công em sale luôn nè. Thị trường mẫu này là 500-600. Em sale cho anh chị mặt sỏi baguette này cho anh chị đeo 310.000. Chốt đơn 1641. 1641 giùm em. 1641 tiền công em xem mẫu này là 310.000 nha. Mặt đó tia baguette. Da hạt bi ba chị em có luôn. Da hạt bi ba chị em có luôn nha, lên like cho anh chị cho đoạn tiếp. Rồi, da bi ba chị đâu? Đúng rồi. Rồi ok mặt này luôn gái vô kem ơi. Ok chị luôn nha. Để cho mấy Hương tư vấn với chị cho. Kêu Hương nhớ lại cho chị kìa. Mẫu này gái vô kem này, mặt này giùm em 1641 giùm em nha. Còn cho đơn dây nữa. Dây là 4830. 2 món là 6471 giùm em 2 món nha. Rồi 2 món giùm em luôn, 6471 2 món giùm em gái nha. Thích món nào thì muốn mua lẻ bán lẻ cho anh chị luôn nha. Rồi ok lên tiếp nha. Đây em sẽ đem lên một cái lợi bông tai cho anh chị thì em xem nè. Này. Đây là bông tai hình móc cao móc căng mấy chị ơi. Ở móc cầu chứ. Móc cầu mấy chị nha, toàn tay hình ngôi sao. Toàn tay hình ngôi sao sáng rồi sao cho anh chị đeo nè. Đó hình ngôi sao anh chị nha, đây hình ngôi sao đây. Đẹp không anh chị, hình cái lưới nha, em lên nhé sale cho anh chị chốt bông hình là mỗi móc căng này. Bông móc căng đeo dễ lắm anh chị, nó có cái chấu nó giữ cho anh chị đeo, nó không có bị đớt nữa nè. Đó, bông móc cao giùm em. Mỗi này có trọng lượng nhà bao nhiêu đây bà nhã? Các bạn ơi, đặt chung bán hàng cùng chị em tư vấn thêm sản phẩm cho khách nha. Đây chị nè. Con này giùm em 1.003 giùm em gái nha. Thị trường món này giùm em nè. 600-700. Hôm nay chị lấy nha, tiền công mang sale cho chị yêu kem. Tiền công mang sale đông tay này là còn như đây 300.000 thôi. Công sale 300.000 anh chị nha, bông tay mốt câu mấy chị ơi, ngôi sao 103, công sale 300. Chốt đơn 4071. 4071 là mình có đơn chị ơi, 4071 giùm em. Công xe món này là 300.000. Công xe 300.000 anh chị ơi, công xe 300. Nhanh tay chút đơn anh chị nha. Rồi em có nhớ mặt này nữa nè. Dây là mặt hình trái tim. Đường vào tím mi mơ băng giá. Hình như thế dạng gắn anh chị nha. Em lên giá xe cho dạng gắn chút nè. 2202 dạng em. 2202. Dây mặt hình trái tim anh chị ơi, xinh không? Xinh bây giờ xinh luôn. Đó. Trái tim luôn anh chị nha, trái tim luôn. Đó, xinh mấy vậy. Dây này giùm em gái nè. Đó, dây nhớ tim mấy chị nha. Rồi, giờ em lên sơ tiết nè mấy chị ơi. Đeo lên cho chị xem nhỏ nè. Giờ đám đợi tí nha, em đang gỡ sợi dây ra. Chị đợi em tí, rồi nãy nó rấu chút tí hình như không. Đợi em tí nha, đang nó đang gỡ rối. Rồi, giờ em lên món này nữa, gắn chốt mấy chị nè. Nãy lên nồi, em lên trái nồi cho em quên mất tiêu rồi. Cái mẫu gì mà nãy em định lên trái nồi cho mấy gái vô kem mẹ quên mất tiêu rồi trời đất. Thôi về đây mấy chị nè. Bây giờ em lên bông tay đúng rồi, nãy nợ bông tay. Nãy em nợ bông tay nha, bây giờ em đưa hết nguyên cả bông tay luôn. Anh chị lấy bông tay nào em lấy em xe tiền công rẻ cho. Em xe công rẻ cho gám chốt nha, bông hoa lô nha mấy chị nè, 3 phân rồi. Đó, 3 phân trên đâu mấy chị nè. Bông hoa lô 4 phân mấy nè, gần 4 phân 8 trên đâu dưới 5 phân nè. Rồi bông này nữa mấy chị yêu không. Đâu bông phen toàn trên với châu nữa mấy chị yêu kem nha, giá kim tiền nè. Giá kim tiền nè anh chị xin không. Rồi đâu bông tay nữa anh chị nè. Đâu này là đâu bông khoen toàn ten mấy chị nha, hình giọt nước ở hình thôi mấy chị nha, 3 đơn 4 đơn luôn. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bông nữa mấy chị yêu kem nè, bông này là hình giọt nước giùm em gái luôn nha. Hình giọt nước luôn, rồi lấy bông tay nào bình luận lên cho em nè anh chị ơi.
lấy bông tai này bình luận lên cho em. Rồi bông tai hình đẩy liệu về cậu bông lá luôn nha anh chị ơi. Rồi mã 1 nè, mã 1 nè, mã 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bông tai liệu về cậu bông lá nè. Hồi trước chị Ngọc Minh, em hỏi em đúng không Ngọc Minh ơi? Ngọc Minh, trước hỏi em bông tai đúng không chị Ngọc Minh? Đúng không Ngọc Minh ơi? Đúng không? Đúng không Cơn? Bây giờ lông tay là tiếp nha. Em sẽ đeo lông tay alo này.
con tay halo lớn này cho anh chị đeo ha, 7/45 con tay halo này dùm em. Thị trường anh chị mua đâu tay này á tới 560.000 này, 560.000 nha. Rồi con tay halo lớn này em lên giá sẽ thành công cho anh chị còn nhiêu đây. Rồi món này dùm em mấy chị ơi, 4/75 nhân 3/60 thì không xe là còn đây. Thì con men xe đâu tay này cho mấy gì cho em còn là 200.000. Con sale 200.000 cho chị nha, 4/75 con sale 200. Chốt đơn mấy chị ơi, 1986. 1986 là mình có đơn con sale 200 cho chị. Con sale 200 mình gắn mấy chị nha. 1986 là mình có đơn con sale 200. Con sale 200 băng hai luôn nha, băng hai luôn. Đây để em cho lên cái sợi này. Thôi đẹp lắm mấy chị ơi, dây là nhỏ hơn. Đây sẽ đây là một cái sợi dây mình lặt bọng cho anh chị yêu kem nha, bọng to luôn mấy chị. Đây cái sợi đi đây. Đâu tên lớn đó rồi chị ơi, lên dây lắm không nè. Nhiều lắm luôn á. Lên dây bên em đó, ok chị luôn đây nha nha. Dây bên này em đang lên cho anh chị nha, cái đồng này nhìn như đây, rồi 6 chị máy luôn. 6 chị máy luôn rồi, em bị 3 chị cho anh chị. Em cái dây bên này chị ơi. Dây bên 3 màu chị ha, 2/4/82 dùm em, còn 2 chị đĩa này có tâm đưa. Dây có tâm đưa luôn nha anh chị, dây bên dùm em này trời đẹp quá anh chơi. Đó là 2/4/82 thôi, 2 chị đĩa nha. Dây bi một màu 3 chị nha ơi. Rồi em có hai cái sợi dây sắt 3 màu nữa. Em có hai sợi dây sắt 3 màu nữa chị nha. Dây sắt 3 màu này dùm em nè. Dây sắt 3 màu này là 3/2/16 dùm em nè. Đó 3/2/16. Với lại là 4/0/69. Đây chị ơi, một cái sợi dây sắt 3 màu dùm em. Dây sắt vuông nè. Nè dây bi 3 màu nè, dây sắt vuông nè, dây sắt dây sắt vuông nè. Đây nó qua dây sắm bướm cá nhà rồi đấy, cái dây sắm nha. Cái nào bị lỏng cái bên thì cái xe bể thì chốt cho. Cái không xe bể cho chị nha nha. Tính không xe bể gái như kia luôn cho trời ơi, bà lại chị gái như kem luôn nha. Em lên giá sẵn sàng sale, 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 sale. Ra món này nữa nè chị ơi, trời ơi, được rồi, được rồi, được rồi. Em có một lần nhắn cái gì nè. Đây là nhắn hình cái tin mấy chị nha, nhắn tin. Mà chuyện như giống như nhắn liền nịch, dây nịch tới mấy chị. Chị Bình ơi, còn sức quay lại nhé. Món này là có 9/92 mấy chị ơi, gần 1 chỉ. Gần 1 chỉ luôn nha mấy chị yêu em nha. JP này, giá này em có luôn nè chị ơi, đang ngủ ơi. 3/1/75 dùm em, đây là một cái sợi JP luôn nha. JP điều luôn tình yêu ơi, JP điều luôn. Móc máy kim cương, đúc hình kẹo em nha. 3/1/75. Thị trường như này thì gái yêu em mua tới 600-700 ngàn lần á. Mà hôm nay yêu em lấy nha, sơ vẻ đi công thôi. Dây này 600-700 nha. Em xe chỉ còn 325.000. Em đông xe chị nha, 325.000 thôi dây này dùm em nha. Rồi con xe 325. Chốt đơn chị ơi, 12.263.000. 12.263.000 giá như kem hơn. 12.263 tiền công sale là 325.000 mấy chị. 12.263 tiền công sale là 325.000 nha. Rồi 12.263 dùm em, công sale 325.000 này dùm em gái luôn. Trời ơi, đều sợ nha. Ok mấy chị, chúng ta chốt đơn mấy chị ơi. 12.263 công sale 325.000 này sợ dây dùm em. Một cái sợ dây gái dùm em nha gì. Anh Trinh. Bây giờ là cái đây hộp lớn nhà giờ ba chị có hộp lớn cái gì cơ, hộp lớn nó có là loại 6 chị mấy trở lên chị gái ơi, hộp lớn có 6 trở lên đi chị, ok mấy chị nha, lâu này con đồ dây đi lâu chứ mấy đồ lắm rồi đó, đây là một cái sợi dây dùm em. Lấy điện thoại đó không được, đưa cho Jenny Hương ơi. Ok chị nè, nhận cuốn sách có không em à, nhận cuốn sách mà em có mặc cuốn sách được không chị? Lên nhận đi em ạ, à. Rồi ok luôn, nhận hụt cao sao nhận gì đây gái yêu ơi. Rồi đây một cái sợi dây được mặc lựa bê cỏ bông lá. Rồi mặc lựa bê với chị nè, đó mặc logo lựa bê luôn gái yêu kem ơi. Cỏ bông lá phương tắm luôn gái yêu kem nha. Chị Duyên ơi liên hệ với bên này Duyên sau ngầu lai sẽ lấy được. Cô các chị này gọi con gái em gái nha, phương tắm luôn để bi luôn các chị ơi, một máy em gái nha. Rồi lấy món nào gái vô quê. Rồi lấy món nào các chị. Cho cậu con gái giùm em gái luôn các chị nha. Chị Bình ơi, không có giỡn đó nha. Tập trung vào tường ban đang kho nghỉ rồi đó.
kêu gì là gái vô gây mơ màu đen hả? Ok gì luôn nha, màu đen. Đây, màu đen đây. Màu đen cái thân đưa nha là mình đã được từ 4 tấc 2 tới 4 tấc rưỡi luôn nè mấy chị nè. Rồi nhẫn hả, nhẫn năm đeo được con gái như này, nhẫn đinh nè, phôn dài kim tiền nè. Rồi hình trái tim nè. Còn này là phôn bản kim tiền luôn mấy chị nha, kiểu kim tiền luôn. Rồi ok, tức mẫu nào hay là muốn mẫu lớn hơn nữa bình luận lên trên nè. Đặt nhỏ nè. Chị nhảy ra chơi với mấy em. Nó nằm mấy chị nè, em lên giấy sơ gắn chốt mấy chị ơi. 1,456 giùm em. Thị trường như này chị gắn giùm em mua nha. 800-900 em xin like gắn chốt giùm em nè. Con sơ gắn giùm em bao nhiêu đây? Con sơ này chị gắn giùm em nha. Còn là 425 ngàn thôi. Đó, 800-900 nha. Con sơ 425 ngàn thôi. Rồi chốt với mấy chị ơi, 425. Đặt đi. 5,9 triệu. 5,9 triệu mấy chị ơi, 5,9 triệu tiền công sẽ là 425 ngàn luôn ạ. 5,900 ngàn mấy chị nha. Tới 9 giờ em nấu cửa gì cho chị ca gió chiên bánh cục ơi. Ok mấy chị nè, 5,900 này chị mẹ hoa cây mơ 5,900. Đây là một cái sợi dây không mấy chị nha, 6 bì em luôn. 5,900 công xe 425 ngàn. Nhanh tay giúp đôi mấy chị nha. Cái này nó có chỉ từ 56 à Niu ơi. Có chỉ 456 à, gần chỉ đủ đó chị. Rồi chốt đơn em gái là Niu em ơi. 5,900. 5,900 mấy chị, tiền công xe mấy chị là nhiêu mấy chị? Là con xe 425 ngàn Niu em ơi, con xe 425 ngàn chị gái ơi. Rồi nhắn nào đây dịch tròn tâm hạnh ơi. Đây em ơi, cái sự có còn đăng ký sổ hóa là có chơi. Rồi em chốt cho gái Niu em ơi. Ai dạ bánh tắc chị em gái hồi như này nào đeo được từ 4 tấc 2 tới 4 tấc rưỡi có tăng đưa nè chị mẹ hoa. Đây chị mẹ hoa kem này có 4 tấc 2 4 tấc rưỡi luôn gái yêu mình. Có tăng đưa nha, có tăng đưa luôn chị, cứ yên tâm chợ muốn dài nhung được hết trơn á. Trời trời lên bên này nhí mấy chị yêu em ơi. Em ơi nhẫn nha, đồ cơ nhẫn đi hôm nay chị mẹ hoa nhẫn đá màu xanh. Nhẫn đá màu xanh lớn mấy chị nè, đó hộp em hạ đây nhẫn đá màu xanh mấy chị yêu em ơi. 8/8 giùm em. 8/8, đợi thêm chiếc nhẫn này nữa nè. Hộp này là hộp đá màu xanh riêu nha. Hộp đá màu viết màu xanh riêu mấy chị yêu kem ơi, xanh riêu giùm em. Đó, hộp viết màu xanh riêu. Thế mấy mẫu nhẫn này nè, sẽ lên giá xe không rẻ nha. Tất cả đều đây là tan hết là đều xe không rẻ hết. Hộp bơm bướm mấy chị nè. Có bơm bướm 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 mấy chị nha, đủ huyền đen giùm em gái luôn. Có 4/27 mấy chơi, 43 đó. 43 mấy chị yêu kem nha, bao đẹp váy yêu kem này, bao xinh luôn mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, 4/3 giùm em gái mấy chị nè. Đó. Chiếc này dùm em sẽ đi nhiêu đây? 12. Cái này tôi đi 12 là đeo dừa mấy chị nha. Trời ơi, đẹp quá mấy chị yêu kem ơi. Rồi mấy chị sẽ đi kem cho mấy chị yêu kem. 4 giờ 20 bông kem cương. Rồi ok mấy chị nè, xanh riêu mấy con vậy nè. Chắc mai chị ra cái đồ hôm nay chị không kịp rồi hả? Ok mấy chị yêu kem cho mấy chị yêu kem cho mấy chị yêu kem. Rồi nhớ ngoan hơn nữa, năm em rất nhiều. Em này nhắn hoa. Đây nhắn hoa này em đang mang xin riêu ở giữa này mấy chị nè, em lên giấy sơ công rẻ cho. Nhắn này là 1,791 thì em cái này là sẽ cái số là 15,5 nha, tương đương là 15,16 đơn vừa giùm em luôn. Thị trường nhắn này là tới bao nhiêu đây mấy chị ơi? 900 tới 1 triệu bạc nha. Nhắn VIP này 900 tới 1 triệu bạc. Rồi hôm nay em sẽ sóc mẫu nhắn này 425 ngàn. Công 425. Chốt đơn 7159. 7159 mấy chị. 7159 tiền công sẽ là 425. 425 ngàn nha. 7159 mấy chị ơi. 7159 em gái nha. Công xe gái vô kem ơi 425 ngàn. Công xe 425 ngàn mấy chị nha. Rồi mình con đen nữa à. Đang có một bướm này, một mẫu này xin đi số 12 đâu vừa nha anh chị, rồi nó sẽ rẻ luôn 4/27. Thị trường 500-600. Sơ trên like cho chị đeo 2.3. Con xeo 2.3. Chốt đơn 1836. 1836 mấy chị. 1836 tiền con xe là 230 ngàn mấy chị nha. Xin đi số 12 giờ em gái luôn anh chị ơi.
1836 là mình có đơn em gái bây giờ. Con em xe lạ 230. Còn kêu thích mẫu nào cứ chú bảo đó gái vô kem nè. Xin riêu này á, mẫu này á, riêu này tới chị mấy gái vô kem nha. Xin riêu mấy phần là ra đấy, cái nhắn xin riêu chị mấy phần nhỉ. Có một nhắn hộp được xin riêu á. Xin riêu mấy phần ở đại trường á, 6 cháu rồi đó á. Ok, đợi em tí nha Trần, tới phần em ra lấy em gái chốt cho. Em ra lấy cho. Rồi giờ lên món này nữa mấy chị nè, để em kiếm bông tai nè cho chị ra đây. Mẫu nhắn này trời ơi, nhắn này hơi bị xinh luôn. Cái gì mà nhắn xinh riêu sáu cháu này trơn quá. Đó hả, thì đi vọt á. Chị mèo hơi cái mại rồi 5.900.000 ô cơ gái vô kem luôn, 5.900.000 mà. Rồi chốt gái vô kem nha, cho khoảng kem gái món này là 1.000.000 nội dung ghi tên Facebook của mình. Đừng ghé mua vàng, mua hàng giờ hết nha. Rồi cảm ơn gái vô kem nè. Rồi cái chốt chị yêu nè, mèo hoa nha. Rồi màu xanh em đang đeo hả? Màu xanh cái em đang đeo là gái vô kem mà rồi đợi tí lên đây cái em chốt cho. Màu xanh này em đang đeo này gái vô kem ơi. Nó có là 7159 thôi. 7159 em chốt chị mẹ hoa rồi vui mốt cho em đi cho khoảng cho gái 1.000.000 nha. Rồi chốt đơn mấy chị yêu kem ơi. 7.159.000 con xe 425. Con xe 425 ngàn giùm em. Con xe 425 ngàn. Ok chị nha, nhanh tay chốt đơn hết trên. Nhanh tay chốt đơn. À, mẫu này là đeo quần chính đi cho. Đeo quần chính đi mấy chị nha. Bạn xin đi số 15, 16 đeo vừa. 15 rưỡi nè. 15 rưỡi mình đeo vừa mấy chị nha. 15 rưỡi đeo vừa. Đâu cơ, em qua tiếp tục chờ lên mẫu này nữa. Em có một cái nhầm. Em có một bài nhắn cho tiên đơn cho. Nhắn đi chơi nãy là em lên nhắn cho đi có một ha, nhắn này nhắn đi chơi gì nữa. Cái này là size số 15 nè. 15 luôn. 21. 16. Rồi, nhắn đi chơi đó mấy chị ơi, đọc đi cho mấy chị đó, cái gì này bình luận cái đó nha. Xin đi chơi 71 chim em vừa tới cho được một đám chị nha. Rồi, chị nha, là chị đi bao la cho anh chị luôn nha, nhã xanh kia bên đây kia chị hả? Xanh kia hả? Đưa chị luôn. Này, kinh đường. Áo màu xanh này gái vô kem nè. Màu xanh này là em nha, đủ lớn luôn, đẹp lắm nha, bao sang luôn. Cái này là xanh số 13 rồi, 13 nha. 13 đâu vừa mấy chị gái ơi. Rồi, cái này là 88 thị trường 500-600 nha. Rồi, em xưa cho chị chiếc bên này nè. 250. Trong sale 250.000 thôi. Công sale 250.000 nha, rồi 88 công sale 250.000. Chốt đơn 3559. 3559 giùm em, công sale 250.000 chị ơi. 3559 công sale 250.000. Công sale 250.000 nha, chiếc này không có sale 250.000 mấy chị ơi. Rồi một chỉnh đi, tiêu ơi, trời lấy em chỉnh đi cho. Chỉnh đi được, không có lấy cái thợ nha, bao ni chị luôn á. Rồi Trần Tân Hạnh quen rồi. Chị Trần Thanh Tâm đúng không ta? À, Trần Tâm Hạnh đúng rồi đó, xanh riêu mấy phân này gái nè. Mẫu này là 5041 dùm em nha, xanh riêu 6 cháu chị là Trần Tâm Hạnh của em. Chiếc này hiện tại là xanh riêu số là 10 đeo vừa nha, đeo vườn chính đi cho. Chiếc xanh riêu. Rồi tiền công em xem nè, thị trường 500-600. Em xem cho chị tiền công còn 340 nha. 5041, công em xem chị 340. Chốt đồ mẫu này dùm em 2374. 2374 đó chị. 2374, tiền công xeo là 340 mấy chị ơi. 2374. Em còn thêm một bạn lấy. 2374 em nha, công xeo là 340. Công xeo là 340. 2374 công xeo là 340 nè. Công xeo 34 nha, rồi 2374 là mình có đơn. Đẹp quá mấy chị ơi, quá giờ xinh luôn. Rồi, mỗi lần nữa mấy chị yêu kem nè. Em có một cái nhẫn Kati. Nhắn đi nè mấy gái giùm em ơi, chiên đánh cục ơi. Được không chị nè, chốt đi xong em chỉnh đi cho. Rồi đây là một loại nhãn bản mấy chị. Đây là một loại nhãn bản kim tiền. Á chắc KT chứ mà nó loại đai trơn nha. Cái này mẫu mới nè, hầu giờ KT nó loại vui không mà. Bây giờ nó có KT trơn mấy chị nè. Cái đai này trơn nè, chỉnh này vô tư này. Làm đi chừng nào đi hàng được em hả? Làm đi chừng nào đi hàng được em gái hả? Bây giờ chốt xong em qua hỏi thợ. Mấy ông thợ sẽ chú thợ em sẽ tranh thủ thời gian đi chỉnh đi cho chị xong đi hàng cho chị luôn. Chung là đồ bên em chỉnh đi xong để em cho lên đơn đi hàng liền luôn á chị. Đó cơ vậy nha, những cái tim mấy chị yêu kem ơi, có 3 đơn chị nè. Một chiếc nha, có 5 phân mấy trên chiếc à. 51 trên 5 phân 2 thôi mà mẫu này em vô tư chỉnh đi nha. Chiếc này là em vô tư chỉnh đi chứ gặp mấy cái ti giống như vậy một cái là thâu đầu là so nhau luôn, đặt lại tháng mới có ni. Mà mẫu này nè mấy chị này full tắm nè.
đã trơn mà lấy hình kính này là được nha chị nha. Có đơn hình kính này được, mấy chị ok mừng. Đó, thích mỗi cái tí này mình động lên cho em gái nha, thích chị cho chị sau. Thích chị cho chị ơn. Rồi cái mẫu nào nữa mấy chị, mẫu nào nữa? Đang lấy mấy gì lên like gắn chốt mấy chị gái ơi, mấy gì lên like cho chị đó. Mẫu nữa mấy chị à, cái nha nhãn màu xanh gì chị em à, nhãn đó màu xanh gì em à? Xanh riêu chị gái ơi. Xanh riêu chị gái, xanh riêu chị. Này cái này là xanh riêu. Là của chị là tràng bông hả? Còn của chị là màu xanh lá cây. Là màu xanh đó tới tụi ba nha. Màu sáng là màu xanh lá cây cái gái yêu quên. Màu lá cây nha tình yêu nha. Đó. Ok, gái yêu kêu luôn. Lắm màu nào thì gái ơi, lắm màu nào mình đồng lên cho em nha. Trời trời ơi, màu này tiếp. Em nữa có đồng một bài, trời đồng này đẹp lắm hết trơn. Đâu con tay này sẽ lên giá sale cho chị đeo nè. Con tay lên nhiều lắm, bây giờ em lên quên cả dòng con tay cho chị xem nha. Con tay lựa bây giờ chị có nhập mấy phân mà ni to không mà em không muốn làm ni á hả? Bây giờ mấy phân hiện tại là còn màu xanh đánh vàng thôi, còn xanh riêu cái dài gái yêu kem nè. Còn đúng chết rồi luôn. Màu xanh này còn lại màu xanh mấy phân này nữa hả? Xanh biển được không? Xanh biển nè. 741 gái yêu kem ơi. 741 chị em gái còn yêu kem nha. Mẫu này tại là xanh số là 14 á chị gái. 14 chị em gái nó nghe tình yêu nha. 741 chị. Rồi, giờ ảnh của em ơi. Rồi, giờ em sẽ trả dòng tay cho chị yêu kem xem nha. Đông tay đây. Trời ơi, buồn luôn. 18 đi, dữ vậy á. Buồn. Rồi, 18 dữ vậy trời. Cái này 15 rồi nè. Ô giờ lấy chính đi, đi hùa lấy chính đi đi chứ giờ không có 18 đâu. 18 nãy em kiếm 18 cái mẫu nhãn màu á, hồi trắng không luôn, không có ra luôn á chị. Đi 18 giờ lấy mình chính đi em đi. Lấy chính đi gái vô kem mờ trọ cho em mấy thời gian mấy ngày thôi. Là được cái nhãn nhanh lắm luôn á. Rồi lên mấy chị yêu kem này lên nè. Lên nè bông tay chị. Lên bông tay cho chị yêu kem nè. Hả 1 một à, hơn ha. Bây giờ cho không có sẵn đi gái gì qua chợ đi 18 mình đi lớn lắm luôn á, ra số là nó không có đại trà đi lớn, lấy cho chị đi lại. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Ok, lấy ông ta nào tiêu ơi, bông bạc yêu lệ vi nè, á bông bạc ơi yêu sẽ làm nè. Dạ, ok mấy chị nè, lấy con nào mấy chị yêu kem ơi. Lấy con nào má 1, má 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi mấy chị ơi. 7 mấy chị yêu kem nè, rồi 7 mã lấy mã nào. Lấy mã nào bà lượng lên cho em đi, 7 mã này sẽ lên cái xe con rẻ cho chị luôn. Con xe cực kỳ rẻ cho gái yêu kem luôn mấy chị nha, con xe rẻ luôn. Trời, thôi rồi bà ly nước rồi. Rồi mấy chị muốn lên những mấy chị nè. Nếu nào là gái yêu kem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này gái yêu kem 7. 7 đơn giùm em, gọi gì rồi đó. Rồi kia lấy nào gái yêu kem, lấy mấy nào bình luận lên cho em nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Đâu cơ gái yêu kem nè. Đây 7 yêu kem ơi. 3, 4, 6, ok. Đây nha, Giang đem bánh lượng cho em hả? Một lượng hơn gái, à nhỏ ơi, Giang đem bánh lượng hả nhỏ?
1356. 1356 như kem mơ dây da bọng nha. Thay hộp là được không em? Được. Thay hộp là được nha. Tôi muốn thay hộp đồng được hết trơn á. Thay hộp thì đặt đó phía bên kia em báo gái yêu kem sao cho tình yêu ơi. Rồi bữa nay ơi giấy sao kem chốt nha. Bộ mặt em luôn 5/82. Thị trường mẫu này là 5/600. Em xe cho mít kem nha. Em xe cho chị là 230. Con sao 230 chỗ 5/600 mà xe 3/3. Đạo cơ gái yêu kem chốt được anh chị ơi. 2418. 2418 có đơn chị, 2418 có đơn nha. 2418 chắc 3 triệu mấy á hả? Chắc 3 triệu mấy á hả? Đây, 3 triệu mấy là mẫu này nè. 2418 ok chốt đi, đây quen những cái mơ đi của em. Rồi cảm ơn chị nha, cho em có là đồng nguyện của em lên ra cho chị chốt. Chứ còn cho em gái mẫu này 1 triệu, nội dung ghi tên Facebook từ em mua vàng mua hàng nha. Mẫu này là 3559 cho em gái luôn yêu ơi, 3559. 3559 chị chưa tính được quen mơ 3559 nha. Này là màu sáng, cái này là màu xanh lá. Rồi dép, em gái cái này đồ nguyện nè. Dép này là màu chỉ số để 3 dùm em. Đây là một cái sợi dép nha. Móc máy hai mặt luôn. Đây mặt máy kim cương nè. Cái này là rất là nhiều cây nè. Rồi em bé láng là ở bên ngoài này nha. Đây em bé láng này, trời láng, trời láng luôn. Rồi nha, đây được hai mặt, có chung là mình đeo mặt nào cũng trơn á. Mẫu này dùm em là có màu chỉ số để 3 thôi. Thị trường là mẫu này là 6/700. Rồi ok, em xe gái yêu kem nha. 3/8. Chốt đơn 6407. 6407 là mình có đơn chờ 6407 thì em gái nha. Giá dây, giá đơn dây em đeo gỡ ra chứ gì nữa nhở. 6407 là mình có đơn chờ. Rồi ok chị yêu nha, dây này bao nhiêu ạ? Cô gái yêu kem nha. Dây này gỡ ra tính tiền là bao nhiêu chị yêu. Dây này em gái không mấy chị yêu kem ơi, nào tắt đúng không? Rồi dây này lại là 4 tóc rưỡi anh yêu kem nha. 4 tóc rưỡi là mình đeo được luôn nha chị đồng hiền. Đây đây được hai mặt luôn. Rồi chốt đơn món này dùm em 6407 con em xem 380 thì dây này thôi nha. Con sale rẻ gái nhiều người 700-800 ngàn mà sale còn có 380 thôi. Rồi chị Diễm Quỳnh Đánh đã bế để em tính tiền cho chị nha. 4 tóc rưỡi cho đồng hiền của em. Rồi 6407 là mình có đơn gái nhiều kem ơi, công em xe mới là 380 nha. Công em xe là 380 luôn nha. Ờ ơi quên qua luôn. Nè tức nè. Nè ơi chị Quỳnh luôn nha. Rồi giờ leo quá mấy chị yêu kem ơi. Lên, lên xử đây. Có chẳng may. Dê đang đơn nhờ, đang tính là bây giờ. Rồi đây, em lên một cái mỗi này nha. Nhắn sửa là nhắn hả chứ hờ. Chốt 6407 ok chốt lượng huyện của em nha. Giờ khoảng cho em gái món này á là 1 triệu. Nội dung ghi tên Facebook của mình, đừng ghi mua vàng mua hàng gì hết nha. Rồi chốt đồng huyện của em. Nội dung ghi tên Facebook, đừng ghi mua vàng mua hàng nha đồng huyện ơi. Rồi em có hiện trả em lên qua cho. Đây nè Ngọc Minh. Đây nè. Đây là cái này của mình luôn nha. Chị đây có chị đây. Chị đây chị luôn ok chị. Đây. Ngọc Minh con tay nào trước rồi em đúng không Ngọc Minh? Đây nè. Em nhớ con này đúng không? Lệ Vi nè, toàn ten nè. Mình của em cho khỏi rồi đó em ạ. Trời cảm ơn tele của em nha. Em ơi chiếc vòng 750 hồi sáng em đeo á lại là bao nhiêu gram em còn nhớ không mà. À chị thu lại xem mà không có tiền được giá vòng nữa. Cái vòng hoa bự đúng không? Cái vòng hoa bự đúng không? Thấy thấy tiền hoa của em cái vòng hoa bự đúng không chị? Đâu cơ gáy nè trên chỗ khác hả? Vậy là thôi rồi ta chọn xa nhau. Ôi, bố cưa. Ôi, cô gái yêu nè, dây này đem gớ luôn chị gái ơi. Đây là cái sợi dây trước rồi. Có hành hoa đó đó em biết rồi chị. Mà lên đó là em lên em đeo thôi mà cho có báo. Thích cái vòng đó thì ngày mai em lên lại cho cái gì trời đất. Ở ngoài dưới, ở dưới này đúng rồi mà ở trên này có cậu buôn lá nhỏ hả?
món này dùm em nè ba, ba rồi món này là 4 tấc 2 dùm em, món này là 4 tấc 2 gái vô kèo 4 tấc 2 thì giống hình nha, đang bọc luôn á thì gái có 1 lượng 356 à. Thị trường món này giờ em gái này em báo cho, thị trường món này là 2 triệu 2 triệu 1 nha, cái này là 2 triệu 2 triệu 1. Em sẽ điện thông tin lai cho chị chú còn bao nhiêu đây. Em sale nè chị ơi, con sale là chị con sale 985 ngàn, chốt đơn 51 triệu 971. Một cái đơn đó nặng không em hả? Đơn này là gái vô kem hả? Không có nặng lắm đâu, có 7/6 mà. 7/6 gái vô kem mà 7/6 nha. 7/6 tiền công em đã sơ giảm luôn. Một bài là đến 6.700 ngàn công. 6.700 ngàn công nè. Mà hôm nay em sẽ có đâu là đâu ta nha. Đơn là lời bên này thì công em sẽ còn có lần 2 lần nữa thôi. 3 1 8 3 1 8. Em có bông gái vô kem nè. Mấy mày được không? Cái này là loại phong tâu nha. Cái này phần 21 rồi nó nhẹ hơn đâu kia. Cái này là 5/21 thì trường ở nhà là 400-500. Chị lấy thì là tiền công em sale đáng chốt nè. Tiền công em sale là 400-500 đúng không? Sale cho chị còn là 230 luôn. Còn 5/21 tiền công em sale là 230. Chốt đơn cho em 2189. 2189 là mình có đơn anh chị ơi. 2189 nha, tiền công em sale 230. Bông ta để chảy mấy chị yêu kem ơi. Còn đang cậu bông lấy giùm em nha, vừa mua lắm vừa máy luôn. Ok, 2189 tiền công em sale 230 tầng. 376. Cái gặp 760 chị ơi. Ok chị nha, mình dây chị em đang đeo mấy chị vàng ăn à, 1 lượng 3 hơn giùm em ạ. 1 lượng 3 hơn giùm em luôn. Con em đang sale cái này có gì đó bông hả, rồi nữa con em hả, còn bông này nè. Con này tiêu nè. Cái đầu dưới màu đỏ hay sao? Vậy á. Ờ, bảo xin cảm ơn em gái hả? À. Tôi gái giùm cái màu đỏ tí, để quen nha. 2.489.000, con sale 230. Con xin nữa không em gái với chị em đang đeo 1 lượng 3 hơn á, đúng mới. Gửi mẫu dây chân 2 hả, coi kim tiếp thì mẫu gửi chân 2 kìa. Có chơi, có chứ, em yêu kem có chứ. Con em có ai nữa không? Bầu sát cũng vậy mà 7 tấm chỉ không ngăn hả, à. Em ý chân vậy lại không có nha, ý chân vậy không có, em không có thôi. Em có lượt khác hơn yêu kem ơi, em có lượt khác thôi. Cái này là 1 lượng 3 hơn. Cô lấy món nào thì cô phân toàn đi cô cho 4 em 7264 với 9 chia 1 9 12 2 chia 2 giây. Ê nhỉ, 7264 với 9 1 9 2 2 giây. Nó chay, nó treo mà chứ có cho nhiều kem ở trên nó nhỏ. Nói chung là ở này nó cũng nhỏ là nhỏ thiệt, nhưng mà nhỏ cũng nhỏ vừa hả, đâu có nhỏ quá đâu. Nhỏ vừa, nhiều quá nhỏ vừa. Vừa nha, vừa nha. Lời này cũng được rồi, con nằm rửa sơ nắp cũng ngăn rồi. Lợi này hả? Lợi này quá. À, lợi khác cũng được hả? Nhà có lợi khác không nhỉ? Nếu chị có lợi dân hơi đặc dài á, mà số lợi tắt. Một lượng mấy nè, lượng 3, lượng 4 giống chăng nè. Hả? Lấy dân hơi đặc nha, có lợi cỡ là 6 tắt, 7 tắt. Đây hơi đặc dài, dài hơn lượng mấy á. Tương tự giống như vậy nè, có không? Ờ, cơ vậy nha, con tay nè. Ờ, không, là em còn con tay nữa nha. Ờ, còn con nào xin ông em hả, đỡ tí rồi. Con